Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 526. Toàn bộ huyết thần thời không, đều mắt thấy đến một màn này kỳ quan, vô số người rung động kinh ngạc, mơ hồ nhìn thấy thiên cơ, biết có kinh thiên biến cố phát sinh. Thủy Tĩnh Nguyên thân thể, lần nữa cất cao, cùng thiên khung sóng vai, cuồn cuộn bá đạo, trong tay tam xoa kích mũi kích, đem bầu trời đều đâm xuyên qua, không gian liệt mở, thời gian pháp tắc ma diệt thành khư. Cái kia cuồn cuộn rộng rãi nước đạo linh khí, tại trong thiên địa tràn ngập mãnh liệt, cùng dị hỏa năng lượng xen lẫn, suy suy rung động, bầu trời hạ xuống nóng bỏng nóng mưa. Diệp thần, quái thiên đế, mà cửu ca ba người, theo sụp đổ lòng đất trong cổ mộ phi thân mà ra, thấy Thủy Tĩnh Nguyên hung mãnh như vậy khí tượng, ba người đều là kinh hãi. Mà cửu ca cùng quái thiên đế nhìn nhau, hai người tự hỏi, coi như Thủy Tĩnh Nguyên bây giờ thụ thương, hai người cũng không phải địch thủ. Oanh! Thủy Tĩnh Nguyên trường kích vung lên, thần uy cuồn cuộn, phá không cuồng kích xuống tới, thương hải kinh đào cuồn cuộn, bộc phát ra một đầu megalodon hung ác khí tượng, muốn đem Diệp thần ba người thôn phệ. Diệp thần ba người vô cùng chật vật trốn tránh, Thủy Tĩnh Nguyên một kích đập phá đại địa, dung nham bạo liệt, uy thế hung mãnh. Các ngươi không phải địch thủ của ta, vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, dẫy giụa sẽ chỉ thống khổ hơn. Thủy Tĩnh Nguyên nhàn nhạt mở miệng thuyết phục, trường kích cuốn lên cuồn cuộn kinh đào, lần nữa gào thét thẳng hướng Diệp thần ba người. Diệp thần chật vật né tránh, trầm giọng nói, ta có nhất pháp, có thể thoáng áp chế khí tức của hắn, các ngươi thừa cơ ra tay. Dứt lời, Diệp thần tay cầm hắc ám khí tức phun trào, triệu hoán ra một quyển hắc ám tà điển. Đó là thôn hồn tà đạo chương tà điển. Phía trên in bốn chữ. Sụp đổ chi chương. Diệp thần trước mắt tu vi, chẳng qua là thần đạo cảnh, dùng năng lực của hắn, rất khó cùng Thủy Tĩnh Nguyên đối kháng, nhưng hắn có một chiêu bí pháp, đủ để đối đỉnh cấp cường giả cũng tạo thành tổn thương. Cái kia chính là sụp đổ chi chương. Sụp đổ lực lượng, không thuộc về cái thế giới này, mà là thuộc về viễn cổ thế giới. Cho dù là tại thời đại viễn cổ, có thể trưởng khống sụp đổ lực lượng, cũng chỉ có lục đạo cổ thần bên trong sụp đổ chi chủ. Sụp đổ lực lượng bùng nổ, đủ để cho chư thiên đủ loại, thế gian hết thảy đều lâm vào sụp đổ cùng diệt vong bên trong. Sụp đổ vô tận, viễn cổ chân giải, hủy diệt hết thảy. Diệp thần phát ra to rõ ngâm sướng, trực tiếp mở ra sụp đổ chi chương, cuồng bạo hắc ám cùng mãnh liệt sụp đổ lực lượng, liền bỗng nhiên tuôn trào ra, hóa thành từng đầu đen kịt quỷ dị sụp đổ xích sắt, xoạt kéo bay giết mà ra, trực tiếp hướng về Thủy Tĩnh Nguyên thân thể quấn quanh mà đi. Thủy Tĩnh Nguyên gương mặt lập tức biến sắc, chỉ cảm thấy những cái kia xích sắt, mang có kinh khủng dị thường, khó mà hình dung năng lượng. Hắn một cái thất thần, từng đầu sụp đổ xích sắt, đã quấn quanh đến trên người hắn. Suy suy suy, sụp đổ xích sắt quấn lên trong nháy mắt, Thủy Tĩnh Nguyên thân thể làn da liền toát ra khói trắng, làn da mảnh lớn mảnh nhỏ nứt ra, phảng phất lọt vào cái gì lực lượng phân giải cùng nổ tung. Sụp đổ tà điển, ngươi thế mà có thể trưởng khống loại lực lượng này. Thủy Tĩnh Nguyên vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp thần, không nghĩ tới Diệp thần còn có loại thủ đoạn này. Mặc dù tại tuyệt đối chênh lệch cảnh giới dưới, Diệp thần còn không thể đối với hắn tạo thành nhiều ít tổn thương, nhưng từng đầu sụp đổ xích sắt quấn quanh, vẫn là để hắn vô cùng khó chịu. Thánh vương chảm thần, thiên nguyên nhất kích. Mạc cửu ca nhân cơ hội này, cuồng nhiên nhất kiếm vung chảm mà ra, thánh vương đại đạo ánh lửa bừng bừng, hóa thành thiên nguyên nhất kích, phích lịch kiếm mang theo thiên hạ xuống, chém thẳng hướng Thủy Tĩnh Nguyên cái kia thân thể cao lớn. Thông thiên bay quẻ, xem bói cát hung. Quái thiên đế cũng là ngang tàng ra tay, từng mai đồng tiền hóa thành như núi cao to lớn, bộc phát ra cực hung cực sát khí, liên châu đánh phía Thủy Tĩnh Nguyên. Thủy Tĩnh Nguyên bị từng đầu sụp đổ xích sắt quấn quanh, hành động có chút chậm chạp, nhưng nhìn thấy Mạc Cửu Ca cùng quái thiên đế hợp lực đánh tới, hắn mảy may không hoảng hốt, lạnh lùng nói. Dùng các ngươi thực lực, còn không có tư cách làm bị thương ta. Hắn không sợ Mạc Cửu Ca, cũng không sợ quái thiên đế, chỉ kiêng kỵ Diệp thần sụp đổ lực lượng, có thể sẽ ăn mòn đạo tâm của hắn. Hắn giữ vững đạo tâm tinh thần, tại sụp đổ xích sắt quấn quanh gông cùng xiềng xích dưới, vẫn là cuồng bạo vô cùng vung ra trường kích quét ngang bầu trời, trước tiên đem Mạc Cửu Ca thiên nguyên nhất kích kiếm khí đánh nát, lại phanh 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 nổ vang, đánh nát quái thiên đế oanh tới từng mai đồng tiền. Mạc Cửu Ca cùng quái thiên đế đều là đồng tử co vào, nhận cự đại chấn động, tại chỗ thổ huyết. Cái tên này, lại hung hãn như vậy.
Quái Thiên Đế già nua gương mặt hơi hơi trắng bệch, Thủy Tĩnh Nguyên hung hãn, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Tại Diệp Thần sụp đổ chi chương phụ trợ dưới, hắn cùng Mạc Cửu Ca ra sức hợp kích, thế mà cũng đánh không lại Thủy Tĩnh Nguyên. Dừng ở đây rồi. Thủy Tĩnh Nguyên vừa nắm quyền, toàn thân lực lượng bão táp, xanh thẳm làn da toát ra tinh không hào quang, quấn quanh ở trên người hắn sụp đổ xích sắt, từng đầu đứt gãy đi, răng rắc rung động, hắn uy mãnh hùng tráng đến tựa như tinh không phía trên chiến thần. Ông! Cuồng bạo vô cùng năng lượng, quán chú đến trong tay hắn trường kích bên trong, cả thanh trường kích nở rộ vô tận thần quang, thế lực đã tích xúc đến cực hạn. Diệp Thần, Quái Thiên Đế, Mạc Cửu Ca ba người, đều là vẻ mặt biến động, thật sâu cảm nhận được áp lực cùng nguy hiểm. Thủy Tĩnh Nguyên thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ha ha ha, các người ba đánh một, còn không đánh lại một cái thủy quái. Xem ra, vẫn là muốn ta ra tay chừng cứu các ngươi. Ngay tại toàn trường bầu không khí sơ xác tiêu điều thời khắc, một đạo cuồng ngạo tiếng cười, từ phương xa hư bầu trời vang lên. Ong ong, phương xa chân trời chấn động, kim quang vạn trường bùng nổ, thế mà hiển hóa ra một vầng mặt trời chói chang. Nhìn kỹ lại, cái kia lại là Thiên Đế Kim Luân. Một đạo trong sáng bóng hình xinh đẹp, trôi nổi tại Thiên Đế Kim Luân phía trước, đó là một cái thanh thuần mỹ mạo nữ tử, người mặc màu trắng váy dài, da thịt trắng hơn tuyết. Nữ tử mắt ngọc mày ngài, hai đầu lông mày mang theo cực kỳ buông thả ngạo khí, phảng phất xem thiên địa chúng sinh làm kiến hôi, chí tôn bá đạo, không ai bì nổi. Lại có thể là Tố Ly Ương. Nhưng, thời khắc này Tố Ly Ương lại không còn là Vu Yêu, mà là khôi phục hình người, hiển nhiên một đại mỹ nữ, mà lại tu vi khí tức vượt xa dĩ vãng, đăng cơ xưng đế, bá khí nghịch thiên. Cách van xin. Mạc Cửu Ca thấy Tố Ly Ương cuồng ngạo như vậy bá đạo bộ dáng, cũng là giật nảy cả mình. Tâm ta chi xiềng xích đã chặt đứt, nhất thể bộ đăng thiên, các ngươi đánh không lại người, giao cho ta là được. Tố Ly Ương nhếch miệng lên một vệt lãnh khốc ý cười, trong tay kim quang vạn trượng, hiển hóa ra một thanh trường kiếm, mang theo không thể địch nổi phong duệ kiếm khí, như thác nước thiên rơi, phi lưu trực hạ, chém thẳng hướng Thủy Tĩnh Nguyên. Thủy Tĩnh Nguyên đồng tử lập tức co vào, chỉ cảm thấy Tố Ly Ương kiếm khí, phong duệ sắc bén đến khó dùng hình dung mức độ, lộ ra một cỗ nhân quả chém hết, vô pháp vô thiên, vô địch tại thế uy nghiêm. Hắn giơ lên trường kích đón đỡ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn trường kích, tại chỗ liền bị Tố Ly Ương kiếm khí chặt đứt. Thậm chí, Tố Ly Ương cái kia cuồng bạo phong duệ kiếm khí, còn hung hăng chém tới trên người hắn, ở trên người hắn chạm ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi phun tung tóe, thậm chí có khả năng thấy hắn bên trong xương cốt, còn có nhảy lên trái tim. A! À, Thủy Tĩnh Nguyên phát ra một hồi buồn bực gọi, thân thể hốt hoảng liên tiếp lui về phía sau, vừa mới vẫn là vô cùng uy mãnh hắn, giờ phút này đã trải qua trở nên vô cùng chật vật. Tố Ly Ương tay cầm trường kiếm, sau lưng lơ lửng Thiên Đế Kim Luân, thần uy bừng bừng, dậy người không dám nhìn thẳng. Ha ha ha, tâm ta chi xiềng xích đột phá, quả thật là nghịch thiên cải mệnh, giết người như cắt cỏ. Tố Ly Ương ngửa mặt lên trời cười như điên, một bộ đắc chí vừa lòng bộ dáng. Tâm chi xiềng xích, Diệp Thần nhướng mày, cẩn thận ngóng nhìn Tố Ly Ương, phát hiện trên người nàng trạng thái, vô cùng cổ quái, tâm chi xiềng xích ở vào giống như đoạn chưa ngừng bộ dáng, chân huyễn xen lẫn. Diệp Thần vận chuyển đồng thuật, lại nhìn rõ chân tướng, liền phát hiện Tố Ly Ương tâm chi xiềng xích, kỳ thật cũng không có đột phá, y nguyên 10 điểm kiên cố, nhưng nàng trong lòng mình chấp niệm quá nặng, một mực huyễn tưởng có thể đột phá, cho nên cỗ này huyễn tưởng, chuyển hóa thành nàng mạnh mẽ tín niệm, kích phát tiềm lực của nàng, thế mà làm cho nàng thực lực tăng vọt. Bởi vì tin tưởng, cho nên thay đổi vận mệnh. Luân hồi chi chủ, đa tạ người Thiên Đế Kim Luân, giúp ta đột phá tâm chi xiềng xích, trả lại cho ngươi. Tố Ly Ương mặt mũi tràn đầy nóng rực vui mừng, cho là mình thật đột phá tâm chi xiềng xích, vung tay lên, liền đem Thiên Đế Kim Luân trả lại cho Diệp Thần. Diệp Thần thu hồi Thiên Đế Kim Luân, xem xét nhìn một chút, thấy Thiên Đế Kim Luân phía trên, có một đạo hắc ám bóng mờ, hiển nhiên là nhận lấy một chút nhiễm bẩn. Bất quá may mắn, này nhiễm bẩn không tính quá nghiêm trọng, muốn tịnh hóa cũng không khó khăn. Một lần nữa chấp trưởng Thiên Đế Kim Luân, Diệp Thần khí tức phảng phất cũng biến thành mạnh lớn. Thủy Tĩnh Nguyên nhìn quanh toàn trường, vẻ mặt lại là triệt để âm trầm xuống. Đột phá tâm chi xiềng xích, điều đó không có khả năng.
Thủy Tĩnh Nguyên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tố Ly Ương, hắn mơ hồ thấy Tố Ly Ương trạng thái có chút cổ quái, này tâm chi xiềng xích đến cùng là thật đột phá, vẫn chỉ là Tố Ly Ương chính mình huyễn tưởng, hắn trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được tới. Cửu Thiên Linh Thủy, người có thể là khó được thiên tài địa bảo, cho bản cô nương ta uống mấy ngụm. Ha ha ha. Tố Ly Ương nhanh lệ cười to, bề ngoài tuy mỹ lệ, nhưng bộ dáng vô cùng hung tàn, sợi tóc phất phới, để cho người ta không rét mà run. Nàng nắm chặt trường kiếm, liền muốn xuất kiếm trực tiếp giết Thủy Tĩnh Nguyên. Tên điên. Thủy Tĩnh Nguyên thật sâu thấy nguy hiểm, không muốn cùng Tố Ly Ương tranh quấn, thân thể co rụt lại, hóa thành một đạo màu lam lưu quang. Cuống quýt hướng mặt ngoài phi độn chạy trốn mà đi. Muốn chạy. Tố Ly Ương tầm mắt phát lạnh, lập tức rút kiếm truy giết tới. Nhưng Thủy Tĩnh Nguyên tốc độ cực nhanh, mà lại chạy trốn thời điểm, tại sau lưng lưu lại một đạo thật dài mây mờ, này chút mây mờ mang theo trì trệ lực lượng, ngăn cản Tố Ly Ương bước chân, để cho nàng tốc độ giảm xuống, khó mà đuổi kịp. Đại hoang thâu thiên thuật. Sụp đổ xiềng xích, phong tỏa. Diệp Thần phản ứng cấp tốc. Một chiêu đại hoang thâu thiên thuật, trực tiếp đánh cắp không gian, một cái nhảy vọt, liền nhanh chóng hiện tại Thủy Tĩnh Nguyên trước mặt. Sau đó, Diệp Thần điên cuồng thôi động sụp đổ chi chương tà điển, từng đầu xiềng xích màu đen tựa như ác mộng xúc tu, theo tà điển bên trong ào 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 bạo sát mà ra, cuồng nhiên hướng Thủy Tĩnh Nguyên trên thân quấn quanh mà đi. Thủy Tĩnh Nguyên vừa mới bị Tố Ly Ương trọng thương, giờ phút này đối mặt Diệp Thần sụp đổ xích sắt, lập tức không có chút nào sức phản kháng. Xoạt kéo, ngàn đầu vạn cái sụp đổ xích sắt, đem Thủy Tĩnh Nguyên buộc chặt đến cực kỳ chặt chẽ, xích sắt bên trên sụp đổ khí tức, thậm chí điên cuồng xâm nhập đạo tâm của hắn tinh thần bên trong đi. Một khi đạo tâm của hắn tinh thần, lọt vào sụp đổ lực lượng ăn mòn trùng kích, liền sẽ triệt để sụp đổ. Đến lúc đó, ý thức của hắn, sẽ triệt để ma diệt đi, sẽ chỉ còn lại nguyên thủy nhất cửu thiên linh thủy. Không, cảm nhận được tự thân tinh thần ý thức. Không ngừng lọt vào sụp đổ lực lượng trùng kích, Thủy Tĩnh Nguyên vẻ mặt đại biến, liều mạng giằng co. Nhưng hắn trọng thương phía dưới, hoàn toàn giãy giụa mà không thoát Diệp Thần xích sắt phong tỏa. Ngươi có giết ta chi tâm, ta không thể lưu ngươi. Diệp Thần tầm mắt lạnh lẽo, tay cầm sụp đổ tà điển, liền chuẩn bị ép diệt đi Thủy Tĩnh Nguyên ý thức. Hạm chủ, cứu ta. Mời ngươi ban thưởng ngươi thương hại, cứu ta. Sống chết trước mắt. Thủy Tĩnh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát ra to rõ ngâm sướng kêu cứu, giống như đang kêu gọi người nào. Oanh long long. Tại hắn tiếng kêu hạ xuống trong nháy mắt, bầu trời liền kịch liệt bạo động, phong vũ lôi điện xen lẫn, mây đen áp đỉnh, không thể tưởng tượng nổi hung mãnh khí tượng đang sôi trào. Cảm nhận được cỗ này dị tượng, Diệp Thần, Tố Ly Ương, Quái Thiên Đế, Mạc Cửu Ca bốn người, đều là vô cùng giật mình. Cỗ lực lượng này có vẻ giống như là đại chủ tể. Diệp Thần kinh dị không thôi, tầm mắt nhìn trên trời mây đen cùng lôi điện, hắn thấy này mảnh dị tượng sau lưng, ẩn giấu đi một cỗ dị thường quen thuộc, cường đại dị thường khả phố lực lượng. Đó là đạo tông đại chủ tể lực lượng. Xoẹt, một đạo phích lịch, từ không trung cuồng bổ xuống, mang theo vô cùng uy thế. Diệp Thần nhận to lớn chấn nhiếp, chỉ có thể lui lại. Cái kia đạo phích lịch, bổ vào Thủy Tĩnh Nguyên trên thân, đem buộc chặt ở trên người hắn sụp đổ xích sắt, toàn bộ chém đứt, nhưng lại không làm thương hại thân thể của hắn một chút. Đa tạ hạm chủ, ta cái này đi gặp ngươi. Thủy Tĩnh Nguyên đạt được tự do, lập tức vui mừng không thôi, thân thể thoáng qua, hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam, hướng huyết thần thời không bên ngoài bay đi. Diệp Thần ngốc ngốc nhìn xem Thủy Tĩnh Nguyên đi xa thân ảnh, đầy trời mây đen lôi điện khí tượng cũng đi theo tiêu tán. Nhưng vừa mới cái kia đạo từ trên trời giáng xuống phích lịch, ẩn chứa cuồng bạo uy thế, vẫn là để đến Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Đích thật là đại chủ tể lực lượng. Diệp Thần vẻ mặt âm trầm, tiến một bước xác định, đó chính là đại chủ tể lực lượng, quá hung mãnh, vô địch tại thế, vĩ đại cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Đại chủ tể ra tay, muốn cứu vớt Thủy Tĩnh Nguyên, cái kia Diệp Thần đám người, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mạc Cửu Ca, Tố Ly Ương, Quái Thiên Đế ba người, cũng là ngây người tại chỗ. Bọn hắn cũng bị chấn động đến. Vừa mới một mực vô cùng cuồng ngạo Tố Ly Ương, tại cảm nhận được đại chủ tể uy thế về sau, nàng trực tiếp trầm mặc. Cùng đại chủ tể so sánh, thực lực của nàng, quả thực là không có ý nghĩa. Việc này có chút cổ quái, ta phải truy đi lên xem một chút.
Diệp Thần mắt sáng lên, mà hậu thân thể bắn ra, hướng về Thủy Tĩnh Nguyên đuổi theo. Thủy Tĩnh Nguyên cùng đại chủ tể ở giữa, tựa hồ có liên hệ nào đó, hắn nhất định phải tra rõ ràng. Bay ra huyết thần thời không, Diệp Thần vẫn ngắm nhìn chung quanh mịt mờ hắc ám, rất nhanh bắt được Thủy Tĩnh Nguyên chạy trốn phương hướng. Hắn bấm ngón tay tính một cái, lập tức lấy làm kinh hãi, lại muốn bỏ chạy không Úc Tiên Lâm, Tôn Di lãnh địa. Hắn rõ ràng suy tính đến, Thủy Tĩnh Nguyên muốn chạy trốn đi địa phương, lại chính là không Úc Tiên Lâm, là trước mắt Tôn Di lãnh địa, Thảo Thần phái con dân cùng tín đồ, đều tụ cư ở bên trong. Mặc dù không biết Thủy Tĩnh Nguyên muốn chạy trốn đi không Úc Tiên Lâm làm gì, nhưng Diệp Thần lo lắng Tôn Di xảy ra chuyện, cho nên cũng không dám sơ suất. Diệp Thần khóa chặt không Úc Tiên Lâm phương hướng, lập tức phá không bay vút đi. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới không Úc Tiên Lâm. Lần trước tới không Úc Tiên Lâm thời điểm, ánh mắt hắn còn không có khôi phục, hiện tại hai mắt khôi phục, có thể thấy rất rõ ràng chỗ này tráng lệ, rừng rậm xanh linh khí nồng đậm. Đột nhiên, Diệp Thần tại không Úc Tiên Lâm bên trong, lại bắt được một cỗ vô cùng khinh khủng mạnh mẽ khí tức. Này cỗ cường đại khí tức, quả thực là uy áp chư thiên, mặc dù ẩn giấu rất mịt mờ, nhưng Diệp Thần vẫn là lập tức bắt được. Cái kia lại là đại chủ tể khí tức. Đại chủ tể tại đây bên trong. Diệp Thần kinh ngạc, buông xuống đến không Úc Tiên Lâm bên trong, có Thảo Thần phái tuần tra nữ vệ, gặp được Diệp Thần, lập tức cung kính hành lễ vấn an. Luân hồi chi chủ, ngươi đến rồi. À, ánh mắt ngươi đã xong chưa? Diệp Thần gật gật đầu, nói đại chủ tể tại đây bên trong. Một cái nữ vệ trần chờ một thoáng, nói, đúng vậy, đại chủ tể nói, muốn thay Tôn Di đại nhân chặt đứt tơ tình, kết nàng đạo tâm hết thảy ràng buộc, để cho nàng có thể an tâm chế tạo rừng rậm sách. Chặt đứt tơ tình. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, cũng nhớ tới trước đó Tôn Di nói qua, đại chủ tể muốn chém đứt nàng tơ tình. Một khi nàng tơ tình chặt đứt, nàng liền sẽ không lại ưa thích Diệp Thần, hết thảy tình niệm ràng buộc ma diệt, nàng đạo tâm như gương như nước, thuần tịnh vô hạ, là có thể dựa theo đại chủ tể nói tới, chuyên tâm đi chế tạo rừng rậm sách. Đây là đại chủ tể kế hoạch. Đại chủ tể mong muốn kiến tạo một gốc thông thiên đại thụ, trực tiếp thông hướng tinh không bỉ ngạn, đây chỉ có rừng rậm sách có thể làm đến. Diệp Thần lập tức có chút tê cả ra đầu, hắn cùng Tôn Di đã trải qua nhiều như vậy, nếu là Tôn Di tơ tình chặt đứt, cái kia với hắn mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Một cái nữ vệ lại nói, vừa mới còn có cái màu lam làn da quái nhân, cũng đến nơi này, bị thương rất nặng, chúng ta ban đầu nghĩ bắt giữ hắn. Nhưng đại chủ tể nói, quái nhân kia là bằng hữu của hắn. Diệp Thần giật mình, biết Thủy Tĩnh Nguyên đã trước hắn một bước, đi tới không Úc Tiên Lâm. Chẳng qua là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Thủy Tĩnh Nguyên thế mà lại là bạn của đại chủ tể. Liên tưởng đến trước đó hiến tế bất hủ phong bia, ngăn trở tinh không phía trên nhòm ngó, mà ngày sau chống đi hiện một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm dị tượng, cái kia huyết đồng thậm chí cùng đại chủ tể có chút tương tự, Diệp Thần liền thấy tất cả những thứ này sau lưng. Nhân quả tuyệt không đơn giản. Đại chủ tể ở đâu? Diệp Thần trầm giọng hỏi. Liền tại bên trong. Nữ hộ vệ chỉ rừng rậm chỗ sâu. Diệp Thần nhanh chân đi hướng rừng rậm chỗ sâu, liền thấy trong rừng rậm một khối đất trống bên trên, xây dựng một cái tế đàn, Tôn Di đang đứng tại tế đàn bên trên, từng sợi kiếm khí như rồng tại nàng quanh thân không ngừng vần quanh, kiếm khí gào thét cắt chém, lăng lệ vô cùng. Tại tế đàn bên cạnh, là rất nhiều Thảo Thần phái cao tầng, còn có một người mặc áo bào trắng, mang theo mặt nạ nam tử. Cái này áo bào trắng nam tử, chính là đại chủ tể. Đại chủ tể khí tức, hoàn toàn ẩn nấp lấy, bình thường người căn bản không cảm giác được sự cường đại của hắn, chỉ có Diệp Thần có thể cảm nhận được. Ngoại trừ tại Vạn Thần Điện bên trong, đại chủ tể xưa nay không dùng chân diện mục gặp người, không phải hắn không nghĩ, mà là hắn uy nghiêm quá mức khủng bố, nghiền ép chư thiên. Người bình thường thấy ánh mắt của hắn, thấy hắn hình dáng, sẽ không chịu nổi uy áp, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù khí tức của hắn đã hoàn toàn ẩn nấp, nhưng vẫn là không ai dám tới gần bên cạnh hắn, chỉ là đại chủ tể ba chữ, cũng đủ để làm người run rẩy động dung, không dám nhìn thẳng. Diệp Thần thấy sau lưng đại chủ tể, đứng đấy một cái màu lam làn da nam tử, đó chính là Thủy Tĩnh Nguyên, thương thế của hắn nguyên khí khôi phục rất nhiều. Nghĩ đến là đại chủ tể ra tay giúp đỡ trị liệu qua. Thủy Tĩnh Nguyên cung cung kính kính khoanh tay đứng vững, nhìn thấy Diệp Thần tới, thần sắc y nguyên lạnh lùng.
Đại chủ tể tầm mắt nhìn chằm chằm tế đàn, tại Tôn Di trên thân không ngừng đánh giá, trong mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, lẩm bẩm nói, điều đó không có khả năng, tình của ngươi tơ, làm sao chém không đứt. Tay phải hắn kết ấn, tế đàn bên trên từng sợi kiếm khí gào thét, không ngừng cắt chém. Nhưng, Tôn Di vẻ mặt tự nhiên, thản nhiên nói, đại chủ tể, ta nói, ta đối Diệp Thần tình cảm, không phải bất kỳ thủ đoạn nào có khả năng ma diệt. Coi như ngươi chặt đứt tình của ta tơ, thiên hoàng địa lão, sông cạn đá mòn, trong tim ta đều có Diệp Thần cái bóng. Nói xong lời này, Tôn Di nhìn thấy Diệp Thần hồi tới, lập tức hướng về phía hắn triển lộ ra một cái nét mặt tươi cười, nói, Diệp Thần, ngươi trở về. Đại chủ tể thân thể phát run, nhìn một chút Tôn Di, lại nhìn một chút Diệp Thần, phát sinh trước mắt một màn, rõ ràng vượt qua dự liệu của hắn. Kỳ thật hắn đã chặt đứt Tôn Di tơ tình. Nhưng Tôn Di trong lòng, y nguyên có Diệp Thần cái bóng, thủy chung vô pháp ma diệt, cũ tơ tình đoạn đi, mới tơ tình lại đản sinh ra, sông cạn đá mòn, quyết chí thể không đổi. Không, điều đó không có khả năng. Đại chủ tể chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tôn Di cười nói, đại chủ tể, ngươi yên tâm, coi như tâm ta có ràng buộc, cũng không trở ngại ta chế tạo rừng rậm sách. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, rừng rậm sách tuyệt đối có khả năng chế tạo ra tới. Còn có Diệp Thần luân hồi hướng thế sách, cũng có thể chế tạo, chỉ cần có tài nguyên, người có thể được giúp chúng ta một tay. Đại chủ tể yên lặng, Tôn Di tơ tình không ngừng, quyết chí thể không đổi, đây là hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Thủy Tĩnh Nguyên nói, hạm chủ, chớ nhiều lời với bọn chúng, có gì thần, cái gì luân hồi chi chủ, người đem bọn hắn đều bắt lại, xem như nô lệ, nghĩ gọi bọn hắn làm cái gì, cái kia thì làm cái đó. Đại chủ tể lắc đầu. Vẫn là không nói chuyện. Tôn Di cười ha ha, nói, người cái này làm ra quái nhân, thật đúng là tùy tiện cực kỳ, đại chủ tể là loại người này sao? Mà lại hắn coi như hạ quyết tâm, cũng nhiều nhất đem chúng ta giết, nghĩ bắt chúng ta làm nô lệ, đó là người si nói mộng. Thủy Tĩnh Nguyên quát, lớn mật, ngươi làm sao cùng hạm chủ nói chuyện? Đại chủ tể giơ tay lên một cái, nói, đừng nói nữa, Tĩnh Nguyên, nếu luân hồi chi chủ trở về. Vậy chúng ta liền thương lượng một chút bước kế tiếp kế hoạch. Nói đến đây, đại chủ tể đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, hắn ánh mắt nhìn Diệp Thần, khẽ mỉm cười nói, luân hồi chi chủ, người tại huyết thần thời không, thu hoạch rất tốt, con mắt đều khôi phục. Diệp Thần chắp tay một cái, nói, nắm đại chủ tể phúc, sự tình vẫn tính thuận lợi. Lại hướng chung quanh rất nhiều thảo thần phái cao tầng nói, các ngươi tất cả lui ra, ta có một số việc muốn thương lượng với đại chủ tể. Một đám thảo thần phái cao tầng, dồn dập ứng tiếng lui ra. Giữa sân, chỉ còn lại có Diệp Thần, Đại Chủ Tể, Thủy Tĩnh Nguyên, Tôn Di bốn người. Cửu thiên linh thủy năng lượng dồi dào, có thể trị hết ánh mắt của ngươi, cũng không kỳ lạ. Nhưng, nghĩ giải quyết ngươi cánh tay hắc ám, cần thiết cửu thiên linh thủy, lại là lượng lớn, sợ là muốn hao hết Tĩnh Nguyên linh khí, hắn có thể sẽ chết. Đại Chủ Tể nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Thủy Tĩnh Nguyên. Diệp Thần hỏi, đại chủ tể, này cửu thiên linh thủy, là thủ hạ của ngươi. Đại chủ tể gật đầu nói, ừm, hắn là ta Minh Nhật Phương Chu phía trên linh thuyền, sau này phát sinh chút ngoài ý muốn, rơi xuống đến không không lúc nào không, bất quá ta không nghĩ tới hắn thế mà có thể hóa hình, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Thần ngạc nhiên, Minh Nhật Phương Chu. Đại chủ tể nói, ừm, người tại huyết thần thời không, hẳn là thấy được tận thế Phương Chu bí mật. Tinh không bị ngạn bị hắc ám bao phủ, rất nhiều chủng tộc vì sinh tồn, chế tạo ra từng chiếc phương chu, tại hắc ám tận thế bên trong dãy giụa. Đã từng, ta cũng chế tạo ra một chiếc phương chu, gọi ngày mai hào, ta là ngày mai hào phương chu hạm chủ. Lúc ấy tại tinh không bị ngạn, ta Minh Nhật phương chu, đại biểu cho hy vọng ngày mai, bị vô số người ký thác kỳ vọng cao, nhưng cũng tiếc đến cuối cùng, ta phương chu cũng vẫn lạc. Diệp Thần nghe được lần nói chuyện này. Lập tức kinh hãi. Tôn Di cũng là một hồi kinh ngạc, đại chủ tể ngữ khí mặc dù bình tĩnh, nhưng nói tới sự tình, lại là kinh thiên động địa, liên lụy tới tinh không phía trên nhân quả bí mật. Diệp Thần chấn động, nói, đại chủ tể, người quả nhiên là tinh không bỉ ngạn bên trên người. Thậm chí là Minh Nhật Phương Chu hạm chủ. Ngươi tại sao phải đem những bí mật này nói cho ta biết? Đại chủ tể thản nhiên nói, cũng không tính là gì bí mật, nói đã nói. Ta trước kia giấu giếm, không đem ra công khai, là bởi vì cùng tinh không tương quan bí mật,
tràn ngập hắc ám cùng hỗn loạn, bình thường người nếu như tùy tiện tiếp xúc, sẽ lâm vào ác mộng trong tuyệt cảnh, cho nên ta mới không nói. Thậm chí, ta bố trí xuống nhân quả luật, ngăn cách người ngoài nhìn trộm, nhưng nếu như không sợ chết, cưỡng ép nhìn trộm, vẫn là có thể nhìn thấy quá khứ của ta. Nhưng từ xưa đến nay, phàm là nhòm ngó ta người trong quá khứ, bọn hắn đều đã chết, không phải ta giết chết, là bọn hắn lây dính tinh không hắc ám, lâm vào trong cơn ác mộng, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, không liên quan gì đến ta. Diệp thần chấn động, nhớ tới quái thiên đế. Quái thiên đế nhìn thấy đại chủ tể đi qua, ban đầu cũng muốn chết, là diệp thần mạnh mẽ dùng chính mình thiên hỏa mệnh tinh, bảo vệ được hắn. Đại chủ tể mỉm cười, nói, hiện tại ta nói cho ngươi này chút, thiên cơ rất nhanh sẽ khuếch tán ra, không bao lâu, người người đều sẽ biết thân phận của ta. Bất quá, bây giờ tinh không phía trên hắc ám, không có trước kia lợi hại như vậy, quá khứ của ta cũng không còn là cấm kỵ, coi như công bố ra ngoài, cũng sẽ không lại đả thương người. Diệp thần tâm bên trong khẽ động, nói tinh không bị ngạn, không nữa bị hắc ám che mất sao. Đại chủ tể tầm mắt nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt u u, nói ta không biết, cho nên ta muốn trở về nhìn một chút. Hiện tại có thể khẳng định, liền là tinh không bị ngạn hẳn là khôi phục chút trật tự, phương chu kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng đến tiếp sau hẳn là còn có kế hoạch khác, một lần nữa thành lập trật tự, nhưng ta không biết là cái gì. Ta muốn trở về, tinh không bị ngạn là cố hương của ta, ta vẫn luôn muốn trở về, hơn nữa còn muốn mang lấy trung cực trật tự trở về. Diệp thần lẩm bẩm nói, trung cực, chấm, trật tự. Đại chủ tể nói, đúng vậy, này chính là ta một mực theo đuổi đồ vật. Nếu như không có cuối cùng cực kỳ hoàn mỹ trật tự, tinh không bị ngạn coi như trùng kiến, cuối cùng cũng là muốn hướng đi hủy diệt, tại bóng tối vô tận cùng khổ sở bên trong luân hồi, ta không muốn lại trải qua những tháng ngày đó. Ta cần chân chính hoàn mỹ trật tự, thành lập một cái trung cực hoàn mỹ thế giới, nhưng vô cùng khó khăn, đã qua ngàn tỷ thế kỷ nguyên, ta cũng còn không tìm được. Diệp thần trầm mặc, cái gọi là trung cực trật tự, hoàn mỹ thế giới, hắn cũng tại truy tìm, nhưng trước mắt chỉ là mộng huyễn phao ảnh, nếu như không chân chính tự tay kiến tạo, ai biết trật tự là tốt là xấu. Hoàng lão trước đó không phải đã nói, hắn nghĩ tới một cái hoàn mỹ thế giới trật tự. Diệp thần lại hỏi, đại chủ tể nguyện ý cùng hắn kết minh, chủ nếu là bởi vì hoàng lão. Hoàng lão từng nói qua, hắn tư tưởng đến một cái hoàn mỹ trật tự, làm hắn nghĩ đến cái này trật tự thời điểm, thậm chí một đêm ngộ đạo, tu vi bão táp. Hắn cho tư tưởng trật tự, cần Diệp thần trợ lực, cho nên đại chủ tể mới lựa chọn cùng Diệp thần hợp tác. Đại chủ tể nói, hoàng lão nói trật tự, quá mức nghịch thiên, nghĩ thành lập, cần 10 điểm thời gian dài dằng dặc, mà lại cần thiết tài nguyên, cũng là một cái không cách nào tưởng tượng con số. Từ từ sẽ đến đi, việc này không thể gấp. Diệp thần hỏi, này trật tự đến cùng là cái gì? Hắn hết sức muốn biết, hoàng lão chỗ cấu tứ trật tự, cái gọi là hoàn mỹ thế giới, đến cùng là cái gì? Đại chủ tể nói, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, dùng tu vi của ngươi, còn không thể thừa nhận loại kia nghịch thiên lý niệm. Ít nhất, muốn chờ ngươi tại tinh không tranh bá thi đấu đoạt giải quán quân lại nói. Diệp thần nói, tinh không tranh bá thi đấu sao? Đại chủ tể nói, đúng vậy. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị tranh tài, không có mấy tháng liền muốn bắt đầu, ta suy tính đến, lần này tinh không tranh bá thi đấu, thiên nữ cùng Chu Võ Hoàng cũng sẽ là địch thủ của ngươi, còn có hắc ám hồn tộc cùng sử thần tộc người, thậm chí còn có tinh không huyết mạch xuất thân thiên tài. Diệp thần mâu quang chớp lên, nói tinh không huyết mạch xuất thân, cũng không phải không có đánh qua, này tinh không tranh bá thi đấu, ta có lòng tin bắt lại. Cái gọi là tinh không huyết mạch. Là tinh không bỉ ngạn bên trên sinh linh huyết mạch gọi chung, phàm là tại tinh không bỉ ngạn đản sinh chủng tộc, đều có thể xưng là tinh không huyết mạch. Diệp thần trước kia cũng đã gặp qua, tỉ như tinh không thần tộc, hỗn độn thiên ma, còn có hỗn độn thiên ma sở thuộc tam đại thị tộc, tử xuyên thị, trong gió thị, phong uyên thị các loại. Cho nên, đối với đại chủ tể nói tới, có được tinh không huyết mạch thiên tài, Diệp thần cũng không sợ. Đại chủ tể nói, người có chí khí. Đây là chuyện tốt, nhưng trước ngươi ăn tinh không trái cấm, cánh tay còn bị tinh không sa đọa hắc ám quấn quanh, như không giải quyết, ngươi nghĩ tại tinh không tranh bá thi đấu bên trên đoạt giải quán quân, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tầm mắt liếc nhìn Diệp thần cánh tay trái. Diệp thần hai mắt mặc dù khôi phục, nhưng trên cánh tay trái hắc ám, vẫn là vô cùng nồng đậm.
nếu như có thể cho ta đầy đủ cửu thiên linh thủy, ta có thể giải quyết. Diệp Thần tầm mắt nhìn phía Thủy Tĩnh Nguyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đại chủ tể lắc lắc đầu nói, người này là muốn lấy mạng của hắn, hắn như là đã hóa thành hình người, vậy ngươi liền không thể lại tổn thương hắn. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, nói, nhưng lúc trước hắn còn muốn giết ta tới. Đại chủ tể nói, đều là hiểu lầm, ngươi không nên quá để ý. Tại ta ngày mai hào phương chu hài cốt bên trên, còn giữ lại có mấy bình cửu thiên linh thủy, ngươi có thể đi cầm. Nghe vậy, Diệp Thần con mắt lập tức sáng lên, nói, đại chủ tể, ngươi nói thật chứ? Ngươi phương chu hài cốt, lại ở nơi nào? Đại chủ tể nói, tự nhiên là thật, ta minh nhật phương chu hài cốt, liền tại cửu thiên thần táng cốc bên trong, ngươi có thể đi tìm tìm. Này cửu thiên thần táng cốc, là theo tinh không phía trên rớt xuống mảnh vỡ, năm đó từng có muôn vàn chiếc tận thế phương chu, rơi xuống tại chỗ kia. Ta phương chu, cũng là vẫn lạc tại nơi đó, sau này ta may mắn theo cửu thiên thần táng cốc trốn thoát, đi qua trải qua, với ta mà nói, so ác mộng còn muốn đáng sợ hơn. Ta không muốn người khác cũng lâm vào ác mộng trong bóng tối, cho nên ẩn giấu đi hết thảy thiên cơ, không có người biết rõ tên của ta. Ta thành lập đạo tông, người khác liền xưng hô ta là đại chủ tể. Kỳ thật ta có danh tự. Nói xong, đại chủ tể chậm rãi tháo xuống mặt nạ của mình, lộ ra một tấm khí vũ bất phàm anh soái khuôn mặt. Ta tên Thương Thiên Bạch Vũ, là tinh không bỉ ngạn Thương Thiên bộ lạc con dân. Ta trong bộ lạc người, không sai biệt lắm là chết sạch, nhưng trừ ta ra, khẳng định còn có cái khác người sống sót. Diệp Thần chấn động trong lòng, nhớ tới trước đó hiến tế bất hủ phong bia thời điểm. Thiên hàng dị tượng, hiển hóa ra tròng mắt màu đỏ ngòm. Cặp kia tròng mắt màu đỏ ngòm, cùng đại chủ tể tựa hồ hết sức tương tự, nói không chừng cũng là hắn trong bộ lạc người. Cho nên, đại chủ tể mới khẳng định như vậy, trừ hắn ra, còn có cái khác người sống sót. Thương Thiên Bạch Vũ, tốt, đại chủ tể, tên của ngươi, ta nhớ kỹ. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu, hắn nghe tên văn đại chủ tể, theo cái tên này sau lưng. Quả nhiên là cảm nhận được đủ loại kinh khủng hắc ám, như ác mộng. Đó không phải là đại chủ tể hắc ám, là tinh không tận thế hắc ám, là vô số phương chu phá diệt, ngã xuống rơi vỡ, sinh linh đổ thán hắc ám. Cũng may mắn Diệp Thần đạo tâm cường hãn, không phải ngay thẳng như vậy nghe tên văn đại chủ tể, chỉ là tinh không hắc ám ác mộng khí tức, cũng đủ để đưa hắn xé rách. Tôn Di nghe được tên đại chủ tể về sau, cũng là ngẩn ngơ, cảm nhận được to lớn trùng kích. Kiều Khu hơi hơi phát run. Đại chủ tể khẽ gật đầu, đem mặt nạ bóp nát, hắn đã không cần lại che giấu. Tinh không phía trên có người sống sót tồn tại, liền chứng minh có trật tự tồn tại, đã vượt qua kinh khủng nhất tận thế hắc ám, cái kia coi như thân phận của hắn bại lộ, cũng sẽ không mang cho thế nhân tựa là hủy diệt ác mộng. Như vậy tiếp đó, ta là muốn đi cửu thiên thần táng cốc một chuyến. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, ánh mắt lăng lệ. Khoảng cách tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, đã không có bao nhiêu thời gian, hắn nhất định phải tại trước khi bắt đầu tranh tài, giải quyết hết tinh không trái cấm hắc ám. Mà giải quyết chi pháp, liền là dùng cửu thiên linh thủy. Tại cửu thiên thần táng cốc bên trong, đại chủ tể phương chu hài cốt bên trên, còn bảo tồn có nhiều bình cửu thiên linh thủy, nếu như có thể lấy được lời, đủ để thỏa mãn Diệp Thần sử dụng. Đại chủ tể nói, này cửu thiên thần táng cốc. Là theo tinh không phía trên rớt xuống mảnh vỡ chỗ, không thuộc về cái thế giới này, tự mang tinh không cấm chế, người muốn đi vào, cũng không phải chuyện dễ dàng. Một bên Thủy Tĩnh Nguyên nói ra, ha ha, ta nói qua, muốn vào cửu thiên thần táng cốc, cần cầm nhân mạng đi lấp, mà lại là thiên đế tính mệnh, không phải không có khả năng xông phá cấm chế. Hắn trước đây muốn giết Diệp Thần, mà cửu ca cùng quái thiên đế, liền là muốn nhận tập hợp máu tươi tính mệnh. Đi trùng kích cửu thiên thần táng cốc cấm chế. Cũng không nhất định, đại chủ tể, ta nghĩ trước đi xem một chút, lại tính toán sau. Diệp Thần đã có thể bắt được cửu thiên thần táng cốc tọa độ, chỗ kia, tọa độ không phải cố định, như một khối phiêu phù ở vũ trụ mênh mông bên trong mảnh vỡ, không ngừng di chuyển, cho nên rất khó tìm kiếm. Vạn cổ đến nay, trừ một chút bởi vì là không gian loạn lưu, thời không vòng xoáy ngoài ý muốn rơi vào người bên ngoài. Những người khác căn bản là không có cách nhìn thấy cửu thiên thần táng cốc chỗ. Cửu thiên thần táng cốc, liền là trong truyền thuyết, cửu thiên thần tàng chỗ trên mặt đất, bên trong chôn giấu đủ loại thiên tài địa bảo, thậm chí có thật nhiều tinh không phía trên đặc thù tài nguyên. Ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, Hồng Quân lão tổ,
tử thần giáo đoàn, lớn chu gia tộc, cổ tinh môn chờ nhóm thế lực, đều cố gắng tìm kiếm cửu thiên thần táng cốc hạ lạc, nhưng bọn hắn không ai có thể tìm tới. Hiện tại, Diệp thần trưởng nắm đủ nhiều manh mối, mới có thể tinh chuẩn khóa chặt cửu thiên thần táng cốc chỗ. Đại chủ tể nói, muốn đi cửu thiên thần táng cốc, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, người nếu có thể đi vào, nghĩ hết tất cả biện pháp, nắm bên trong tài nguyên vơ vét ra tới. Người tương lai muốn tạo rừng rậm sách, luân hồi hướng thế sách, đều cần đại lượng tài nguyên, cửu thiên thần táng cốc tài nguyên, đối người có tác dụng lớn, ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Diệp thần trở nên kích động, cửu thiên thần táng cốc, từng có vô số chiếc phương chu, rơi xuống tại này. Những phương chu đó, coi như toàn bộ rơi vỡ, toàn bộ bị hắc ám ăn mòn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít vật có giá trị lưu giữ lại. Tỷ như đại chủ tể Minh Nhật Phương Chu, liền còn có mấy bình cửu thiên linh thủy lưu lại. Nếu có thể đi vào cửu thiên thần táng cốc vơ vét, vậy đối Diệp thần tới nói, quả thực là cơ duyên to lớn. Đại chủ tể lại nói, Thủy Tĩnh Nguyên, người đi theo luân hồi chi chủ, nghĩ biện pháp tiến vào cửu thiên thần táng cốc, vơ vét tài nguyên. Tốt nhất có thể đem chúng ta Minh Nhật Phương Chu hải cốt mang ra, tu bổ một thoáng nói không chừng còn có thể dùng. Thủy Tĩnh Nguyên cung kính đáp, đúng, hạm chủ. Đại chủ tể gật gật đầu, hướng Diệp thần nói, luân hồi chi chủ, nếu có cơ hội, ngươi liền giúp ta đem Minh Nhật Phương Chu hải cốt mang ra. Cửu thiên thần táng cốc chỗ kia, với ta mà nói, là ác mộng bắt đầu, xem như tâm ma của ta, ta là không thể lại trở về, chỉ có thể ủy thác ngươi. Diệp thần tâm bên trong run lên, lúc này đáp ứng, nói tốt, đại chủ tể, ta sẽ lưu ý. Đại chủ tể nói, người nếu là xuất phát, động tác phải nhanh, bởi vì thiên cơ chẳng mấy chốc sẽ khuếch tán ra, không dùng đến mấy ngày, lớn chu gia tộc, tử thần giáo đoàn chờ nhóm thế lực, đều sẽ biết tin tức. Nếu là bọn hắn tranh với người đoạt cửu thiên thần tàng, vậy ngươi liền đay thiệt là phiền, ta không tiện nhúng tay quá nhiều nhân quả, hết thảy đều muốn ngươi tự mình giải quyết. Cửu thiên thần tàng, liền là cửu thiên thần táng cốc bên trong bảo tàng. Cửu thiên thần táng cốc, có ngàn ngàn vạn vạn chiếc ngã xuống phương chu, mỗi một chiếc phương trên đỏ, đều có thể lưu lại có quý giá tài nguyên. Những tư nguyên này, liền là không không lúc nào không chủ thế giới không có bảo tàng, cực kỳ chân quý. Có thể tưởng tượng, nếu là cửu thiên thần táng cốc tọa độ bộc lộ ra đi, nào sẽ dẫn phát cỡ nào ba động khủng bố, tuyệt đối là kinh động chư thiên. Diệp thần cũng biết chuyện quá khẩn cấp, nói, đại chủ tể, cái kia ta lập tức đi cửu thiên thần táng cốc một chuyến. Tầm mắt có chút không bỏ nhìn Tôn Di liếc mắt. Tôn Di cũng là 10 điểm không bỏ, thấp giọng nói, vừa tới muốn đi sao? Diệp thần mỉm cười tiến lên, sờ lên Tôn Di gương mặt, ôn nhu nói, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, người chế tạo rừng rậm sách, cần đại lượng tài nguyên, ta sẽ giúp ngươi vơ vét. Mặc kệ là rừng rậm sách, vẫn là luân hồi hướng thế sách. Chế tạo cần thiết tài nguyên, đều có thể xưng khủng bố, nghĩ đơn thuần tại không không lúc nào trong không gian, tìm kiếm được đầy đủ tài nguyên, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Này cửu thiên thần táng cốc, lại là Diệp thần một cái vơ vét tài nguyên nơi tốt. Nếu có thể thu thập được đến từ tinh không bị ngạn tài nguyên, đủ loại thiên tài địa bảo, cái kia Diệp thần liền phát. Thương nghị cố định, Diệp thần trực tiếp mang theo Thủy Tĩnh Nguyên rời đi. Luân hồi chi chủ. Cần tuân đại chủ tể pháp chỉ, ta sẽ vì ngươi hộ đạo, giúp ngươi tìm kiếm Minh Nhật Phương Chu hài cốt. Nếu có thể đạt được mặt khác cửu thiên linh thủy, đó chính là ngươi vận khí. Thủy Tĩnh Nguyên từ tốn nói, trước đó hắn còn muốn giết Diệp thần, nhưng bây giờ tại đại chủ tể bày mưu đặt kế dưới, hắn liền thành Diệp thần tạm thời hộ đạo giả. Diệp thần từ chối cho ý kiến cười cười, đối cái này hộ đạo giả, lại không có nhiều ưa thích tâm tư, dù sao Thủy Tĩnh Nguyên theo trên bản chất nói. Cũng không phải là người, hắn tính tình rất cổ quái, không thể phỏng đoán, Diệp thần vô pháp tuyệt đối tín nhiệm hắn. Vẫn là tiên tiến vào cửu thiên thần táng cốc lại nói. Diệp thần ngữ khí có trương chút lạnh mạc, thiên hỏa mệnh tinh năng lượng hội tụ tại phía sau lưng, hóa thành một đôi liệt diễm cánh, chấn xí bay đến không không thời không trong hư không tối tăm. Bóng tối vô tận hư không, từng cái vũ trụ thời không lơ lửng, thời không cùng thời không ở giữa. Là dài đằng đẵng đến làm người tuyệt vọng hắc ám, bình thường người coi như là dựa vào xuyên qua không gian thủ đoạn, cũng không cách nào trong nháy mắt xuyên qua hai địa phương. Không không thời không chủ thế giới, thực sự quá lớn, chỉ là khác biệt pháp tắc vũ trụ thời không, liền có tỷ tỷ cái, mỗi cái trong vũ trụ lại có hay không tận tinh thần thiên hà. Diệp thần bình tĩnh lại tâm tình,
tại vô tận thời không bên trong, suy tính lấy cửu thiên thần táng cốc quỹ tích. Cửu thiên thần táng cốc đang không ngừng di chuyển, cho nên tọa độ không phải cố định, chỉ có thể dựa vào hắn di chuyển quỹ tích, đi suy tính nó khả năng tọa độ. Đang suy tính trong chốc lát về sau, Diệp Thần mâu quang chớp động, đại khái bắt được cửu thiên thần táng cốc quỹ tích, hướng về một chỗ bí ẩn hắc ám hư không ra tốc bay đi. Chờ một chút ta, luân hồi chi chủ. Thủy Tĩnh Nguyên tùy tùng Diệp Thần bước chân. Hai người tới một chỗ mịt mờ trong hư không tối tăm, đã thấy này mảnh mênh mông hư không bên trên, nổi lơ lửng một mảnh vụn, cái kia mảnh vụn, theo rất nhiều tinh thần thiên thạch, cùng nhau tại trong vũ trụ lang thang lấy. Nhích tới gần xem xét, cái kia mảnh vụn, trên thực tế là một mảnh cuồn cuộn to lớn cương thổ. To lớn cương thổ hướng phương xa kéo dài, mông lung sương mù bao phủ này mảnh thần bí đại địa, nó mặc dù rộng lớn vô ngần, nhưng lại tràn đầy hắc ám thê lương khí tức, từ đằng xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hoang vu, một mảnh yên lặng. Đây tựa hồ là cửu thiên thần táng cốc chỗ trên mặt đất, vào xem. Diệp Thần tầm mắt khẽ động, lập tức phi thân tiến vào cái kia mảnh to lớn cương thổ bên trong. Này mảnh cương thổ, rách nát hoang vu, hoa cỏ cây cối đều là vặn vẹo, không gian pháp tắc mang theo không hiểu hắc ám, dẫn đến nơi này bầu trời, thoạt nhìn tựa như là một khối mặc ngọc điêu khắc thành. Diệp Thần con mắt híp lại, thấy phía trước là một vùng núi, lúc này ngự phong bay đi, dãy núi hoàn cảnh khiến cho hắn rất quen thuộc, bởi vì hắn trước đây tại Thủy Tĩnh Nguyên ác mộng thế giới bên trong gặp qua. Dãy núi lối vào chỗ, đứng sừng sững lấy một khối cổ lão bia đá, phía trên tuyên khắc lấy cửu thiên thần táng cốc năm chữ to. Theo cửa vào phương hướng, nhìn về phía trong sơn cốc, là có thể thấy vô cùng hùng vĩ cảnh tượng, thật nhiều cự hạm phương chu, như mộ bia cắm ngược ở, còn có chút phương chu, trên mặt đất rơi nhão nhoẹt, hài cốt bị cỏ xanh cùng rêu xanh che lấp, lộ ra khí tức cổ lão tang thương, một mảnh thê lương ủ rột. Nơi này chính là cửu thiên thần táng cốc sao? Bên trong những cái kia rơi vỡ phương chu, tựa hồ còn lưu lại không ít bảo tàng a. Diệp Thần con mắt lóe sáng lên, còn không có bước vào cửu thiên thần táng cốc, hắn đã có thể bắt được, bên trong tản ra trận trận bảo tàng khí tức, cái kia từng chiếc ngã xuống phương trong đỏ, không biết ẩn giấu đi nhiều ít bảo bối. Nhưng, làm Diệp Thần muốn tiến vào cửu thiên thần táng cốc thời điểm, lại phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Nhìn kỹ lại, là có thể thấy cửa vào sơn cốc chỗ, có một tầng nhàn nhạt cấm chế, như tinh không lưu chuyển lên dị quang, nhìn như yếu kém, nhưng trên thực tế khó mà đột phá. Đây là tinh không cấm chế, cửu thiên thần táng cốc có thể nói là tinh không di tích, thiên sinh liền cùng không không lúc nào không chủ thế giới pháp tắc không dung, cho nên tự mang cấm chế, ngăn cách bên ngoài. Song xà tròm sao, không gian áo nghĩa, phá. Diệp Thần tay phải vung lên, thi triển song xà tròm sao không gian áo nghĩa, một đầu không gian cổ xà bắn ra, hướng về kia tầng tinh không cấm chế đánh tới. Nếu như là bình thường cấm chế lời, tuyệt đối ngăn không được Diệp Thần không gian cổ xà trùng kích, nhưng này tinh không cấm chế, nhìn như yếu kém, lại hết sức mềm dẻo, đầy co giãn, Diệp Thần không gian cổ xà đụng vào, rất nhanh liền bị phản bắn trở về, căn bản đụng không phá cấm chế tinh bích. Thủy Tĩnh Nguyên nói, ta đều nói rồi, luân hồi chi chủ, nghĩ xông phá tinh không cấm chế, không dễ dàng như vậy, người ít nhất phải hiến tế mấy cái thiên đế mạng người, không phải không có khả năng xông phá. Diệp Thần nhướng mày, cũng là thấy cấm chế này khó giải quyết, nếu như không xông phá cấm chế lời, cho dù có thiên đại bảo tàng tại trước mắt hắn, hắn đều không thể thu lấy. Đến mức Thủy Tĩnh Nguyên nói tới, cầm thiên đế mạng người đi lấp, cái kia là không thể suy tính, chi phí quá cao. Thiên hỏa mệnh tinh, thiêu hủy. Diệp Thần không cam tâm, động thủ lần nữa thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, đấm ra một quyền, trên nắm tay bùng nổ phần thiên chi nộ, nổ tung tại cấm chế tinh bích lên. Uy mãnh hung hãn một quyền, nện ở cấm chế tinh bích bên trên, tựa như đập trúng tường đồng vách sắt, Diệp Thần bị to lớn lực phản chấn, chấn động đến cánh tay đều tê. Này cửu thiên thần táng cốc bên trong, tựa hồ có đặc thù trật tự tồn tại a. Diệp Thần lông mày lại là nhíu một cái, vừa mới một quyền trùng kích, hắn thấy cửu thiên thần táng cốc cấm chế, cũng không là hoàn toàn thuần thiên nhiên, còn có người làm chế tạo dấu vết. Này cửu thiên thần táng cốc bên trong, có người tồn tại. Nghĩ như vậy, Diệp Thần hai mắt bắn ra kim mang, xuyên thấu tầng tầng âm u sương mù, hắn cách tinh không cấm chế tinh bích, quả nhiên thấy tại cửu thiên thần táng cốc bầu trời phương xa bên trên, thế mà lơ lửng một tòa cung điện hùng vĩ. Tòa kia cung khuyết,
Cách hắn cùng Thủy Tĩnh Nguyên vị trí, 10 điểm xa xôi, nhưng còn có thể lờ mờ thấy, cũng không là cái gì hải thị thận lâu huyễn tượng, mà là chân chân chính chính tồn tại cung điện, biểu lộ ra ra bàng bạc trật tự cùng pháp tắc. Tại Diệp Thần hiểu rõ sương mù về sau, Thủy Tĩnh Nguyên cũng nhìn thấy tòa cung điện kia chỗ, lập tức lấy làm kinh hãi, Cửu Thiên Thần Táng Cốc thế mà còn có người còn sống. Điều đó không có khả năng. Năm đó vô số phương chu, tại Cửu Thiên Thần Táng Cốc ngã xuống, hắc ám bao phủ đại địa, ác mộng lan tràn, nơi này đã thành một mảnh cấm khu, liền năm đó đại chủ tể, cũng chỉ có thể bị buộc đào vong ra tới. Diệp Thần nhíu nhíu mày, nói, khả năng không là sống lấy người sống sót, mà là sau này đản sinh ra người. Từ năm đó phương chu ngã xuống, cho tới bây giờ thời đại này, không biết đi qua nhiều ít kỷ nguyên, Cửu Thiên Thần Táng Cốc hắc ám cũng tiêu mất rất nhiều, có thể khôi phục trật tự, sinh sôi xuất sinh linh, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Đã có trật tự thế lực tồn tại, vậy thì phải cẩn thận đề phòng, liền sợ hạm chủ vật lưu lại, đều bị những người kia cho cướp sạch. Thủy Tĩnh Nguyên vẻ mặt âm lãnh, hắn không quan tâm người khác, chỉ để ý đại chủ tể. Đại chủ tể ngày xưa Minh Nhật Phương Chu, cũng rơi xuống tại Cửu Thiên Thần Táng Cốc bên trong, mặt trên còn có không ít chân quý tài nguyên lưu lại, hắn chỉ sợ bị người khác đánh cướp đi. Hết thảy chân tướng, còn cho chúng ta bước vào Cửu Thiên Thần Táng Cốc, Phương nhưng có biết. Diệp Thần nói, người có biện pháp nào đi vào? Thủy Tĩnh Nguyên hỏi, đầu óc hắn tương đối đơn giản, nghĩ không ra quá phức tạp đồ vật, có thể nghĩ tới biện pháp, liền là hiến tế thiên đế mạng người, cưỡng ép xông phá cấm chế phong tỏa. Diệp Thần trầm ngâm một thoáng, lại ngưng thần suy tính, mơ hồ nhìn thấy một bộ băng quan. Bộ dạng này băng quan, bên trong nằm một bộ nữ thi, chính là quái thiên đế chết đi nữ nhi. Trong chớp mắt này, Diệp Thần mơ hồ nhìn thấy phá cục then chốt, liền là quái thiên đế chết đi nữ nhi, Càn Xương Nguyệt. Đi, trước cùng ta hồi trở lại huyết thần thời không, ta có cái biện pháp, có lẽ hữu hiệu. Diệp Thần phất phất tay, rời đi Cửu Thiên Thần Táng Cốc, trực tiếp trở về huyết thần thời không. Hắn nghĩ thầm, Càn Xương Nguyệt từng ngoài ý muốn ngộ nhập Cửu Thiên Thần Táng Cốc, nếu như đưa nàng phục sinh, có lẽ có khả năng dựa vào nàng, lại tiến vào Cửu Thiên Thần Táng Cốc một lần. Rất nhanh, Diệp Thần một lần nữa về tới huyết thần thời không, cũng trực tiếp đi tới quái thiên đế lãnh địa. Khi hắn cùng Thủy Tĩnh Nguyên, đi vào quái thiên đế lãnh địa bên trong băng tuyết đại điện, quái thiên đế thấy hai người buông xuống, lập tức rất đỗi giật mình, nói. Luân hồi chi chủ, người đây là. Trước đây Diệp Thần cùng Thủy Tĩnh Nguyên, vẫn là sinh tử quyết đấu bộ dáng, nhưng bây giờ thoạt nhìn lại giống như là đồng minh. Diệp Thần thản nhiên nói, ta cùng Thủy Tĩnh Nguyên. Xem như tạm thời hòa giải, hắn cũng sẽ không lại làm ác. Quái thiên đế biến sắc, bấm ngón tay tính toán, lập tức suy tính đến đại khái, a một tiếng, nói, nguyên lai hắn lại có thể là đại chủ tể. Dừng một chút, hắn lại giống như là khinh nhờn mạo phạm cái gì, sợ xanh mặt lại, cúi đầu hổ thẹn nhắc tới. Sai lầm, ta một con kiến hôi tầm thường nhân vật, sao dám lại nhìn trộm đại chủ tể nhân quả. Tội chết, tội chết. Diệp Thần mỉm cười, nói, không sao, tiền bối, đại chủ tể sẽ không trách tội ngươi. Ta lần này đến, là muốn thực hiện lời hứa ban đầu, phục sinh ngươi nữ nhi. Trước đó Diệp Thần nói qua, nếu như hắn hai mắt có thể khôi phục, hắn sẽ nếm thử phục sinh quái thiên đế nữ nhi. Tiền bối, ngươi nữ nhi cùng Cửu Thiên Thần Táng Cốc, tựa hồ có liên hệ lớn lao, chờ nàng phục sinh về sau, ta muốn cho nàng ra tay giúp điểm vội vàng. Quái thiên đế nhướng mày, hắn tinh thông thôi diễn thuật bói toán, vừa mới một thoáng thôi diễn, đã biết đại khái Diệp Thần ý nghĩ cùng kế hoạch, nhưng hắn lo lắng nữ nhi, nhân tiện nói. Cửu Thiên Thần Táng Cốc, đây là tinh không di tích, ta không muốn để cho Sương Nguyệt liên lụy đi vào, quá nguy hiểm. Nàng năm đó chính là ngộ nhập Cửu Thiên Thần Táng Cốc, lây dính không rõ cùng ác mộng, trực tiếp liền nổi điên. Diệp Thần nói, tiền bối xin yên tâm. Ta sẽ không để cho Càn Xương Nguyệt tiểu thư lại hãm hiểm địa, chỉ muốn để cho nàng mang bọn ta đi vào. Ta mơ hồ suy tính đến, nàng tựa hồ là mở ra Cửu Thiên Thần Táng Cốc chìa khóa. Càn Xương Nguyệt từng bước vào qua Cửu Thiên Thần Táng Cốc, khí thức của nàng đạt được thế giới kia địa mạch tán thành, nói cách khác, nàng kỳ thật tương đương với một cái chìa khóa, chỉ cần nàng lại đi Cửu Thiên Thần Táng Cốc, chỗ kia cấm chế, rất có thể sẽ tự động mở ra. Quái thiên đế do dự một hồi. Nói, vẫn là trước phục sinh nữ nhi của ta lại nói, nếu là nàng không thể phục sinh, hết thảy đều là nói suông.
Diệp thần nói, đúng vậy. Ngay sau đó, Diệp thần liền theo quái thiên đế, tiến vào băng tuyết bên trong đại điện, Thủy Tĩnh Nguyên thì chờ ở bên ngoài về sau. Diệp thần lại một lần tiến vào bên trong điện, thấy được bộ kia óng ánh sáng long lanh băng quan, lần trước ánh mắt hắn vẫn là mù, hiện tại khôi phục quang minh, tâm cảnh tự nhiên rất đỗi khác biệt. Trong quan tài băng, Càn Xương Nguyệt thi thể bảo tồn được rất tốt, một mực tại cực hàn hoàn cảnh hạ băng phong lấy. Nhưng, hàng năm băng phong, cũng làm cho đến Càn Xương Nguyệt thi thể, tràn đầy cực hạn hàn khí, mong muốn phục sinh hóa giải, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tiền bối, phục sinh ngươi nữ nhi, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng cần 3 ngày thời gian. Diệp thần sờ lên cái cằm, nhìn thi thể liếc mắt, dựa vào tự thân cảm giác bén nhạy, liền đoán đại khái đến phục sinh cần thiết thời gian. Nếu như là bình thường người, Diệp thần chớp mắt liền có thể sống lại, nhưng Càn Xương Nguyệt băng phong quá lâu, hàn khí tích lũy quá nghiêm trọng, cần chậm rãi hóa giải, coi như là Diệp thần, cũng ít nhất phải tốn hao 3 ngày thời gian. 3 ngày, có khả năng, có thể. Luân hồi chi chủ, người quả nhiên là lợi hại a, thật có nắm bắt phục sinh nữ nhi của ta. Không cần gì đặc biệt thiên tài địa bảo sao. Quái thiên đế nghe được Diệp thần trực tiếp liền nói có khả năng phục sinh, lập tức vui mừng không thôi, hắn đều đợi như thế dài đằng đẵng kỷ nguyên, cũng không kém đợi thêm 3 ngày. Diệp thần nói, không cần, ta luân hồi đạo pháp, thiên hỏa mệnh tinh, túc mệnh chi hoàn các loại thủ đoạn, đầy đủ phục sinh Càn Xương Nguyệt tiểu thư, chính là nàng băng phong tháng ngày quá lâu, ta không xác định nàng phục sinh về sau, ý thức còn có thể hay không bảo trì tỉnh táo. Quái thiên đế trong lòng lập tức run lên, nói, luân hồi chi chủ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Diệp thần nhẹ nhàng nhíu mày, nói, liền là khả năng ý thức của nàng, sẽ xuất hiện trì trệ bao la mờ mịt, dù sao băng phong tháng ngày quá lâu, nghĩ hoàn toàn khôi phục lời, khả năng cần nhất đoạn thời gian dài dằng dặc. Quái thiên đế nói, phải không? Ai, mặc kệ, luân hồi chi chủ, cầu ngươi trước phục sinh nữ nhi của ta lại nói. Diệp thần gật đầu nói, tốt, không có vấn đề. Ngay sau đó, Diệp thần đầu tiên là tế ra túc mệnh chi hoàn, tại túc mệnh chi hoàn bên trong, tìm tới Càn Xương Nguyệt đã hoàn toàn dập tắt vận mệnh ký hiệu, sau đó dùng luân hồi huyết mạch lực lượng, cưỡng ép đưa nàng dập tắt vận mệnh tuyến đường, sinh mệnh ký hiệu, một lần nữa nhóm lửa. Ngô, vốn là thi thể trạng thái Càn Xương Nguyệt, ảm đạm gương mặt, lập tức khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt, thậm chí phát ra một tiếng hừ nhẹ. Có hiệu quả, có hiệu quả. Luân hồi chi chủ, thật đúng là quá đa tạ ngươi. Quái thiên đế kinh hỉ vạn phần, thân thể đều run lên. Ong ong, Diệp thần túc mệnh chi hoàn, chán phóng luân hồi cùng vận mệnh hào quang, từng sợi thánh quang bao phủ chiếu dọi tại Càn Xương Nguyệt trên thân, không ngừng khôi phục nàng đã chết đi mạch sống. Tiếp theo sát, Diệp thần lại tế ra thiên hỏa mệnh tinh, nóng rực hỏa diễm năng lượng, chậm rãi chảy vào Càn Xương Nguyệt cứng đờ khô héo trong kinh mạch đi, thay nàng hóa giải trong cơ thể hàn băng hơi lạnh, dần dần linh hoạt khí huyết. Càn Xương Nguyệt nhẹ nhàng rên rỉ một thoáng, trong cơ thể sinh cơ đang không ngừng khôi phục, thấy quái thiên đế nước mắt tuôn đầy mặt, kích động không thôi. Diệp thần liền để túc mệnh chi hoàn cùng thiên hỏa mệnh tinh, trôi nổi tại Càn Xương Nguyệt đỉnh đầu, như nhật nguyệt lưu chuyển, nói. Tốt, đợi thêm 3 ngày thời gian, nàng hẳn là có thể sống lại. Quái thiên đế nói, đúng rồi, luân hồi chi chủ, chỉ hoãn người 3 ngày thời gian, sẽ không lầm người chính sự a. 3 ngày thời gian, đầy đủ nhường cửu thiên thần táng cốc cùng đại chủ tể nhân quả, triệt để khuếch tán ra. Đến lúc đó, chư thiên các phái người, đều sẽ biết cửu thiên thần táng cốc tồn tại. Cái kia Diệp thần mong muốn độc chiếm bảo tàng, cơ hồ là chuyện không thể nào. Diệp thần khoát khoát tay, nói, không sao, cái kia cửu thiên thần táng cốc, cấm chế như thế kiên cố, ta còn không thể nào vào được, chớ nói chi là người khác. Huống chi coi như cùng người tranh đoạt, ta tin tưởng bằng vào ta khí vận, cũng nhất định có thể tranh thắng. Tại con mắt khôi phục về sau, Diệp thần đạo thống liền khôi phục hoàn chỉnh. Hắn khí vận, cũng là đại đại khôi phục, coi như cùng người tranh đoạt, hắn cũng có cái này tự tin, có thể tranh đấu thắng được. Quái thiên đế nói, luân hồi chi chủ, người có lòng tin, vậy thì tốt. Ngay sau đó, Diệp thần ngay tại băng tuyết điện bên trong, chờ đợi Càn Xương Nguyệt khôi phục. Quái thiên đế cáo chi mà cửu ca cùng Tố Ly Ương, nói rõ Thủy Tĩnh Nguyên đã không nữa ác loạn, huyết thần thời không xem như sơ bộ bình định xuống tới. Mà cửu ca cùng Tố Ly Ương thấy thế cục lắng lại,
trong lòng lại nhớ Nhung Thương Vân lão tổ, cáo biệt trở về Thanh Lam di tích thế giới bên trong đi, huyết thần thời không do Quái Thiên Đế tạm thời trưởng quản, bầu không khí nhìn như bình tĩnh, nhưng sau lưng còn có một cái to lớn tai họa ngầm. Cái kia chính là, Cửu Thiên Phục Long Giáo, Hắc Ám Hồn Tộc. Trước đó Hắc Sơn Quỷ Đế, chết tại huyết thần thời không bên trong, nghĩ đến Hắc Ám Hồn Tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay tại mà Cửu Ca vừa đi sau một ngày, huyết thần thời không liền nghênh đón đột biến. Huyết thần thời không phía đông đại địa, đất cằn nghìn dặm, bỗng nhiên trở nên một mảnh khô hạn, đất đai toàn bộ nứt ra. Nhưng ở phía tây đại địa, lại là hồng thủy thành họa, nước lũ cuồn cuộn bao phủ hết thảy. Nạn hạn hán cùng nạn úng bừa bãi tàn phá thời điểm, vẻn vẹn một ngày thời gian, ôn dịch lại ở trên mặt đất lan tràn, thương vong vô số, phảng phất ngày xưa mà Cửu Ca thành lập thánh nhân trật tự, đã hoàn toàn sụp đổ đi. Là Cửu Họa Thương Long lực lượng, hắn giáng xuống nộ phạt. Diệp Thần thấy huyết thần thời không bừa bãi tàn phá tai họa, liền biết là Cửu Họa Thương Long lực lượng. Cửu Họa Thương Long, thân là thứ 9 hồn tộc thủ lĩnh, Cửu Thiên Phục Long giáo giáo chủ, hắn tu vi 10 điểm cường hãn, chấp trưởng lấy 9 họa áo nghĩa. Cái gọi là 9 họa, chính là binh, hạn, úng lụt, viêm, gió, yêu, dịch, chết, không. Này 9 họa, mỗi một họa đều có thể họa loạn chúng sinh, phá vỡ càn khôn, 10 điểm hung mãnh lợi hại. Nếu như mà Cửu Ca còn ở đó, trật tự vững chắc, Cửu Họa Thương Long coi như muốn hàng phạt, cũng chưa chắc có thể dung chuyển huyết thần thời không căn cơ. Nhưng bây giờ, theo mà Cửu Ca rời đi, Cửu Họa Thương Long trừng phạt buông xuống, lại là tại huyết thần thời không bên trong, tạo thành cực lớn họa loạn. Cửu Họa Thương Long là đỉnh cấp cường giả, như vậy họa loạn thủ đoạn, vô cùng bá đạo. Thủy Tĩnh Nguyên, người đi trấn áp họa loạn. Diệp Thần chau mày, liền mệnh lệnh hạ xuống, định dùng Thủy Tĩnh Nguyên lực lượng, đi đối kháng Cửu Họa Thương Long. Thủy Tĩnh Nguyên lắc đầu, thản nhiên nói, luân hồi chi chủ, ta phụng đại chủ tể mệnh lệnh, vì ngươi hộ đạo, chỉ chiếu cố sinh tử của ngươi, sinh tử của người khác, ta mặc kệ. Giấu ở sâu trong hư không Cửu Họa Thương Long, tựa hồ cũng biết Diệp Thần có đại chủ tể bảo bọc, cho nên họa loạn khí tức, cũng không có lan đến gần Diệp Thần xung quanh. Diệp Thần lại không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán, hướng về phía Thủy Tĩnh Nguyên quát, ta lệnh cho ngươi đi trấn áp. Thủy Tĩnh Nguyên vẫn lắc đầu, nói, không được, luân hồi chi chủ, nếu như ta tại đây bên trong hao phí quá nhiều khí lực, loại kia đằng sau tiến vào Cửu Thiên Thần Táng Cốc, ta liền không có đầy đủ lực lượng lại bảo hộ ngươi. Diệp Thần đang chờ bác bỏ, Quái Thiên Đế nói, luân hồi chi chủ, vẫn là ta đi cùng Cửu Họa Thương Long nói chuyện. Hắn nhanh chân bước ra, tầm mắt nhìn thẳng bầu trời, hai mắt bắn ra hai đạo Thiên Đế tinh mang, quán xuyên hắc ám tầng mây, đem Cửu Họa Thương Long ẩn nấp ở sau lưng thân ảnh, soi ra tới. Cửu Họa Thương Long thân ảnh, liền là một đầu màu xanh thương long, chiếm cứ tại trên bầu trời, lộ ra vô cùng uy mãnh thần võ, toàn thân lại mang theo đặc thù quỷ dị hắc ám hồn tộc khí tức, tà lệ bá đạo, từng sợi tai họa áo nghĩa pháp tắc, phù văn lấp lánh, ở trên người hắn bao quanh, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cửu Họa Thương Long, người có thủ đoạn gì, hướng về phía ta làm chính là, tai họa vô tội sinh linh, đây tính toán là cái gì ý tứ? Quái Thiên Đế vọt thẳng lấy Cửu Họa Thương Long quát. Cửu Họa Thương Long nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng kiếm kích răng nhọn, nói Quái Thiên Đế, người không có tư cách nói chuyện với ta, gọi luân hồi chi chủ đi lên. Quái Thiên Đế nói, ngươi có lời gì, ta cùng ngươi đàm chính là, thật đàm không ổn, kêu nữa luân hồi chi chủ ra mặt cũng không muộn. Diệp Thần còn muốn phục sinh Càn Xương Nguyệt, hắn tự nhiên không thể để cho Diệp Thần đi mạo hiểm. Cửu Họa Thương Long cười lạnh nói, vậy ngươi lăn đi lên. Quái Thiên Đế hít sâu một hơi, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, nữ nhi của ta liền nhớ ngươi. Dứt lời, Quái Thiên Đế thật sâu làm vái chào. Phi thân tiến đến hội kiến Cửu Họa Thương Long. Tuy nói hai người đều là thiên đế, nhưng chân thực sức chiến đấu, chênh lệch dùng gấp trăm lần tính toán, Quái Thiên Đế cũng không phải địch thủ, bằng không, tại đi qua tuế nguyệt bên trong, hắn cũng không cần một mực tránh né truy sát. Quái Thiên Đế bay đến trên bầu trời, cùng Cửu Họa Thương Long cùng nhau ẩn vào mây đen bên trong, tiếng sấm ầm ầm từ trong đó phát ra. Diệp Thần nhướng mày, không biết Cửu Họa Thương Long có tính toán gì. Hắn luôn cảm giác, Cửu Họa Thương Long mục đích, không phải muốn giết chóc cái gì, mà là có khác mưu tính. Tại đợi chừng hơn nửa ngày về sau, Quái Thiên Đế mới mặt mang âm trầm bay trở về.
tiền bối, cửu họa thương long đều nói cái gì? Diệp thần liền vội hỏi. Quái thiên đế trầm giọng nói, lão già kia, hắn nói hắn nghĩ phái người đi cùng cửu thiên thần táng cốc. Diệp thần sững sờ, nói, hắn cũng muốn đi cửu thiên thần táng cốc. Quái thiên đế gật đầu nói, đúng vậy, hắn nói hắn nghĩ phái ba cái thế hệ trẻ tuổi thiên tài, đi theo ngươi đi cửu thiên thần táng cốc. Hắn chỉ cần dưới tay hắn đệ tử, có thể đi theo ngươi cửu thiên thần táng cốc, đến mức sinh tử cùng cơ duyên, vậy liền xem mọi người duyên phận. Diệp thần cau mày nói, hiện tại ngay cả chính ta còn không thể nào vào được, ta lại thế nào dẫn hắn đi vào. Quái thiên đế nói, hắn muốn ngươi đáp ứng trước lại nói, bằng không hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt huyết thần thời không. Diệp thần lắc lắc đầu nói, uy hiếp ta vô dụng, hắn coi như nắm người nơi này toàn giết sạch, ta cũng có thể phục sinh. Nếu là hắn muốn giết ta, ta nhưng cũng không phải tốt như vậy giết. Diệp thần ngữ khí rất bình tĩnh, lời nói lại vô cùng rõ ràng truyền đến trên bầu trời, có thể nhường cửu họa thương long nghe được rõ ràng. Trên bầu trời cửu họa thương long, đang nghe Diệp thần lời nói về sau, sững sờ một chút, hắn thân là cửu thiên phục long giáo giáo chủ, luôn luôn dùng uy nghiêm cùng lãnh khốc ép người, cũng đã quen bá đạo nghiền ép chúng sinh tư thái, nhưng bây giờ đụng phải Diệp thần, hắn lại phát hiện sự bá đạo của chính mình thủ đoạn, đối Diệp thần không hiệu quả gì. Ha ha, luân hồi chi chủ, vẫn là đi lên nói chuyện đi. Cửu họa thương long cao cứ thương khung, chu thân phong lôi cuồn cuộn, cười cười nói. Diệp thần đứng trên mặt đất, xa nhìn hắn, lắc lắc đầu nói, không cần, có lời gì, tại đây bên trong đàm liền tốt. Cửu họa thương long dù sao cũng là đỉnh cấp cường giả, nếu là khoảng cách gần tiếp xúc với hắn, Diệp thần rất có thể bất lợi, lý do an toàn, bảo trì khoảng cách nhất định là nhất định. Nghe Diệp thần cự tuyệt, cửu họa thương long vẻ mặt cứng đờ, sâu lắng cười một tiếng, nói, kỳ thật ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, chỉ cần ngươi có thể mang thủ hạ ta đệ tử, tiến vào cửu thiên thần táng cốc, giữa chúng ta đi qua ân oán, có thể xóa bỏ, ta hứa hẹn sẽ không lại quấy rầy ngươi. Còn có, ta cũng sẽ không lại truy sát quái thiên đế. Diệp thần trong đôi mắt lập lòe một đạo ánh sáng, nói, xem ra thương long giáo chủ, cũng muốn cửu thiên thần táng cốc bên trong bảo tàng A. Cửu họa thương long chịu làm ra lớn như vậy nhượng bộ, rõ ràng hắn đối cửu thiên thần táng cốc bảo tàng, cũng là 10 điểm coi trọng. Cửu họa thương long cười cười, nói tự nhiên, đây chính là cùng tinh không bỉ ngạn có liên quan bảo tàng, bên trong có rất nhiều chủ thế giới không có thiên tài địa bảo, người nào không tâm động. Diệp thần nói, người muốn gọi ta mang ngươi người tiến vào, nhưng bây giờ coi như là chính ta, cũng không có cách nào tiến vào cửu thiên thần táng cốc, chậm một chút rồi nói sau. Cửu họa thương long ánh mắt chớp lên, nói tốt, luân hồi chi chủ, ta có thể đợi ngươi. Hắn thu lệnh liếm lại tự thân hết thảy hỏa khí, không nữ hỏa loạn huyết thần thời không, thậm chí bùng cháy thiên đế máu, thi triển đại thần thông, sẽ bị hắn hại chết người phục sinh, cho đủ Diệp thần mặt mũi. Diệp thần từ chối cho ý kiến, trở lại trong nội điện, tiếp tục phục sinh Càn Xương Nguyệt. Muốn tiến vào cửu thiên thần táng cốc, Càn Xương Nguyệt là then chốt chìa khóa. Vội vàng 3 ngày thời gian trôi qua, tại Diệp thần thúc mệnh chi hoàn, thiên hỏa mệnh tinh, lục đạo luân hồi pháp rất nhiều thủ đoạn tẩm bổ dưới, trong ngủ mê Càn Xương Nguyệt, cuối cùng cũng là theo trong ngủ mê tô tỉnh. Nàng mở kiểm mắt, một đôi tròng mắt trong veo trong vắt, nhưng lại mang theo bao la mờ mịt cùng trống rỗng, chậm rãi theo trong quan tài băng ngồi dậy, mờ mịt nhìn xem Diệp thần, quái thiên đế, thủy tĩnh nguyên đám người. Xương Nguyệt, người cuối cùng tỉnh. Quái thiên đế thấy Càn Xương Nguyệt tô tỉnh, lập tức kinh hỉ vạn phần, xúc động rơi lệ, đi qua bắt lấy tay của nữ nhi. Nhưng, Càn Xương Nguyệt lại là một bộ mờ mịt trống rỗng bộ dáng, mặc dù tô tỉnh, nhưng tựa hồ không có chính mình linh hồn, chất phác như đầu gỗ. Diệp thần thấy có chút không đúng, đi đến thăm dò Càn Xương Nguyệt mạch đập, lại nhìn một chút nàng cái kia trống rỗng ánh mắt, lập tức sầm mặt lại, hướng quái thiên đế nói. Tiền bối, không đúng lắm. Xương Nguyệt tiểu thư người là sống lại, nhưng lòng của nàng, lại là một mảnh trống rỗng bao la mờ mịt, nàng bị băng phong quá lâu. Kỳ thật tại phục sinh Càn Xương Nguyệt trước, Diệp thần liền có lo lắng, sợ hãi Càn Xương Nguyệt phục sinh về sau, linh trí sẽ trở nên trì trệ, đây là thời gian dài bị băng phong mang tới tác dụng phụ. Hiện tại, Diệp thần lo lắng sự tình, quả nhiên phát sinh. Xem Càn Xương Nguyệt cái kia trống rỗng mờ mịt bộ dáng, linh trí của nàng. Rõ ràng không có khôi phục, coi như phục sinh, cũng chẳng qua là một bộ xác không thôi.
Quái Thiên Đế trong lòng run lên, hướng Càn Xương Nguyệt hỏi, Xương Nguyệt, ngươi còn nhận được ta không? Càn Xương Nguyệt yên lặng không đáp, tựa như tượng gỗ. Quái Thiên Đế thấy thế, con người cũng hơi hơi co vào, xem Càn Xương Nguyệt bộ dáng này, đúng như mắc mất tâm chứng. Luân hồi chi chủ, vậy phải làm sao bây giờ a? Quái Thiên Đế vội vàng hướng Diệp Thần xin giúp đỡ. Diệp Thần cau mày nói, chỉ có thể dựa vào thời gian khôi phục, cần nghỉ nuôi nhất đoạn vô cùng thời gian dài dằng dặc, Xương Nguyệt tiểu thư linh trí, mới có khôi phục khả năng. Quái Thiên Đế nói, phải không? Này có thể phiền toái. Hắn vốn cho rằng nữ nhi phục sinh sau, có thể lập tức đoàn tụ, không nghĩ tới Càn Xương Nguyệt lại là một bộ mất tâm bộ dáng. Thủy Tĩnh Nguyên trầm giọng nói, luân hồi chi chủ, chúng ta không có thời gian. Càn Xương Nguyệt là tiến vào Cửu Thiên Thần Táng Cốc chìa khóa, nếu như không có nàng trợ lực, hắn cùng Diệp Thần muốn vào Cửu Thiên Thần Táng Cốc, sẽ là vô cùng gian nan. Nhưng xem Càn Xương Nguyệt bây giờ bộ dáng này, hiển nhiên là không thể giúp được cái gì. Diệp Thần cau mày, cũng thấy cục diện khó giải quyết. Hắn có một cái biện pháp, có thể khôi phục Càn Xương Nguyệt mất tâm chứng, cái kia chính là đưa hắn luân hồi huyết mạch bộ phận năng lượng, quá độ cho Càn Xương Nguyệt, nhưng này phải vô cùng thân mật tiếp xúc. Hiện tại Càn Xương Nguyệt vừa mới tô tỉnh, tại Quái Thiên Đế trước mặt, Diệp Thần tự nhiên cũng không tiện đề cập, huống chi tùy tiện kết xuống lớn như vậy nhân quả, cũng không thỏa đáng. Luân hồi chi chủ, mở ra Cửu Thiên Thần Táng Cốc chìa khóa, cuối cùng thức tỉnh sao? Ha ha, bất quá nàng xem ra, tựa hồ mất đi chân linh, thần trí không rõ. Một đạo sâu lắng tiếng cười, theo trên bầu trời truyền đến, chỉ thấy cửu hỏa thương long thân ảnh, cuốn theo lấy bão táp mưa bạo, theo giữa tầng mây nổi lên, thật dài long thân chiếm cứ chân trời, 10 điểm hùng vĩ. Diệp Thần hỏi, thương long giáo chủ, người có cái gì giải quyết chi pháp? Chỉ thấy cửu hỏa thương long tế ra một khỏa màu mực tinh thạch, phía trên tuyên khắc lấy trùng điệp phù văn, nói ta chỗ này có một kiện bảo vật, gọi hồn quy tâm, có thể giúp cô nương kia khôi phục tâm trí. Nhưng, viên này hồn quy tâm, là thứ ba hồn tộc đồ vật, là có thể vững chắc đạo tâm, thành lập trật tự thông thiên bảo bối, người muốn là dùng, liền muốn cùng thứ ba hồn tộc kết xuống tử thù, người có dám hay không dùng. Diệp Thần nói, thứ ba hồn tộc. Cửu Hỏa Thương Long nói, đúng vậy, ta hắc ám hồn tộc có 9 đầu chi nhánh, tại 9 đại hồn tộc bên trong, thế lực cường hãn nhất, là đằng trước tam đại hồn tộc. Cái kia tam đại hồn tộc, có đại mưu vẽ, đại dã tâm, bình thường một mực ẩn nấp, người ngoài rất ít có thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Trong đó, thứ ba hồn tộc lại gọi hoàng đồ hồn tộc, thế lực của bọn hắn, so ta Cửu Thiên Phục Long giáo lợi hại hơn nhiều, người có dám hay không dùng bọn hắn đổ vật. Diệp Thần nhìn xem cửu hỏa thương long trong tay hồn quy tâm tinh thạch, quả nhiên cũng là bắt được một cỗ kỳ diệu trật tự lực lượng, nếu là dùng tại Càn Xương Nguyệt trên thân, có lẽ có thể làm cho Càn Xương Nguyệt trong nháy mắt khôi phục tâm trí. Hắn cười cười, nói ta và các ngươi hắc ám hồn tộc, ban đầu liền có thâm cửu đại hận, đồ đạc của các ngươi, ta lại có gì không dám dùng. Hắc ám hồn tộc là hồn thiên đế hậu duệ, Diệp Thần hòa hồn thiên đế thù hận cực lớn, thậm chí hắn cướp đoạt hồn thiên đế quyết tử ma nhãn, cùng hắc ám hồn tộc ở giữa, có thể nói là không chết không thôi, lại kết một bút cửu hận, cũng không tính là gì. Cửu Hỏa Thương Long lắc lắc đầu nói, này khác biệt, công thù nhập vào của công thù, thù riêng về thù riêng, viên này hồn quy tâm tinh thạch, nhưng thật ra là hoàng đồ hồn tộc tam thái tử trái tim biến thành, nếu là ngươi dùng, sẽ cùng đoạn tuyệt hoàng đồ tam thái tử tuyến thời gian, bọn hắn một mạch kia người, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thứ này, ta một mực cất giữ lấy, cũng không dám tùy tiện vận dụng, ha ha, ngươi dám dùng, ta có thể cho ngươi. Hết thảy nhân quả, đều do ngươi gánh chịu. Nói xong, cửu hỏa thương long tướng hồn quy tâm tinh thạch, trực tiếp ném cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy, liền thấy viên tinh thạch này, quả nhiên như một quả trái tim, bên trong lộ ra kỳ diệu đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, thật giống như người nhịp tim. Hắn cầm lấy tinh thạch thời điểm, phảng phất có thể nghe được trong tinh thạch, truyền ra một cỗ xé rách tiếng gầm gừ, phảng phất có mãnh quỷ tại gào thét khóc thét, chấn nhân tâm phách. Hồn này trở về, viên này hồn quy tâm tinh thạch, nếu như sử dụng thỏa đáng, có thể gọi hồi trở lại chết đi hồn linh, nhường người chết tô sinh. Luân hồi chi chủ, viên tinh thạch này, sau lưng tựa hồ hoàn toàn chính xác có thiên đại nhân quả. Quái Thiên Đế nhìn chăm chú Diệp Thần trong tay hồn quy tâm tinh thạch, cũng là bắt được cực lớn nhân quả mạch lạc,
sau lưng cùng hoàng đồ hồn tộc nhân vật trọng yếu có quan hệ. Một khi Diệp Thần dùng viên tinh thạch này, liền phải đắc tội hoàng đồ hồn tộc sau lưng đại nhân vật, 10 phần nguy hiểm. Diệp Thần sầm mặt lại, tại lúc này cũng thấy một cỗ to lớn áp bách, theo 4 phương 8 hướng kéo tới, tựa hồ là hoàng đồ hồn tộc sau lưng đại nhân vật, đang cảnh cáo hắn, gọi hắn không muốn đụng vào viên tinh thạch này. Nhưng, Diệp Thần lắc đầu, không sợ chút nào, ánh mắt sắc bén nói, sợ cái gì, ta cùng hắc ám hồn tộc, ban đầu cũng không có ý định hòa giải, lại thêm một bút nợ, cũng không tính là gì. Dứt lời, Diệp Thần liền muốn bóp nát tinh thạch. Cửu Họa Thương Long nói, luân hồi chi chủ, ngươi nếu là thật dùng, đừng quên, nhất định phải mang thủ hạ ta đệ tử, cũng cùng một chỗ tiến vào cửu thiên thần táng cốc. Hắn nắm hồn quy tâm tinh thạch cho Diệp Thần, tự nhiên không phải cho không. Chờ Càn Xương Nguyệt tâm trí khôi phục, có chìa khóa, có thể đi vào cửu thiên thần táng cốc, hắn cũng muốn kiếm một chén canh. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, nếu là thật có thể đi vào cửu thiên thần táng cốc, ta có khả năng mang người đi vào. Nhưng, sinh tử cơ duyên, nghe theo mệnh trời. Cửu thiên thần táng cốc cũng không phải là một mảnh hư vô, bên trong đã có trật tự tồn tại, rất có thể có sinh linh mạnh mẽ, ta cũng không thể cam đoan người an toàn. Cửu Họa Thương Long gật đầu nói, đây là tự nhiên, ta chỉ cần cầu tiến vào, sau khi đi vào, có thể hay không tìm tới bảo tàng, liền xem mọi người bản sự. Diệp Thần nói, Thương Long giáo chủ, người không tự mình đi vào. Cửu Họa Thương Long ánh mắt chớp động, cười ha ha nói, ta còn không muốn chết, cái kia cửu thiên thần táng cốc là tinh không di tích, bên trong có khó lường nguy hiểm, ta cũng không muốn vẫn lạc tại bên kia. Diệp Thần nói, cho nên ngươi là dự định, để cho thủ hạ đệ tử đi dò thám đường. Cửu Họa Thương Long nói, chính là, làm phiền luân hồi chi chủ dẫn đường, ha ha. Diệp Thần nhìn một chút Quái Thiên Đế cùng Thủy Tĩnh Nguyên, muốn nghe xem ý kiến của bọn hắn. Thủy Tĩnh Nguyên lạnh nhạt nói, ta không có vấn đề, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, luân hồi chi chủ. Quái Thiên Đế nói, hết thảy do luân hồi chi chủ làm chủ, lão phu không dám nói bừa. Diệp Thần gật đầu nói, vậy thì tốt, Quái Thiên Đế tiền bối, trước hết để cho Sương Nguyệt tiểu thư khôi phục tâm trí lại nói. Dứt lời, Diệp Thần không do dự nữa, trực tiếp bóp nát trong tay hồn quy tâm tinh thạch. Răng rắc, hồn quy tâm tinh thạch phá toái, một cỗ cuồn cuộn năng lượng tinh thuần, từ trong đó dâng trào mà ra. Diệp Thần ngón tay một chỉ, điểm trên trán Càn Xương Nguyệt, quát khẽ, hồn này trở về, đạo tâm trật tự, thần phách an ninh. Xoạt, hồn quy tâm tinh thạch cái kia năng lượng bàng bạc linh khí, liền tràn vào Càn Xương Nguyệt trong thức hải. Càn Xương Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lộ ra một vẻ thống khổ, thân thể mềm cúi xuống muốn ngã xuống. Xương Nguyệt, chịu đựng a. Quái Thiên Đế vị nữ nhi thân thể, vô cùng lo lắng nhìn xem. Liền thấy tại hồn quy tâm tinh thạch năng lượng tẩm bổ dưới, Càn Xương Nguyệt cái kia trống rỗng ánh mắt, dần dần khôi phục ý thức, làn da trở nên càng thêm trong trắng lộ hồng, trong sáng óng ánh. Nàng lộ ra một bộ kinh ngạc thần sắc kinh ngạc. Nhìn xem hết thảy chung quanh, trí nhớ giống như thủy triều dâng lên, nhìn xem Quái Thiên Đế, kêu một tiếng, cha. Quái Thiên Đế nghe được Càn Xương Nguyệt kêu gọi, lập tức kinh hỉ vạn phần, nói, Xương Nguyệt, người có thể tính đã tỉnh lại. Càn Xương Nguyệt ừ một tiếng, hồi tưởng lại vừa mới phát sinh hết thảy, biết Diệp Thần hao phí cực lớn tâm huyết, mới đưa nàng hồi phục lại, trong lòng tràn đầy cảm kích, doanh doanh hướng về Diệp Thần cúi đầu, nói, đa tạ ngươi, luân hồi chi chủ. Diệp Thần nhìn thấy Càn Xương Nguyệt khôi phục, trong lòng cũng là vui vẻ, nói, Xương Nguyệt tiểu thư, người không có việc gì liền tốt. Bên trên bầu trời, Cửu Họa Thương Long thấy Càn Xương Nguyệt khôi phục, cũng là cười ha ha, nói. Luân hồi chi chủ, người quả nhiên có đảm lược, thế mà thật dám sử dụng hồn quy tâm tinh thạch, hoàng đồ hồn tộc người sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói, vậy liền gọi bọn họ tới đi, ta Diệp Thần lại e ngại qua người nào. Cửu Họa Thương Long cười nói, rất tốt, ngươi có quyết đoán, lần này đi theo ngươi cửu thiên thần táng cốc, nghĩ đến ta cũng có thể kiếm một chén canh, ha ha. Dừng một chút, lại hướng về phía sâu trong hư không kêu lên, Bình Chi Hiên, Ân Phong, Khổng Đại, ra tới bái kiến luân hồi chi chủ. Hắn tiếng nói vừa ra, liền thấy hư không nứt ra, xuất hiện 3 đạo thân ảnh. Đó là 3 cái vô cùng nam tử trẻ tuổi, toàn thân tản mát ra một cỗ siêu phàm khí tức. Lăng lệ mạnh mẽ, quanh thân lại có hồng mông tử khí vần quanh,
vừa nhìn liền biết không là phàm nhân, con mắt như ngọc thạch, nở rộ tinh quang. Cửu Thiên Phục Long giáo chân truyền đệ tử. Bình Chi Hiên, Ân Phong, Khổng Đại. Chúng ta gặp qua Luân Hồi Chi Chủ. Ba người thật chỉnh tề, tiếng như chuông lớn, chuẩn mực nghiêm cẩn, rất cung kính hướng về Diệp Thần hành lễ, mặt ngoài vô cùng khiêm tốn, nhưng đôi mắt bên trong xen lẫn lăng lệ sát khí, Nhậm Tùy đều sẽ không cảm giác được dễ chịu. Diệp Thần xem xét, liền biết ba người này, tuyệt không bình thường, nói các ngươi thân có siêu phàm nguyên thể. Siêu phàm nguyên thể, là thể chất đặc biệt, vô cùng mạnh mẽ, ba người này thân có siêu phàm khí tức, hiển nhiên là có được siêu phàm nguyên thể. Trong ba người, cầm đầu Bình Chi Hiên chắp tay nói, đúng, tại hạ ba người, có được Hồng Mông Thiên Kim hỗn độn thể, chỉ bất quá đều là tàn khuyết, cũng không phải là hoàn mỹ thể chất, tuyệt đối không thể cùng Luân Hồi Chi Chủ Luân Hồi Nguyên Thể so sánh. Tại rất nhiều siêu phàm nguyên trong cơ thể, Luân Hồi Nguyên Thể là tồn tại cường đại nhất, lực lượng cuồng bạo hung mãnh, lăng giá hết thảy siêu phàm. Cửu Họa Thương Long nói, ta này ba cái đệ tử, bọn hắn vốn là hoàng đồ hồn tộc xuất thân. Nhưng bởi vì thể chất từ nhỏ tàn khuyết, nhận hết đối xử lạnh nhạt, bọn hắn liền phản trốn thoát, đầu phục ta. Ha ha, cái kia hồn quy tâm tinh thạch, cũng là bọn hắn trộm cắp ra tới. Diệp Thần giật mình, nguyên lai ba người này, lại có thể là hoàng đồ hồn tộc phản đồ. Bất quá hắn thấy ba người khí tức, mạnh mẽ lăng lệ, coi như siêu phàm nguyên thể có chỗ tàn khuyết, nhưng khí thế không hề yếu, nghĩ thầm, này Hồng Mông Thiên Kim hỗn độn thể, xem ra không thể coi thường. Tàn khuyết đều lợi hại như vậy, nếu là hoàn mỹ thể chất, chỉ sợ cường hãn hơn. Cửu Họa Thương Long lại nói, bây giờ vị này Càn Xương Nguyệt cô nương, linh trí đã khôi phục, chúng ta muốn vào Cửu Thiên Thần Táng Cốc, chỉ có ỷ vào nàng. Tầm mắt nhìn về phía Càn Xương Nguyệt. Càn Xương Nguyệt kiều khu hơi hơi lắc một cái, tựa hồ nhớ lại cái gì hắc ám ác mộng, mặt đều trở nên tái nhợt. Cửu Thiên Thần Táng Cốc. Chỗ kia, ta. Diệp Thần gặp nàng trạng thái không đúng. Liền án lấy bờ vai của nàng, đem tự thân linh khí quán chú đi vào, ôn thanh nói, Sương Nguyệt tiểu thư, đừng hoảng hốt, đều đi qua. Ta chỉ cần ngươi dẫn ta tiến vào Cửu Thiên Thần Táng Cốc, chờ tiến vào chỗ kia, cũng không cần lại làm phiền ngươi. Càn Sương Nguyệt thân thể phát run, nói, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi thật muốn đi chỗ kia. Chỗ kia, là ác mộng tuyệt địa, ngươi nếu là đi, ta sợ ngươi sẽ bị vây chết ở bên trong. Diệp Thần nói. Không sao, Sương Nguyệt tiểu thư, sinh tử họa phúc, tự có thiên định, bất kể như thế nào, ta đều muốn đi chỗ kia nhìn một chút. Cửu Thiên Thần Táng Cốc, có đủ loại đặc thù thiên tài địa bảo tài nguyên, chỉ là ngàn vạn chiếc phương chu hải cốt, liền là một bút không cách nào tưởng tượng quý giá của cải. Diệp Thần muốn tìm Minh Nhật Phương Chu hải cốt, đại chủ tể nói qua, tại hắn Minh Nhật Phương Chu phía trên, còn lưu lại có mấy bình Cửu Thiên Linh Thủy, đây là Diệp Thần khát vọng nhất đồ vật. Càn Xương Nguyệt trần chờ không chừng, vẫn là không quyết định chắc chắn được. Quái Thiên Đế nói, Xương Nguyệt, nếu là ngươi có thể đến giúp Luân Hồi Chi Chủ, cái kia ra tay giúp đỡ chính là, ngươi phải tin tưởng thực lực của hắn, đối ngươi mà nói ác mộng chỗ, với hắn mà nói, khả năng lại là cơ duyên to lớn. Càn Xương Nguyệt trầm tư một thoáng, cuối cùng cũng là cắn răng gật đầu đáp ứng, nói tốt, Luân Hồi Chi Chủ, ta có khả năng nếm thử mang ngươi tiến vào Cửu Thiên Thần Táng Cốc, nhưng sau khi đi vào, người nếu là ra không được, cái kia cũng không nên trách ta. Diệp Thần nghe được Càn Xương Nguyệt đáp ứng, trong lòng vui vẻ, nói, đây là tự nhiên. Càn Xương Nguyệt nói, cái kia, chúng ta bây giờ xuất phát. Diệp Thần nói, việc này không nên chậm trễ, trực tiếp lên đường đi. Cửu Họa Thương Long nói, ta đến dẫn đường. Hắn sớm đã bắt được Cửu Thiên Thần Táng Cốc tọa độ, hiện tại thi triển thiên đế lực lượng, vỡ ra không gian, trước tiên xuyên qua. Diệp Thần, Quái Thiên Đế, Càn Xương Nguyệt, Thủy Hiện Tĩnh Nguyên, còn có Bình Chi Hiên, Ân Phong, Khổng Đại đoàn người, hiện tại liền trùng trùng điệp điệp, dọc theo vết nứt không gian, trực tiếp xuyên qua đi vào Cửu Thiên Thần Táng Cốc. Mọi người đi tới Cửu Thiên Thần Táng Cốc lối vào, xuyên thấu qua lối vào cấm chế tinh bích, thấy trong sơn cốc từng chiếc rách nát phương chu, xen vào nhau phân bố tràng diện, trong lòng vẫn là một hồi rung động. Mỗi một chiếc phương chu phía trên đều sinh tồn qua tinh không phía trên chủng tộc, bọn hắn tại tận thế bên trong dãy giụa, cuối cùng toàn bộ ngã xuống chết đi, có thể xưng bi tráng. Diệp Thần đoàn người, đang nhìn cái kia từng chiếc phương chu hải cốt thời điểm, cũng mơ hồ nhìn thấy cỗ này bi tráng quá khứ. Nếu như đạo tâm hơi yếu người,
chỉ là mắt thấy này loại hủy diệt tận thế chẳng diệt, liền sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng trùng kích, vô pháp tự kiềm chế. Càn Xương Nguyệt thân thể run rẩy hết sức lợi hại, rõ ràng khó có thể chịu đựng cỗ này trùng kích, nói, luân hồi chi chủ, ta giúp các ngươi mở ra cấm chế, nhưng chỉ có thể kéo dài mấy hơi thời gian, các ngươi muốn đi vào, động tác nhất định phải nhanh. Mặt khác, này Cửu Thiên Thần Táng Cốc bên trong, khắp nơi đều là hắc ám hung ác, các ngươi đi vào khả năng liền không ra được. Diệp Thần nghe Càn Xương Nguyệt lần nữa cảnh cáo, gật đầu nói, ta biết, Xương Nguyệt cô nương, ngươi mở ra cấm chế đi. Coi như biết Cửu Thiên Thần Táng Cốc nguy hiểm, Diệp Thần cũng sẽ không lùi bước, dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm, tại đây nguy hiểm to lớn sau lưng, là khó có thể tưởng tượng thao thiên cơ duyên, phong phú bảo tàng của cải. Càn Xương Nguyệt khẽ cắn môi, hiện tại tiến lên trước mấy bước, đi đến cửa vào cấm chế tinh bích trước, nhẹ nhàng đưa bàn tay thả đi lên. Thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy bàn tay nàng để lên về sau, tầng kia cấm chế tinh bích, liền triệt để mở ra. Diệp Thần, Cửu Họa Thương Long, Thủy Tĩnh Nguyên đám người, nhìn thấy một màn này, đều là ngạc nhiên không thôi. Quả nhiên, Càn Xương Nguyệt từng ngộ nhập Cửu Thiên Thần Táng Cốc, nàng ở bên trong sinh tồn qua, đã được đến địa mạch tán thành, cho nên, nàng có khả năng mở ra cấm chế, tương đương với một cái chìa khóa. Cấm chế mở, mau vào đi thôi. Càn Xương Nguyệt nói, lấy nàng trước mắt trạng thái, nhưng không cách nào duy trì quá lâu. Diệp Thần, Thủy Tĩnh Nguyên, còn có Bình Chi Hiên, Ân Phong, Khổng Đại ba người, hiện tại cũng không chậm trễ, trực tiếp phi thân bước vào Cửu Thiên Thần Táng Cốc bên trong. Tại Diệp Thần đám người tiến vào Cửu Thiên Thần Táng Cốc về sau, lối vào cấm chế tinh bích, lại lần nữa khép lại đi lên, như một tầng trong suốt lưu ly, đem bên trong cùng bên ngoài ngăn cách. Liền là như thế một thoáng ngăn cách. Một màn quỷ dị xuất hiện, tại Càn Xương Nguyệt, Quái Thiên Đế, Cửu Họa Thương Long trong mắt ba người, Diệp Thần đoàn người lại giống như là hư không tiêu thất, lập tức liền không thấy tăm hơi, lưu tại bọn hắn trước mắt, chỉ có u ám sương mù. Nơi này, quả nhiên tà môn. Cửu Họa Thương Long con người híp lại, may mắn hắn không có tùy tiện đi vào, không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ muốn đem tính mệnh giao phó ở bên trong. Hắn nghĩ câu thông thủ hạ ba cái đệ tử. Nhưng phát hiện thiên cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, vô pháp như thế nào cũng không chiếm được đáp lại. Quái Thiên Đế nhìn thấy một màn này quỷ dị cảnh tượng, vội vàng xuất ra đồng tiền mai rùa tính một quẻ, đã thấy 10 cái đồng tiền toàn bộ lật ngược, hắn gương mặt đại biến, thất thanh nói, thập tử vô sinh. Cư nhiên như thế hung hiểm, chẳng lẽ luân hồi chi chủ bọn hắn, toàn cũng phải chết ở bên trong. Hắn trước kia bói toán xem bói, gặp qua hung hiểm nhất quẻ tượng, cũng chỉ là cửu tử nhất sinh. Nhưng cho tới bây giờ không có gặp thập tử vô sinh tràng diện. Cửu Họa Thương Long im lặng, không nói gì thêm, quay người bay khỏi mà đi. Rất nhiều chuyện hắn vô pháp trưởng khống, chỉ có dựa vào bên trong người. Càn Xương Nguyệt suy tư một lát, rất có lo lắng, nói cha, bây giờ tình huống, chúng ta nên làm cái gì? Quái Thiên Đế trầm ngâm nói, đi Thượng Hoàng Thiên Cung, đại sự như thế, vẫn phải cáo chi Huyết Nguyệt Thiên Đế cùng Phật Tổ. Mà lại luân hồi chi chủ đãi chúng ta không tệ, về sau chúng ta đầu nhập vào luân hồi trận doanh là được. Càn Xương Nguyệt nói, đúng. Hai cha con cũng rời đi. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, có hai đạo nhân ảnh bay hàng mà xuống. Một người trong đó, đúng là Cổ Tinh Môn Ngũ Đại Thiên Đế bên trong Kính Thiên Đế. Tại Kính Thiên Đế bên người, đi theo một cái anh tuấn bất phàm trẻ tuổi nam tử, xem bộ dáng là đồ đệ của hắn. Sư phụ. Nơi này chính là Cửu Thiên Thần Táng Cốc sao? À, giống như luân hồi chi chủ bọn hắn tiến vào. Na niên thanh nam tử kia xem lấy cảnh tượng trước mắt, mơ hồ nhìn thấy thiên cơ, thấy Diệp Thần đoàn người tiến vào sơn cốc cảnh tượng. Tử Mặc, ta cũng đưa ngươi vào đi, Cửu Thiên Thần Táng Cốc bên trong bảo tàng vô số, ngươi nếu có thể đạt được, thậm chí đủ để nghịch thiên cải mệnh. Tinh không tranh bá thi đấu liền sắp bắt đầu, ngươi nhất định phải có đại cơ duyên. Mới có cơ hội đoạt giải quán quân. Kính Thiên Đế nói, nam tử trẻ tuổi kia, chính là hắn thân truyền màn đồ đệ Tào Tử Mặc, tại Thiên Nguyên trên bảng nổi danh thiên tài. Sư phụ, này Cửu Thiên Thần Táng Cốc có tinh không cấm chế thủ hộ, ta làm sao có thể đi vào? Tào Tử Mặc nhíu mày hỏi. Kính Thiên Đế mỉm cười, nói yên tâm, vi sư có thủ đoạn. Chỉ thấy Kính Thiên Đế tay cầm bấm quyết, tại trong hư không sáng lập ra một chiếc gương. Nói, ngươi xuyên qua cái gương này, kính tượng hình chiếu, liền có thể tiến vào Cửu Thiên Thần Táng Cốc bên trong.
Cửu thiên thần táng cốc cấm chế kiên cố, kính thiên đế không cách nào phá giải, nhưng có thể dùng kính tượng hình chiếu thủ đoạn đặc thù, đem người quăng đưa vào đi. Tào Tử Mặc vui vẻ nói, đúng, sư phụ. Hắn lúc này xuyên qua kính thiên đế chế tạo ra tấm gương, một cái kính tượng hình chiếu, tiếp theo sát, người liền xuất hiện tại cửu thiên thần táng cốc bên trong. Kính thiên đế đang muốn phân phó cái gì, nhưng lại thấy Tào Tử Mặc truyền tống vào về phía sau, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa, tràng diện quỷ dị đến cực hạn. Hắn lập tức tê cả ra đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng, lẩm bẩm nói, nơi này thật sự là tà môn, khó trách cốt thiên đế, rắn thiên đế, ban thiên đế bọn hắn cũng không nguyện ý tới, là muốn gọi ta giúp bọn hắn đạp lôi. Ha ha, nơi này tràn ngập vị chi, thật đúng là khó mà nói đây. Bây giờ đồ đệ của hắn Tào Tử Mặc đã đi vào, sự tình vô pháp cải biến, hắn suy nghĩ muôn vàn, thân thể hóa thành một vệt kính quang, tan biến ngay tại chỗ. Tại kính thiên đế sau khi rời đi không lâu, lại có hai người buông xuống đến nơi đây. Nói đúng ra, là một người một quỷ. Là lớn Chu gia tộc lão tổ Chu Mục Thần, còn có chỉ còn lại có một luồng hồn phách, thân thể còn không có phục sinh Chu Võ Hoàng. Mới vừa thiên cơ biến động, hình như có việc lớn phát sinh. Ngô, luân hồi chi chủ cả đám người, quả nhiên tiến vào cửu thiên thần táng cốc. Chu Mục Thần bấm ngón tay tính toán, mắt sáng như đuốc, nhìn thấy đủ loại đi qua. Lão tổ, cấm chế này còn tại a? Chu Võ Hoàng thấy cửa vào sơn cốc còn có cấm chế, lập tức kêu lên. Hắn kỳ thật sớm là có thể sống lại, nhưng không có thích hợp tài nguyên, cho nên một mực kéo lấy. Dù sao hắn đỉnh phong nhất thời điểm, có thể là thiên đế cảnh cao thủ, sau này tự chém tu vi mới rơi xuống đến thần đạo cảnh. Đã từng hắn thân thể, coi như mặt ngoài tu vi yếu nhỏ, trong cơ thể ẩn chứa tiềm năng, cũng là vô cùng khinh khủng, có thiên đế nội tình. Nếu như phổ thông thông phục sinh, hắn thân thể tiềm năng, khẳng định so ra kém trước kia, cho nên liền một mực trì hoãn, không có phục sinh. Cửu thiên thần táng cốc xuất hiện, lại mang cho Chu Võ Hoàng hy vọng. Nơi này, ẩn chứa tinh không bị ngạn đặc thù tài nguyên, nếu là có thể tìm được thiên tài địa bảo gì, hắn phục sinh sau thân thể, tiềm năng thậm chí khả năng siêu việt dĩ vãng. Chẳng qua là, cửu thiên thần táng cốc có cấm chế ngăn cách, hắn vô pháp bước vào. Chu Mục Thần cũng là chau mày, hắn tại bắt được cửu thiên thần táng cốc thiên cơ về sau, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn cũng biết, cửu thiên thần táng cốc cấm chế nghiêm mật, nghĩ muốn mạnh mẽ phá vỡ, đại giới to lớn. Hắn là muốn chờ Diệp Thần phá vỡ về sau, chính mình lại nhặt cái tiện nghi, nhường Chu Võ Hoàng đi vào. Nhưng không nghĩ tới, cửu thiên thần táng cốc cấm chế, so hắn trong tưởng tượng, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mở ra sau khi còn có thể tự động khép kín. Xem ra, chỉ có thể ta cưỡng ép ra tay, đột phá cấm chế. Chu Mục Thần đôi mắt lướt qua một vệt lăng lệ chi ý, trong lòng có quyết đoán. Chu Võ Hoàng kêu lên, lão tổ. Chu Mục Thần hai con người bỗng nhiên dâng lên một vệt ma khí, toàn bộ đồng tử đều hóa thành màu sắc đen nhánh, từ bên trong nổ ra hắc ám cùng tử vong khủng bố pháp tắc gợn sóng. Quyết tử ma nhãn, cho ta phai mờ. Chu Mục Thần quát to một tiếng, thế mà mở ra quyết tử ma nhãn, một cỗ thao thiên tử vong sát khí trùng kích ra ngoài, nổ tung tại cửu thiên thần táng cốc cấm chế tinh trên vách đá. Chỉnh tầng cấm chế tinh bích, lập tức tử vong, hoàn toàn biến mất. Mà vận dụng quyết tử ma nhãn Chu Mục Thần, khuôn mặt đều hóa thành màu đen, tựa hồ cắn chả to lớn, kêu lên một tiếng đau đớn, theo khóe miệng cùng trong hai mắt chảy ra từng tia máu đen, tràng diện khủng bố. Nếu như Diệp Thần tại nơi này, hắn nhất định có khả năng nhận ra, Chu Mục Thần quyết tử ma nhãn thần thông, tu vi đã đạt đến kinh khủng tầng thứ 9, uy lực to lớn. Đương nhiên, Chu Mục Thần quyết tử ma nhãn, năng lượng còn so ra kém Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần quyết tử ma nhãn, là chân chính kế thừa từ hồn thiên đế con mắt, Chu Mục Thần chẳng qua là tu luyện được tới thần thông thôi. Nhưng dù vậy, Chu Mục Thần quyết tử ma nhãn, thần thông biến hóa cũng đủ mạnh mẽ, thế mà có thể đem cửu thiên thần táng cốc cấm chế triệt để phai mở đi. Lão tổ, Chu Võ Hoàng nhìn thấy Chu Mục Thần hai mắt chảy ra máu đen, lập tức kinh hô lên, vô cùng lo lắng, trong lòng cũng âm thầm bội phục Chu Mục Thần quyết đoán, thế mà như thế có quyết đoán, vì đột phá cấm chế, hoàn toàn không để ý cắn trả cùng đại giới. Chu Mục Thần khoát khoát tay, nói, không cần phải để ý đến ta, Võ Hoàng, ngươi lập tức tiến vào cửu thiên thần táng cốc, nghĩ biện pháp tìm kiếm đại chủ tể Minh Nhật Phương Chu Hải Cốt.
phía trên có mấy bình cửu thiên linh thủy, cái kia là vật phi thường chân quý, ngươi nhất định phải cầm tới. Ngươi nếu có thể cầm tới cửu thiên linh thủy, là có thể tái tạo ra nghịch thiên thân thể, siêu việt dĩ vãng. Con mắt của ta, nhận cực lớn cắn trả, cũng cần cửu thiên linh thủy trị liệu. Còn có, tâm ma của ta chi kiếm hoài thương kiếm, tại luân hồi chi chủ trong tay, ngươi cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt thu hồi lại. Nghe Chu Mục Thần đủ loại nhắc nhở, Chu Võ Hoàng nội tâm xúc động, nói, đúng, lão tổ, ta biết rồi, ta đây đi. Hắn không do dự, lập tức lách mình bước vào cửu thiên thần táng cốc bên trong. Hắn mới vừa vào đi, người liền biến mất, cái kia bị mẫn diệt tinh không cấm chế, lại xuất hiện, nghiêm mật phong tỏa cửa vào. Chu Mục Thần ngốc ngốc xuất thần, lẩm bẩm nói, tinh không di tích, quả thật là không thể nói khủng bố cấm khu. Hắn lắc đầu, trong lòng yên lặng vì Chu Võ Hoàng cầu nguyện, quay người rời đi. Xuy, xuy. Chu Mục Thần sau khi rời đi không bao lâu, lại có hai người tới, rõ ràng nơi này thiên cơ, đã triệt để bộc lộ ra đi, kinh động đến rất nhiều thế lực. Lần này hàng lâm xuống, một người trong đó, đang là tử thần giáo đoàn giáo chủ Thiên Khải Chí Tôn. Một người khác, là cái bề ngoài thoạt nhìn, chỉ có 15-16 tuổi người thiếu niên, ở trên người hắn hoàn toàn không nhìn thấy tuế nguyệt mài mòn dấu vết. Hắn ăn mặc một bộ tu thân áo bào đen, sau lưng có áo choàng, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày có cỗ thượng vị giả tôn nghiêm khí tức, mặc dù đứng tại Thiên Khải Chí Tôn trước mặt, khí thế cũng không hề yếu. Thậm chí, Thiên Khải Chí Tôn tại áo bào đen trước mặt thiếu niên, còn là một bộ cung kính bộ dáng. Ma Tôn đại nhân, luân hồi chi chủ, kính thiên đế đệ tử Tào Tử Mặc, còn có Chu gia thiếu gia Chu Võ Hoàng, đều đi vào. Thiên Khải Chí Tôn cung cung kính kính, hướng cái kia áo bào đen người thiếu niên nói ra. Vừa mới cửu thiên thần táng cốc phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng không gạt được hắn, cùng cửu thiên thần táng cốc tương quan thiên cơ, thực sự quá lớn, đều không cần làm sao cảm ứng, liền có thể vô cùng mãnh liệt cảm giác được. Áo bào đen người thiếu niên gật đầu nói, không sao, bọn hắn đều sẽ chết ở bên trong, cửu thiên thần táng cốc khủng bố, không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Hắn ngữ khí mang theo thượng vị giả lạnh lùng, phảng phất xem chúng sinh như sâu kiến. Thiên Khải Chí Tôn kính cẩn khiêm tốn, nói, Ma Tôn đại nhân, người nói người trước kia có một chiếc phương chu, cũng rơi xuống tại cửu thiên thần táng cốc. Cái kia áo bào đen thiếu niên gật đầu nói, chờ tìm về cái kia phương chu hài cốt, ta lực lượng hẳn là có thể khôi phục một chút, đến lúc đó ta có khả năng chấp trưởng toàn bộ thiên ma tinh hải, lại đi tham gia thập yêu tinh không tranh bá thi đấu, nghĩ đến không người có thể ngăn được ta. Chờ nắm trong tay tinh không thần sơn. Chúng ta có khả năng nếm thử phi thăng đi tinh không bỉ ngạn. Tinh không thần sơn, là trong truyền thuyết, ở gần nhất tinh không bỉ ngạn địa phương. Sau đó không lâu sắp đến tinh không tranh bá thi đấu, cuối cùng thắng được người, là có thể chiếm lĩnh tinh không thần sơn. Thiên Khải Chí Tôn trở nên kích động, nói, Ma Tôn đại nhân, tất cả nghe theo người phân phó. Dừng một chút, hắn lại cẩn thận đề nghị, bất quá, Ma Tôn đại nhân, ngươi cùng sử thần giao dịch. Uống xong cuối cùng một bình ác mộng suối chi thủy, theo tinh không phía trên buông xuống, chịu quy tắc hạn chế, người bây giờ tu vi, chỉ có thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nếu là tiến vào cửu thiên thần táng cốc, chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm a, có muốn không ta cùng ngươi đi vào. Áo bào đen thiếu niên khoát khoát tay, ngữ khí có chút lạnh nhạt nói, không cần, ngươi chưa quen thuộc cửu thiên thần táng cốc quy tắc, đi vào cũng không giúp được ta, ngược lại là vướng víu, ngươi hồi trở lại tử thần giáo đoàn. Thật tốt chấn thủ trụ thiên ma tinh hải là được. Thiên Khải Chí Tôn nghiêm nghị nói, đúng. Áo bào đen thiếu niên gật gật đầu, liền trực tiếp xuyên qua cửa vào cấm chế, tiến vào cửu thiên thần táng cốc bên trong. Tầng kia tinh không cấm chế, vô cùng kiên cố nghiêm mật cùng đáng sợ, coi như là Chu Mục Thần, đều muốn đem hết toàn lực, mở ra quyết tử ma nhãn, mới miễn cưỡng đánh vỡ. Diệp Thần cũng là hao phí loại ý nghĩ, đem Càn Xương Nguyệt phục sinh về sau. Mới dùng thông qua. Nhưng cái này áo bào đen thiếu niên, hắn lại xem cấm chế như không, trực tiếp sâu vào, cái kia cấm chế cũng chưa từng ngăn cản tổn thương hắn. Một màn này vô cùng kỳ lạ, nhưng Thiên Khải Chí Tôn gặp được, cũng không lấy làm lạ, phảng phất sớm có đoán trước. Tại áo bào đen thiếu niên trở ra, hắn liền rời đi. Thiên Khải Chí Tôn cùng áo bào đen thiếu niên, cũng không là tới lần cuối cửu thiên thần táng cốc người. Ở đây không lâu sau, lại có hai người đến. Một người trong đó, khí tức rực rỡ đến thực sự không tưởng nổi, toàn thân kim quang diễm diễm,
hà thải nghìn vạn dặm, nhật nguyệt tinh thần vần quanh chìm nổi, nóng rực thần hy phóng lên tận trời, hoàn toàn không cách nào che lấp. Này người chính là Hồng Quân Lão Tổ. Thời khắc này Hồng Quân Lão Tổ, thực lực tu vi cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi, vậy mà đã siêu việt cửu phẩm thiên đế. Cửu phẩm thiên đế, là trước mắt không không lúc nào không tu vi cực hạn, bởi vì thiên địa pháp tắc hạn chế, bây giờ không không lúc nào không, đã không cách nào lại sản sinh ra thời đại viễn cổ cái chủng loại kia không thể nói nói cường giả. Tỷ như đỉnh phong thời điểm nguyên thiên đế, hồn thiên đế, thiên đấu sát thần các loại siêu cấp cường giả, thời đại này đã vô pháp sinh ra, bởi vì pháp tắc khuyết tổn rất nhiều, thiên địa linh khí cũng không có thời đại viễn cổ hùng hậu như vậy. Thậm chí liền ngày xưa những siêu cấp cường giả kia, vào hôm nay thời đại này, tu vi cũng bị đại hạn chế, ngoại trừ nguyên thiên đế hỏa hồn thiên đế hai cái yêu nghiệt, có thể miễn cưỡng bảo trì siêu phẩm thiên đế cảnh giới về sau, mặc khác hết thảy thời đại viễn cổ cường giả, đều không thể siêu việt thời đại hạn chế. Nhưng mà giờ khắc này, Hồng Quân Lão Tổ tu vi khí tức, lại phảng phất đột phá thời đại hạn chế, đột phá thiên địa trói buộc, thế mà siêu việt cửu phẩm thiên đế cảnh giới, khí tức rực rỡ rộng rãi đến nghịch thiên mức độ, vô luận như thế nào che giấu, đều không che giấu được. Hắn đã sắp muốn bước vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Một khi chứng đạo siêu phẩm, hắn là có thể cùng nguyên thiên đế, hồn thiên đế hai vị này cường giả tối đỉnh, ngồi ngang hàng với. Đương nhiên, bây giờ Hồng Quân Lão Tổ còn không có chân chính chứng đạo siêu phẩm. Nhưng, hắn có thể đột phá cửu phẩm thiên đế hạn chế, thần hy hào quang chiếu rọi nghìn vạn dặm, đã là vô cùng thành tựu kinh người. Luận thực lực, xem nhẹ nguyên thiên đế hỏa hồn thiên đế hai vị siêu thế tồn tại, Hồng Quân Lão Tổ liền là đương thời đệ nhất. Đứng tại Hồng Quân Lão Tổ bên người, là một cái khôi ngô tráng kiện người trẻ tuổi. Nếu như Diệp Thần tại đây bên trong, hắn khẳng định sẽ phi thường chấn kinh, bởi vì vì người trẻ tuổi này, tướng mạo dáng người thế mà cùng lúc còn trẻ võ tổ, giống như đúc. Thiên Nhai, nơi này chính là cửu thiên thần táng cốc, luân hồi chi chủ cùng không ít nhân vật thiên tài, đều đã đi vào, người dám vào đi sao? Hồng Quân Lão Tổ nhàn nhạt mở miệng, nhìn bên cạnh người trẻ tuổi, đôi mắt trong mang theo một vệt đặc thù tình cảm, đó là một cỗ mang theo hồi ức, tán thưởng, bất đắc dĩ các loại cảm xúc hỗn hợp lại cùng nhau tình cảm. Cái kia khôi ngô người trẻ tuổi hai đầu lông mày tràn đầy thô cuồng hào khí, nói, Lão Tổ, luân hồi chi chủ dám vào đi, ta lại có gì không dám. Hồng Quân Lão Tổ mỉm cười nói, rất tốt, liền là này loại can đảm quyết đoán, mới là ta biết Phú Thiên Nhai. Ta thay người chảm phá tinh không cấm chế, người đi bên trong học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ vơ vét nhiều chút tài nguyên, lớn mạnh tự thân. Này cửu thiên thần táng cốc bên trong tài nguyên, có thể là có thật nhiều đến từ tinh không bỉ ngạn, ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Dứt lời, Hồng Quân Lão Tổ tế ra một thanh phi kiếm màu vàng óng, ngự không một chảm, xoẹt một tiếng, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy cửu thiên thần táng cốc cửa vào cấm chế, tại chỗ liền bị hắn chảm phá đi, thậm chí là triệt để phá diệt, không cách nào tái sinh. Một màn này, thực sự quá kinh người, coi như là Chu Mục Thần quyết tử ma nhãn, cũng không cách nào hoàn toàn phá diệt tầng này tinh không cấm chế, nhưng Hồng Quân Lão Tổ ra tay, nhất kiếm liền làm được. Này kinh thiên thực lực, đã siêu việt chư thiên tất cả mọi người, uy mãnh vô địch, hùng bá thiên hạ, lăng lệ vô cùng. Lão Tổ, ta đi. Cái kia khôi ngô người trẻ tuổi trở nên kích động cùng sùng bái, hướng Hồng Quân Lão Tổ chắp tay một cái, sau đó liền phi thân tiến vào cửu thiên thần táng cốc bên trong. Tại khôi ngô người trẻ tuổi sau khi trong tiến vào, lại có một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp, bỗng dưng theo hư không bay ra, cũng đi theo vào, quay đầu nói với Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ, đa tạ người phá tan cấm chế, chúc người sớm ngày chứng đạo siêu phẩm thiên đế. Đó là cái áo trắng bồng bềnh rực rỡ nữ tử, lại là Nhậm Thiên Nữ. Tại Hồng Quân Lão Tổ phá mất cấm chế về sau, Nhậm Thiên Nữ cũng thừa cơ tiến nhập. Nàng và cái kia khôi ngô người trẻ tuổi, tiến vào cửu thiên thần táng cốc trong nháy mắt, thân thể liền quỷ dị biến mất. Lối vào tinh không cấm chế, mặc dù không có khôi phục lại, nhưng lại có từng tầng một khói xám, gào thét tới, che giấu hết thảy. Khói xám bên trong, phảng phất ẩn chứa vô tận quỷ dị cùng tà ác. Cho dù là uy áp chư thiên, đã trèo lên đỉnh chư thiên thực lực đệ nhất Hồng Quân Lão Tổ, tại mắt thấy cửu thiên thần táng cốc bên trong quỷ dị cảnh tượng về sau, cũng không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm nói, tinh không phía trên, hắc ám sa đọa, đều là luân hồi chi chủ viên này khối u ác tính làm hại,
Ta nhất định không thể để cho loại chuyện đó lại phát sinh. Cùng lúc đó, Diệp Thần tiến vào Cửu Thiên Thần Táng Cốc về sau, nhìn lại, hoàn toàn không nhìn thấy Quái Thiên Đế, Càn Xương Nguyệt đám người thân ảnh, trong tầm mắt chỉ thấy hắc ám cùng khói xám. Đến mức đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến Thủy Tĩnh Nguyên, Bình Chi Hiên, Ân Phong, Khổng Đại đám người, càng là toàn bộ tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không biết đi nơi nào. Nơi này thật sự là quái thật đấy. Diệp Thần sầm mặt lại, cảm giác đến nơi đây có một cỗ lực lượng quỷ dị, bao phủ hết thảy, phàm là từ bên ngoài người tiến vào, đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến nơi nào đó. Cửu Thiên Thần Táng Cốc tuy nói sơn cốc, trên thực tế là một mảnh vô cùng thật lớn cương thổ, Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, có thể thấy từng chiếc rách nát bỏ hoang phương chu hài cốt. Khoảng cách gần quan sát, Diệp Thần rung động những phương chu đó to lớn, coi như chỉ còn lại có hài cốt, thoạt nhìn cũng là 10 điểm to lớn hùng vĩ, người hành tẩu tại phương chu hài cốt ở giữa, nhỏ bé như hạt bụi. Không biết đại chủ tể cái kia chiếc minh nhật phương chu, hài cốt lại ở đâu? Còn có, tòa cung điện kia, là ai kiến tạo, cái thế giới này trật tự, là ai tại trưởng quản? Diệp Thần tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, lại ngắm nhìn bầu trời phương xa, tại cực phía chân trời xa xôi, lơ lửng một tòa minh mông cung điện, cái thế giới này hiển nhiên là có trật tự tồn tại, nhưng không biết sau lưng là ai. Cửu Thiên Thần Táng Cốc đại bộ phận địa phương, bao phủ hắc ám cùng khói xám, khắp nơi hung hiểm, còn có hung thú ma vật tồn tại, Diệp Thần phóng xuất ra thiên hỏa mệnh tinh bộ phận năng lượng, trôi nổi lên đỉnh đầu, xua tan hắc ám, trấn nhiếp hung thú, hướng phía trước tiến lên. Nơi này có hung thú ma vật tồn tại, hơn phân nửa cũng có nhân tộc tồn tại. Hắc ám cùng khói xám bị xua tan, thiên cơ mạch lạc tựa hồ cũng biến thành rõ ràng một chút, Diệp Thần có thể đại khái cảm nhận được, cái thế giới này người mạnh nhất, đã đạt đến thiên đế cảnh. Mà lại, ở thời điểm này, hắn cũng đại khái cảm nhận được đại chủ tể cái kia chiếc minh nhật phương chu hải cốt hướng đi. Mặc dù không phải rất cụ thể, nhưng ít ra có một cái phương hướng, trong lòng của hắn an tâm một chút, liền hướng về hải cốt phương hướng tiến lên. Nếu như có thể thuận lợi tìm tới đại chủ tể minh nhật phương chu, thậm chí có thể được đến phía trên tồn tại cửu thiên linh thủy, cái kia Diệp Thần liền phát. Chỉ bất quá, cửu thiên thần trình táng cốc cương thổ, 10 điểm bao la, cuồn cuộn không có giới hạn, ngàn ngàn vạn vạn chiếc phương chu rơi xuống tại đây bên trong, nơi này thế mà còn lộ ra 10 điểm trống trải, Diệp Thần đoán chừng mình coi như hết tốc độ tiến về phía trước, chờ đi đến minh nhật phương chu hải cốt chỗ, cũng cần 3-4 ngày thời gian. Không ngừng tiến lên, Diệp Thần dựa vào bén nhạy cảm ứng, cũng cảm nhận được một tia ngoại giới biến động. Cổ Tinh Môn, lớn Chu gia tộc, Hồng Quân lão tổ, Tử Thần giáo đoàn, đều có người đến rồi. Thậm chí, liền Thiên Nữ cũng tới. Diệp Thần cảm giác được ngoại giới biến động, lập tức tầm mắt co rụt lại, xem ra Cửu Thiên Thần Táng Cốc bảo tàng, hoàn toàn chính xác đưa tới thế lực khắp nơi chú ý. Cánh tay ta bên trên hắc ám hạn chế, đến mau sớm giải quyết mới được. Diệp Thần sờ lên cánh tay trái của mình, tinh không trái cấm mang tới hắc ám, sẽ đối với thực lực của hắn cùng số mệnh, tạo thành không nhỏ hạn chế. Nếu như không đem hạn chế giải trừ, hắn đối mặt Cổ Tinh Môn, lớn Chu gia tộc chờ kẻ địch, có thể sẽ ăn thiệt thòi. Nghĩ triệt để giải trừ cấm chế, hắn cần đại lượng cửu thiên linh thủy. Ngay sau đó, Diệp Thần tăng thêm tốc độ, hướng về ngày mai phương Chu Hải cốt chỗ tiến đến. Trên đường đi, Diệp Thần hai bên đường, thật nhiều phương chu hài cốt, nhưng phía trên tài nguyên, đều bị vơ vét làm sạch, không có có vật gì có giá trị. Hẳn là tòa cung điện kia người, đem đồ vật đều vơ vét đi. Diệp Thần nhìn ra xa hướng phương xa trôi nổi cung điện, nội tâm âm thầm lo lắng, chỉ sợ minh nhật phương chu phía trên đồ vật, cũng bị lục soát cạo sạch sẽ. Hiện tại rất nhiều phương chu hài cốt, chỉ có những cái kia rơi xuống tại xa xôi thâm cốc, thâm uyên khe núi. Hắc ám hải vực chờ cực ác chi địa phương chu, còn có thiên tài địa bảo khí tức phát ra, đồ vật không có bị lục soát cạo sạch sẽ. Nhưng này chút phương chu hải cốt chỗ trên mặt đất, hoàn cảnh 10 điểm ác liệt, pháp tắc hỗn loạn, người khẽ dựa gần, đan điền linh khí liền sẽ chạy tán loạn, đạo tâm trật tự thậm chí cũng có sụp đổ nguy hiểm, mà lại những địa phương kia, đa số có mạnh mẽ hung thú trấn thủ, muốn lấy đến cái gì tài nguyên, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Diệp Thần không muốn lãng phí sức lực, cho nên cũng không có tự nhiên đâm ngang, cũng chỉ hướng về minh nhật phương chu hải cốt phương hướng, không ngừng tiến lên. Đi đã hơn nửa ngày, bầu trời tăm tối, trở nên càng hắc ám, khói xám cuồn cuộn,
gào thét tới, để cho người ta thấy không rõ con đường phía trước. Diệp thần cho dù có thiên hỏa mệnh tinh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng phương viên mấy bước phạm vi, vô pháp soi sáng càng sâu địa phương. Xem ra là đêm tối tới. Diệp thần âm thầm nói thầm, cảm nhận được chung quanh trở nên nồng đậm hắc ám, lại nhìn ra xa hướng phương xa, liền thấy tòa kia lơ lửng cung điện, đã không thấy được. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cửu thiên thần táng cốc đêm tối lại tới. Nơi này không có thái dương, chỉ có bạch dạ cùng đêm tối khác nhau, bạch dạ cũng là hắc ám, chẳng qua là không có đen tối như vậy, đêm tối thì là hoàn toàn đen kịt, tỉ như hiện tại, một điểm quang minh cũng không có. Đêm tối đen kịt, nồng đậm đến liền diệp thần thiên hỏa mệnh tinh, cũng chỉ có thể chiếu sáng một khối nhỏ khu vực địa phương, rõ ràng chỗ này hoàn cảnh, đến cỡ nào ác liệt. Đêm tối địa phương đáng sợ nhất, chính là chỗ này hung thú cùng ma vật, sẽ trở nên đặc biệt cuồng bạo. Bạch dạ tiến lên thời điểm, diệp thần cũng đụng phải có hung thú cùng ma vật, nhưng hắn có thiên hỏa mệnh tinh chiếu rọi, những hung thú kia ma vật có mang kiêng kỵ, chỉ cần hắn không chủ động trêu chọc, hung thú ma vật cũng sẽ không công kích hắn. Nhưng bây giờ đêm tối buông xuống, diệp thần nghe được cách đó không xa, có trận trận thú giống thanh âm, còn có ma vật trầm thấp tiếng kêu ré, không hiểu liền cảm thấy da đầu run lên. Xem ra tại đêm tối hoàn cảnh dưới, hắn thiên hỏa mệnh tinh, đã trấn nhiếp không nổi hung thú ma vật. Diệp thần thức tỉnh tinh thần, quả nhiên liền nghe đến giống một tiếng vang thật lớn, một đầu thân hình khổng lồ, hình dạng như mãnh hổ hung thú, toàn thân ma hy lấp lánh, đồng tử thiêu đốt lên hắc hỏa, theo bên cạnh trong bóng tối thoát ra, móng vuốt bổ nhào hướng diệp thần thân thể. Thiên hỏa luân hồi kiếm. May mắn diệp thần đã sớm chuẩn bị, khi nhìn đến mãnh hổ hung thú đánh tới trong nháy mắt, hắn liền cuồng nhiên huy kiếm chạm ra, đồng thời vận chuyển thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, thân kiếm nổ lên nóng rực viêm mang, xùy một tiếng, ngay tại cái kia mãnh hổ hung thú trên thân, chạm ra một đạo thật sâu vết kiếm thương. Cái kia mãnh hổ hung thú thụ thương, phẫn nộ gào thét một tiếng, đang chờ phản kích, thân thể lại quỷ dị vỡ vụn, hóa thành một chút cho tàn vẫn diệt. Đây là diệp thần luân hồi pháp hiển uy. Hắn luân hồi huyết mạch lực lượng, dung hợp thiên hỏa mệnh tinh lực lượng, cả hai kết hợp, chỉ cần cho kẻ địch tạo thành tổn thương, liền có khả năng đem địch nhân trực tiếp kéo vào thiên hỏa luân hồi luyện ngục bên trong đi, trực tiếp đốt thành tro. Ô, ngay tại diệp thần vừa mới giải quyết hết mãnh hổ hung thú, còn chưa kịp cao hứng thời điểm, một đạo đen nhánh đao luân, liền cắt vỡ không khí, hướng cổ của hắn rảo cắt tới. Này đạo đao luân, trên thực tế lại là một đầu ma vật, là sống. Phía trên có hai con ngươi. Ma vật hình dạng hơn phân nửa quái dị, Diệp thần cũng không hoảng hốt, trực tiếp vận chuyển thiên hỏa mệnh tinh đối kháng, ngọn lửa cuồng bạo theo thân kiếm bên trên chạm ra, như màu đỏ sóng cả bao trùm bao phủ, đem cái kia đao luân hình dạng ma vật, tại chỗ thiêu đến rát rát kêu thảm, hóa thành cho tàn. Mộ chủ, chỗ này hung thú ma vật nhiều lắm, ngươi vẫn là gọi Thủy Tĩnh Nguyên trở về, khiến cho hắn làm hộ vệ của ngươi, có lẽ có thể thanh tịnh một chút. Còn có, ta bắt được cực đạo ma tôn khí tức, hắn thế mà cũng buông xuống tại đây bên trong, cái này người rất nguy hiểm, so bất luận cái gì người đều nguy hiểm, người cần phải cẩn thận. Lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, quỷ đạo tổ sư nhìn thấy Diệp thần cùng ma vật vật lộn, đưa ra đề nghị của mình. Cực đạo ma tôn. Diệp thần nghe được quỷ đạo tổ sư, lập tức ngây ngẩn cả người. Theo hắn biết, cực đạo ma tôn là tinh không bỉ ngạn hỗn độn thiên ma thủ lĩnh. Ngày xưa thiên ma tinh hải khí linh, tử thần hải vương ma tôn, liền là cực đạo ma tôn một bộ huyễn tưởng thân. Tử thần hải vương ma tôn, bản thân cũng không đáng sợ là sau lưng của hắn cực đạo ma tôn, đây mới thực sự là đại khủng bố, là hỗn độn thiên ma chúa tể giả. Tử thần giáo đoàn giáo chủ thiên khải chí tôn, đối cực đạo ma tôn cũng là vô cùng sùng bái. Bây giờ nghe quỷ đạo tổ sư nói, cực đạo ma tôn thế mà buông xuống ở đây. Diệp thần tự nhiên là vô cùng giật mình. Phải biết, cực đạo ma tôn là tinh không bỉ ngạn nhân vật, tại quy tắc hạn chế dưới, hắn hẳn là không có khả năng buông xuống đến không không lúc nào không. Quỷ đạo tổ sư nói, ta chính là cảm nhận được cực đạo ma tôn khí tức, cho nên mới tỉnh lại cảnh cáo ngươi. Quỷ đạo tổ sư mặc dù theo mộ bia bên trong thức tỉnh, nhưng bởi vì hắn đạo tâm rất hỗn loạn, cho nên sau khi thức tỉnh ẩn nấp nghỉ ngơi, rất ít hiện thân. Nhưng cảm nhận được cực đạo ma tôn khí tức, hắn hiển nhiên là bị chấn động, trực tiếp hiện thân ra tới bẩm báo. Bất quá rất kỳ quái, cực đạo ma tôn thực lực, chỉ có thiên nguyên cảnh đỉnh phong,
hẳn là quy tắc hạn chế. Nhưng, ta có dự cảm, này cỗ hạn chế, hắn là có thể tùy thời đánh vỡ. Một khi hắn đột phá hạn chế, thực lực của hắn triệt để bùng nổ, vậy ít nhất phải là cái siêu phẩm thiên đế. Quỷ đạo tổ sư nói, siêu phẩm thiên đế. Diệp Thần lập tức hít sâu một hơi, siêu phẩm thiên đế là khái niệm gì, thế gian trước mắt chỉ có hai cái siêu phẩm thiên đế, cái kia chính là nguyên thiên đế hỏa hồn thiên đế. Loại cấp bậc này tồn tại, liền Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ cũng không sánh bằng. Nếu là vị kia cực đạo ma tôn, thật có thể đột phá hạn chế, bộc phát ra siêu phẩm thiên đế thực lực, vậy đối Diệp Thần tới nói, không thể nghi ngờ là kinh khủng ác mộng. Trước kia hắn đối mặt kẻ địch, vô luận cường đại cỡ nào, hắn mượn dùng đủ loại thủ đoạn, tổng là có thể miễn cưỡng đối kháng. Thực sự không được, hắn còn có bảo mệnh cùng chạy trốn thủ đoạn. Nhưng nếu là đối mặt siêu phẩm thiên đế, vậy hắn thật không biết làm sao đối kháng. E là cho dù là Nhậm Phi Phàm cùng Phật Tổ tới, đều đánh không lại siêu phẩm thiên đế, đây là siêu việt bây giờ không không lúc nào không hệ thống tu luyện siêu cấp cường giả, cực kỳ đáng sợ. Quỷ đạo tổ sư nhìn ra Diệp Thần trong mắt ngưng trọng, nhân tiện nói, mộ chủ, ngươi không cần quá lo lắng, cực đạo ma tôn thực lực hôm nay, chẳng qua là thiên nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi, hắn muốn đánh vỡ quy tắc hạn chế, bộc phát ra siêu phẩm thiên đế lực lượng, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dĩ nhiên, cái này người là nghịch thiên đại địch, không thể không phòng, ngươi mau sớm triệu hoán Thủy Tĩnh Nguyên trở về, ta đạo tâm quá hỗn loạn, rất khó đến giúp ngươi. Diệp Thần suy tư một thoáng, nói tốt, bất quá nơi này thiên cơ hắc ám, Thủy Tĩnh Nguyên nghe không được ta triệu hoán, ta phải tự mình phái người, không, phái quỷ ra ngoài tìm hắn. Nghĩ như vậy, Diệp Thần gọi ra phù quỷ mẫu xảo huyệt, từ bên trong gọi ra mấy trăm con tiểu quỷ, lại dùng huyền môn quỷ sách khu quỷ chi pháp, giao phó này chút tiểu quỷ đơn giản linh trí, khu khiến cho chúng nó ra ngoài tìm kiếm Thủy Tĩnh Nguyên. Một đám tiểu quỷ rát rát kêu một tiếng, lĩnh hội Diệp Thần mệnh lệnh, liền bốn phương tám hướng phát tán ra ngoài, tìm kiếm Thủy Tĩnh Nguyên. Diệp Thần tâm bên trong an tâm một chút, lại gọi ra Thiên Đế Kim Luân cùng Quang Minh Chi Tâm, cùng Thiên Hỏa Mệnh Tinh cùng một chỗ, thủ hộ tự thân, trấn nhiếp trong bóng tối ẩn giấu hung thú ma vật. Một đêm này, Diệp Thần không tiếp tục lọt vào hung thú ma vật tập kích, hắn an ổn nghỉ ngơi vượt qua một đêm, chờ đến ngày thứ hai, đêm tối đi qua, Bạch Dạ tiến đến, lại có thể thấy phương xa tòa kia trôi nổi cung điện thân ảnh, hắn liền tiếp tục đi đường. Tiểu quỷ nhóm còn không có tìm được Thủy Tĩnh Nguyên. Dù sao cửu thiên thần táng cốc quá bao la, Diệp Thần biết gấp gáp cũng vô dụng, duy trì thần tâm an ninh, hướng Minh Nhật Phương Chu Hải cốt phương hướng tiến đến. Đi đường đuổi đến 3-4 ngày, Diệp Thần vẫn là không tìm được Thủy Tĩnh Nguyên, nhưng đã sắp tới Minh Nhật Phương Chu Hải cốt chỗ. Cuối cùng, tại lại qua sau một ngày, Diệp Thần cuối cùng gặp được Minh Nhật Phương Chu Hải cốt. Xuất hiện tại hắn trước mắt, là một mảnh cuồn cuộn bát ngát hải dương. Vùng biển này rõ ràng là có đặc thù trật tự tồn tại, bởi vì tại cửu thiên thần táng cốc bên trong, bình thường hải dương là màu đen, Diệp Thần trước mắt biển, lại là màu xanh thẳm, đem bầu trời tăm tối đều chiếu rọi thành màu lam, 10 điểm mộng ảo. Cửu thiên thần táng cốc tại lúc mới bắt đầu nhất, hoàn toàn chính xác chẳng qua là một tòa thật to đến vô pháp đo đạc sơn cốc, nhưng theo tuế nguyệt biến thiên, hoàn cảnh nơi này đã phát sinh biến hóa, có loại trồng trọt hình tồn tại, sa mạc, thung lũng, rừng rậm, hải dương các loại. Diệp Thần trước mắt hải dương, 10 điểm cuồn cuộn, gợn sóng dậy sóng, tiếng nước cuồn cuộn. Hắn thấy Minh Nhật Phương Chu Hải cốt, liền cắm ngược ở bên trong vùng biển này, một nửa xương trên nước biển, che kín lục rêu cùng loang lổ dấu vết, một nửa khác trong nước, 10 điểm to lớn hùng vĩ, so với bình thường Phương Chu muốn lớn lớn. Mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng thiên cơ bắt phía dưới, Diệp Thần xác định cái này là Minh Nhật Phương Chu Hải cốt. Hắn nhắm mắt lại, thậm chí có thể lờ mờ thấy ngày xưa hình ảnh, Minh Nhật Phương Chu to lớn thân hạp, trong bóng đêm xuyên qua, nở rộ vô tận rực rỡ, muôn vàn cầu vồng sỏ xuyên qua, hoa vũ rực rỡ sáng lạn, tại bóng tối vô tận bên trong, Minh Nhật Phương Chu liền đại biểu cho hy vọng ngày mai, là trong bóng tối chói mắt nhất ánh dạng đông. Theo chiếc này Phương Chu rơi xuống, hết thảy hy vọng đều tan vỡ, Phương Chu kế hoạch triệt để thất bại. Này Minh Nhật Phương Chu, không biết còn sẽ có nhiều ít tài nguyên còn lại. Diệp Thần mang chờ mong cùng tâm tình kích động, trực tiếp lặn vào trong biển, linh khí hộ thể, hình thành một cái vòng bảo hộ, ngăn cách nước biển, dự định tiến vào Phương Chu nội bộ vơ vét. Nhưng,
Làm Diệp Thần lặn vào trong biển, hắn lại là mơ hồ nghe được, biển sâu phương xa truyền đến đánh nhau cùng kêu khóc thanh âm, còn có ba cỗ khí tức quen thuộc truyền đến. Cái kia ba cỗ khí tức, lại có thể là Cửu Hỏa Thương Long ba cái đệ tử, Bình Chi Hiên, Khổng Đại, Ân Phong ba người. À, nguyên lai bọn hắn tại đây bên trong. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, hải dương cuồn cuộn to lớn, Bình Chi Hiên ba người khí tức vị trí, cách hắn còn có chút xa xôi. Cái kia tiếng đánh nhau cùng tiếng la khóc, nhưng Diệp Thần có chút kỳ quái, chẳng lẽ này mảnh bên trong biển sâu, có người tồn tại. Bất quá ngẫm lại, cũng không có gì kỳ quái, bởi vì vùng biển này là màu lam, có trật tự tồn tại, trấn áp hắc ám. Đã có trật tự tồn tại, rất có thể liền đã sản sinh ra sinh linh, thậm chí sinh sôi ra văn minh. Được rồi, vẫn là đi vào trước vơ vét tài nguyên. Diệp Thần nhìn trước mắt Phương Chu hài cốt, trong lòng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, trực tiếp theo một cái buồng nhỏ trên tàu cửa sổ phá trong miệng, chui vào Minh Nhật Phương Chu hài cốt nội bộ. Minh Nhật Phương Chu nội bộ không gian, 10 điểm to lớn, Diệp Thần thần biết khuếch tán ra, tìm kiếm khả năng tồn tại tài nguyên, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, nơi này bị người lục soát thổi qua. Có người vơ vét qua nơi này. Diệp Thần sầm mặt lại, thần thức quét nhìn toàn bộ Phương Chu, nhưng không có phát hiện Cửu Thiên Linh Thủy dấu vết. Nếu có Cửu Thiên Linh Thủy tồn ở đây, hắn nhất định có thể trước tiên bắt được, nhưng bây giờ lại là không có. Lập tức, Diệp Thần thất vọng. Hắn vốn đang coi là, tìm tới Minh Nhật Phương Chu hài cốt về sau, liền có thể đạt được Cửu Thiên Linh Thủy, lại không nghĩ rằng rất nhiều tài nguyên, đều bị người lục soát cạo sạch sẽ. Cẩn thận tìm kiếm phía dưới, Diệp Thần chỉ ở một chỗ buồng nhỏ trên tàu nhà kho trong góc, tìm được một đống nhỏ khoáng thạch, này loại khoáng thạch gọi hải dương thạch. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, lập lòe ánh sáng nhu hòa, là chế tạo pháp khí chất lượng tốt tài liệu. Cũng chỉ có như thế điểm tài liệu, lấy ra chế tạo bất hủ phong bia đều không đủ a. Diệp Thần lắc đầu, hắn nghĩ muốn rèn đúc đồ vật nhiều lắm, bất hủ phong bia, thiên quang trục nhật hào phương chu, rừng rậm sách, luân hồi hướng thế sách các loại, đều cần đại lượng tài nguyên. Nhưng Minh Nhật Phương Chu bên trong tài nguyên, đều không khác mấy bị người lục soát cạo sạch sẽ. Lưu cho Diệp Thần, chỉ có chút cặn bã rác rưởi. Hắn đem trước mắt hải dương thạch thu, trực tiếp lấy ra đúc nóng vào luân hồi thiên kiếm bên trong, thoáng tăng lên một thoáng luân hồi thiên kiếm phong mang, nhưng cũng chỉ thế thôi, thu hoạch cũng không lớn. Diệp Thần hơi có chút nản lòng thoái chí, theo Minh Nhật Phương Chu bên trong ra tới, nhìn xem chiếc này khổng lồ thuyền lớn, nhớ tới đại chủ tể nhắc nhở. Đại chủ tể nói qua, nếu là Diệp Thần phát hiện Phương Chu hải cốt, liền đem Phương Chu mang về cho hắn. Ngay sau đó, Diệp Thần linh khí hóa thành từng đầu sợi tơ, quấn chặt lấy thân thuyền, dự định đem Phương Chu lấy đi. Nhưng tiếp theo sát, hắn liền thấy, phương trên đò truyền ra trận trận cấm chế lực lượng, tại ngăn trở hắn thu lấy. Cỗ này cấm chế. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, liền thấy thân thuyền nở rộ cấm chế hào quang, hình thành một đạo cây hình dáng đổ đằng, cùng lực lượng của hắn đối kháng. Cỗ này cấm chế cũng không là Phương Chu tự mang, mà là người ngoài gia trì, dấu vết còn vô cùng mới. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được, cái kia cây hình dáng đồ đằng cấm chế, thế mà cùng chỉnh phiến hải dương địa mạch tương liên, sau lưng tựa hồ có một đạo mạnh mẽ trật tự, đang trấn áp hết thảy. Coi như là Diệp Thần, muốn đánh vỡ cỗ này cấm chế, chỉ sợ cũng là vô cùng gian nan. Cấm chế năng lượng đầu nguồn, tựa hồ tại bên này. Diệp Thần tầm mắt chuyển động, nhìn về phía biển sâu một chỗ hướng đi. Cửu Hỏa Thương Long ba cái đệ tử, Bình Chi Hiên, Ân Phong, Khổng Đại đám ba người, khí tức của bọn hắn, cũng là theo cái phương hướng này truyền ra. Này sau lưng, thậm chí còn có trận trận tiếng đánh nhau cùng thê lương gào khóc kêu thảm. Diệp Thần tâm đầu khẽ động, hướng về biển sâu bay vút đi, phá vỡ tầng tầng sóng nước, lập tức bay lượn ngàn dặm, tại hắc ám u lam trong biển sâu, trước mắt hắn xuất hiện một màn kỳ quan. Thấy được một gốc vô cùng to lớn cây san hô. Diệp Thần chưa từng thấy qua, khổng lồ như vậy cây san hô, sợ là có ngàn trượng cao, sinh mệnh lực chi tùm hừng hực, làm cho người rung động. Cái kia gốc cây san hô, cao ngất khổng lồ, phảng phất dung hợp hải dương sinh mệnh vẻ đẹp cùng thần bí, để cho người ta tâm trí hướng về. Nó thân cành cùng lá cây không phải do vật liệu gỗ cấu thành, mà là do vô số gốc mềm mại san hô tạo thành, thân cây là màu hồng san hô tường. Trên tán cây là khổng lồ, hoa lệ, lộ đầy vẻ lạ san hô đóa hoa, hiện ra rất nhiều rực rỡ màu sắc.
Tại cây san hô chung quanh, đủ loại loại cá, ốc biển, loài cua cấp sinh vật xuyên qua trong đó, mỹ lệ kỳ huyễn, tựa như mộng cảnh. Diệp Thần chỉ nhìn thoáng qua, liền có thể xác định, Minh Nhật Phương Chu bên trên cấm chế đầu nguồn, liền là nguồn gốc từ này gốc to lớn cây san hô. Minh Chi Hiên, Ân Phong, Khổng Đại ba người kia, khí tức liền tại phụ cận. Hắc hắc, cô nàng, chạy đi nơi nào, nội khố chìa khóa giao ra. Đúng lúc này, Diệp Thần nghe được một hồi âm thanh chói tai. Liền thấy ba đạo thân ảnh, hai truy vừa trốn, tới lúc gấp rút nhanh hướng về phương hướng của hắn bay vụt tới. Ở phía trước chạy trối chết, là một nữ tử, nói đúng ra, lại có thể là một đầu mỹ nhân ngư. Nàng nửa người trên là hình người, nửa người dưới lại là đuôi cá, da thịt tuyết trắng tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, đường cong say lòng người, trên thân cũng không có mặc quần áo, chẳng qua là dùng hai khối trắng noãn vỏ sò, che lại trọng yếu vị trí, mảnh lớn mảnh nhỏ da thịt tuyết trắng, hoàn mỹ trần lộ ra. Nàng mặt mũi tràn đầy lúng túng hoảng hốt, đang chạy trối chết. Đuổi theo ở sau lưng nàng hai người, lại không có cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ, trong tay không ngừng tuôn ra thuật pháp cùng kiếm khí, chạm phá tầng tầng sóng nước, muốn đưa nàng liều mạng. Nữ tử chật vật tránh né, trên thân đã có không ít vết thương. Diệp Thần tập trung nhìn vào, cái kia hai cái kẻ đuổi giết, chính là Khổng Đại cùng Ân Phong hai người. Hình dạng của bọn hắn, so với trước đây, quả thực là biến thiên, toàn thân phục trang đẹp đẽ, vô cùng hoa lệ. Trên người bọn họ, đều là ăn mặc hoa lệ chiến bào, phía trên khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch. Trên đầu mang theo vũ quan, thần hy sáng chói, là phi thường chân quý pháp bảo. 10 ngón tay, mỗi một cây đều mang theo bảo thạch giới chỉ, một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Trên đai lưng mặt, cũng là tinh không bảo thạch khảm nạm, trong tay chỗ cầm kiếm, chất liệu phi phàm, rèn kiếm sử dụng tài liệu, tựa hồ cũng lập lòe tinh không hào quang, mỹ lệ dị thường. Diệp Thần nhìn xem Ân Phong cùng Khổng Đại, nghĩ thầm, hai người này từ nơi nào được đến nhiều như vậy bảo bối. Ân Phong cùng Khổng Đại hai người, xa xa thấy Diệp Thần, sửng sốt một chút, sau đó kinh hỉ kêu lên, luân hồi chi chủ, nhanh ngăn lại nàng. Cái kia bị đuổi giết mỹ nhân ngư nữ tử, nghe được luân hồi chi chủ bốn chữ, kinh ngạc vạn phần nhìn xem Diệp Thần, lập tức choáng váng, thân thể cứng đờ, sững sờ tại chỗ, không tiếp tục chạy trốn. Ân Phong hắc hắc cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay biểu chạm ra một đạo kiếm khí bén nhọn, liền muốn đem mỹ nhân kia cá nữ tử giết chết. Diệp Thần nhướng mày, tiện tay ngăn lại kiếm khí, hỏi chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì rồi? Ân Phong cười nói, luân hồi chi chủ, chúng ta phát tài, này mảnh hải lý có một mảnh giao trì cung, bên trong có một đám mỹ nhân ngư, giống như là bị dưới người nguyền rủa, tu vi đều không có vượt qua thần đạo cảnh, liền là một đám đợi làm thịt cừu non. Này mảnh hải lý rất nhiều bảo tàng, đều bị đám kia mỹ nhân ngư lấy đi, chỉ cần làm thịt các nàng, bảo tàng chính là của chúng ta. Ha ha! Vừa chỉ Diệp Thần trước người mỹ nhân kia cá nữ tử, cô nàng này là giao chỉ cung thánh nữ, trên tay nàng có bảo tàng nội khố chìa khóa, chỉ cần giết nàng, cầm tới chìa khóa, mở ra nội khố, chúng ta có khả năng cướp được càng nhiều bảo tàng, ha ha! Khổng Đại nói ra, đúng vậy a, luân hồi chi chủ, nơi này quả nhiên khắp nơi đều có bảo tàng, ha ha ha. Hai người thần sắc vô cùng hưng phấn, tràn đầy cuồng nhiệt. Diệp Thần chau mày, xem bộ dáng của hai người, bọn hắn hiển nhiên là cướp được không ít bảo tàng, cho nên toàn thân phục trang đẹp đẽ. Có thể mang ta đi nhìn một chút. Diệp Thần trầm giọng hỏi, hắn nghĩ đến Minh Nhật Phương Chu bên trong bảo tàng tài nguyên, cũng hẳn là bị giao chỉ cung lấy đi. Giao chỉ cung trong bảo khố, có lẽ có hắn mong muốn cửu thiên linh thủy. Có khả năng, có thể. Ân Phong liên tục gật đầu, Diệp Thần thân phận đặc thù, chính là luân hồi chi chủ, hắn tự nhiên cũng phải cấp mặt mũi, không dám tùy tiện mạo phạm. Mỹ nhân kia cá nữ tử thấy Diệp Thần cùng Ân Phong hai người tựa hồ là cùng một bọn, lập tức yên lặng rơi lệ. Diệp Thần thản nhiên nói, cô nương đừng lo lắng, ta sẽ không lung tung đả thương người. Nữ tử kia ngẩn ngơ, có chút mờ mịt. Ân Phong cười hắc hắc nói, luân hồi chi chủ là quân tử người, đại nhân đại nghĩa, bất quá chúng ta này chút xuất thân hồn tộc, cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Cô nàng này nếu là không cái chìa khóa giao ra, cái kia còn giữ nàng tính mệnh làm gì? Xiết dứt khoát. Nữ tử kia nghe Ân Phong đe dọa, đầy mắt bối rối e ngại, kiều khu hơi hơi phát run, bản năng đi theo Diệp Thần bên người.
Diệp Thần nói, các ngươi trước mang ta đi cái kia giao chỉ cung nhìn một chút. Ân Phong cười nói, đúng, luân hồi chi chủ, thỉnh, cái kia giao chỉ cung liền tại phụ cận không xa. Làm cái mời dấu tay xin mời. Diệp Thần gật gật đầu, hiện tại mang theo nữ tử kia, đi theo Ân Phong cùng Khổng Đại, đi tới giao chỉ cung. Tại cái kia gốc cao ngàn trượng to lớn cây san hô phía dưới, chân châu tô điểm, xây dựng lấy một tòa cung điện hùng vĩ, đó chính là giao chỉ cung. Giao chỉ cung là một tòa mỹ luân mỹ hoán biển sâu cung điện, do san hô, vỏ sò, chân châu cùng với đủ loại bảo thạch tạo thành, cung điện tường ngoài bảy biển ra xanh tươi ướt át, sóng gợn lăn tăn đáy biển kỳ cảnh, phảng phất là ở trong nước biển nở rộ một đóa tươi đẹp đóa hoa. Trong cung điện bộ trang trí hoa lệ, trên vách tường khảm nạm lấy vô số bảo thạch, sinh vật biển cùng đáy biển thực vật điêu khắc trang trí trong đó. Diệp Thần tầm mắt quét qua, liền thấy giao chỉ cung bên trong, khắp nơi nhuốm máu, không ít mỹ nhân ngư phơi thây tại chỗ, tử trạng thảm liệt, nhìn thấy mà giật mình. Một người mặc hoàng kim đế bào nam tử, quanh thân trôi nổi bao quanh từng kiện pháp bảo, bảo đao bảo kiếm, thương kích bảo tháp, dây thừng phi xiên, thiên châu thần thương các loại, cực điểm hoa lệ quang thải. Ngồi tại một tấm bảo thạch khảm nạm vương tọa bên trên, chính là Bình Chi Hiên. Tại Bình Chi Hiên vương tọa điện dưới bậc, rất nhiều may mắn còn sống sót mỹ nhân ngư nữ tử, run lẩy bẩy, cúi đầu phủ phục, như một đám đợi làm thịt cừu non, hoàn toàn không dám nói lời nào. Bình Chi Hiên chau mày, mang theo uy nghiêm cùng tức giận, tựa hồ tại chờ đợi cái gì, nhìn thấy Ân Phong cùng Khổng Đại trở về, lập tức hai con ngươi sáng lên, nhưng nhìn thấy phía sau Diệp Thần. Sắc mặt hắn lại là chìm xuống, theo vương tọa bên trên đứng dậy. Bình đại ca, chúng ta trở về. Ân Phong hào hứng bước vào giao chỉ cung, trực tiếp dẫm qua mấy cỗ mỹ nhân xác cá, này chút mỹ nhân ngư đều là bọn hắn giết. Bọn hắn xuất thân hắc ám hồn tộc, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn lãnh khốc. Luân hồi chi chủ cũng tới. Bình Chi Hiên vẻ mặt không dễ nhìn lắm. Ân Phong nói, đúng vậy a, trên đường gặp phải, cô nàng này cũng bắt trở lại. Chỉ cái kia giao chỉ cung thánh nữ. Bình Chi Hiên gật gật đầu, nói, bắt trở lại liền tốt, chẳng qua là luân hồi chi chủ là quân tử người, chúng ta lạm sát rất nhiều vô tội, hắn sợ là muốn trách tội. Diệp Thần nhìn thấy đầy tòa cung điện, khắp nơi nhuốm máu, nhìn thấy mà giật mình, trầm giọng nói, nếu biết là vô tội, vậy còn lạm sát. Bình trong Chi Hiên cười ha ha, bỗng nhiên vươn tay, trong lòng bàn tay nắm thành quyền, nói, luân hồi chi chủ. Ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Diệp Thần không rõ ràng cho lắm, nói cái gì. Bình Chi Hiên bỗng nhiên trở tay buông ra, theo trong lòng bàn tay nổ bắn ra một đạo phi kiếm tinh mang, kiếm mang như thiểm điện phích lịch, phá vỡ sóng biển chém thẳng hướng Diệp Thần, sát phạt sắc bén vô cùng, chém thẳng Diệp Thần cổ. Lần này nổi lên biến cố, Diệp Thần, Ân Phong, Khổng Đại đám người, còn có toàn trường hết thảy mỹ nhân ngư, đều là kinh hãi. Diệp Thần trải qua sát phạt, gặp nguy không loạn, mắt thấy phi kiếm kia tinh mang thuấn sát mà tới, hắn cong ngón búng ra, một khối hòn đá nhỏ bay ra, đó chính là tinh hằng chi thạch, thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ. Cong! Tinh hằng chi thạch hào quang biến hóa, thần giáp mệnh tinh năng lượng bùng nổ, hóa thành một khối bọc thép tấm chắn, ngăn trở Bình Chi Hiên đánh giết mà đến phi kiếm. Bình đại ca, ngươi! Ân Phong cùng Khổng Đại hai người thất kinh. Không nghĩ tới Bình Chi Hiên lại đột nhiên ra tay đánh giết Diệp Thần. Các ngươi hai cái đồ đần đột, mang luân hồi chi chủ tới, thêm một người chia phần bảo tàng, người có bao nhiêu thứ có khả năng điểm. Huống hồ đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, chúng ta cùng hắn là người một đường. Hừ, nhanh chóng hợp lại giết hắn, đem trên người hắn luân hồi pháp bảo cũng nuốt. Bình Chi Hiên hừ một tiếng, toàn thân từng kiện đao kiếm thương kích, bảo tháp thiên châu trở pháp bảo bắn ra. Thần quang bùng nổ, phô thiên cái địa oanh sát hướng Diệp Thần. Ân Phong cùng Khổng Đại ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Bình Chi Hiên muốn hạ sát thủ. Phải biết, Diệp Thần có thể là luân hồi chi chủ A, khí vận bàng bạc, hai người bọn họ trong lòng, đều không có dám đối kháng ý tứ. Luân hồi thần giáp, thái thản tinh đấu quyền, phá. Diệp Thần thấy Bình Chi Hiên rất nhiều pháp bảo oanh đến, lập tức điều động tinh hằng chi thạch mảnh vỡ, hóa thành từng mảnh bọc thép. Bao trùm tại trên nắm tay, hắn nắm đấm kim giáp bao trùm, chiến lực bão táp, một chiêu thái thản tinh đấu quyền, mang theo hung mãnh vô cùng lực lượng, ầm ầm một tiếng, liền đem Bình Chi Hiên rất nhiều pháp bảo, toàn bộ đánh lui. Bình Chi Hiên sầm mặt lại, lui lại hai bước, hướng về phía Khổng Đại cùng Ân Phong quát,
các ngươi hai cái phế vật còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh chóng cùng ta hợp lại. Ân Phong ngốc ngốc nói, Bình đại ca, cái kia. Đây chính là luân hồi chi chủ a. Bình Chi Hiên hừ một tiếng, nói, luân hồi chi chủ lại như thế nào, chúng ta phải đến nhiều như vậy pháp bảo, thực lực bão táp, chẳng lẽ còn không đánh lại hắn. Tại Giao Chỉ Cung bên trong, Bình Chi Hiên vơ vét đến đại lượng pháp bảo, này chút pháp bảo có thể cho lực chiến đấu của hắn, mang đến to lớn tăng thêm. Ân Phong cùng Khổng đại tướng liếc mắt một cái, nghĩ thầm quái thiên đế lại không tại Diệp Thần bên người, Diệp Thần tu vi nói cho cùng chẳng qua là thần đạo cảnh 6 tầng trời, bọn hắn bây giờ không có sợ hãi đạo lý. Bình đại ca nói đúng. Ân Phong cùng Khổng đại hai người trong mắt lập tức toát ra sát khí, cùng nhau ngự kiếm chảm ra, hai đạo phi kiếm thần mang phá giết, cuốn lên sóng biển, nổ lên kinh đào, vô cùng hung mãnh chém về phía Diệp Thần. Các ngươi coi là được chút pháp bảo, liền có tư cách dung chuyển ta. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Diệp Thần nở nụ cười, coi như hắn hiện tại cánh tay trái chịu hắc ám hạn chế, nhưng muốn đối phó Bình Chi Hiên ba người, lại không phải việc khó gì. Thiên đế trảm long quyết. Diệp Thần luân hồi thiên kiếm tế ra, nhất kiếm mang theo thánh nhân trật tự, như thiên đế trảm long, lăng lệ bá đạo, cuồng ngạo vô cùng, chanh một tiếng, đem Ân Phong cùng Khổng đại hai người chém tới phi kiếm, trực tiếp đánh rơi. Đại mộ thần hỏa kiếm. Sau đó, Diệp Thần kiếm phong bên trên nổ lên thiên hỏa liệt diễm, lại bộc phát ra thiên táng đại mộ hung mãnh kiếm ý, trực tiếp đem nước biển đều bốc hơi, nhất kiếm hung hãn vô địch bao phủ hướng Bình Chi Hiên. Bình Chi Hiên biến sắc, Diệp Thần mặt ngoài tu vi tuy là thần đạo cảnh 6 tầng trời, nhưng chỗ bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng, khiến cho hắn cái này thiên nguyên cảnh võ giả, cũng vì thế mà chấn động. Hồng Mông Thiên Kim hỗn độn thể, mở. Trong lúc nguy cấp, Bình Chi Hiên quát to một tiếng, siêu phàm nguyên thể mở ra, trên người hắn nở rộ từng sợi hồng mông tử khí, thể chất trở nên hỗn độn thiên kim mạnh mẽ. Đinh! Diệp Thần nhất kiếm chém giết tới, chạm tại Bình Chi Hiên trên thân thể, lại phảng phất chém trúng tường đồng vách sắt, phát ra tiếng vang lanh lảnh, thậm chí bay làm bắn ra hỏa tinh. Ngô! Bình Chi Hiên kêu lên một tiếng đau đớn, hơi có chút chật vật lui lại, mặc dù dựa vào siêu phàm nguyên thể cường độ, ngăn trở Diệp Thần nhất kiếm, nhưng Diệp Thần kiếm khí bên trong ẩn chứa nóng rực kiếm thế, vẫn là để cho hắn ngũ tạng lục phủ bốc lên, khó chịu không thôi. Cái này là hoàng đồ hồn tộc siêu phàm nguyên thể, có chút môn đạo, đáng tiếc ngươi thể chất, còn chưa đủ viên mãn. Diệp Thần tầm mắt nhìn chằm chằm Bình Chi Hiên cái kia hồng mông tử khí vần quanh, ẩn hiện kim quang thân thể, cũng là cảm nhận được cái kia thể chất bất phàm. Đó là hoàng đồ hồn tộc đặc hữu siêu phàm nguyên thể, gọi hồng mông thiên kim hỗn độn thể, mở ra hậu thân như hỗn độn thiên kim, hồng mông tử khí bảo hộ, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, phi thường cường hãn. Hoàn mỹ trạng thái dưới hồng mông thiên kim hỗn độn thể, là đủ để đưa thân chư thiên 10 vị trí đầu mạnh mẽ thể chất, bất quá Bình Chi Hiên thể chất, pháp tắc có chỗ tàn khuyết, cũng không phải là hoàn mỹ. Lúc trước cũng chính bởi vì thể chất tàn khuyết, cho nên hắn cùng Khổng đại, Ân Phong ba người, mới có thể phản bội chạy trốn ra hoàng đồ hồn tộc, đầu phục cửu họa thương long. Ai nói ta thể chất không viên mãn, pháp bảo hiến tế, hồng mông về hợp, hoàn mỹ thân thể, như thần đích thân tới. Bình Chi Hiên hừ một tiếng, vung tay lên. Trên người hắn rất nhiều pháp bảo, lập tức ào 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 bay ra, từng kiện bị hiến tế đi, toát ra thao thiên thần mang, rực hà cuồn cuộn. Cái kia rất nhiều pháp bảo hiến tế sinh ra năng lượng, toàn bộ đúc nóng vào Bình Chi Hiên bên trong thân thể của hắn rung động ầm ầm, màu vàng kim lôi quang nổ tung, cái kia hồng mông thiên kim hỗn độn thể, cũng là theo pháp tắc tàn khuyết trạng thái, triệt để lột xác thành viên mãn. Viên mãn trạng thái dưới hồng mông thiên kim hỗn độn thể, trên da có từng cái đạo văn, mỗi một cái đạo văn đều là lóng lánh đại đạo hào quang, sáng chói chói mắt, biểu lộ ra ra mênh mông lực lượng. Nước biển chung quanh, tại Bình Chi Hiên nhưng mạnh mẽ siêu phàm uy áp dưới, như sấm sét mãnh liệt, kinh đào cuồn cuộn, cả tòa hải dương đều tại động đất. Bình đại ca, Ân Phong cùng Khổng đại hai người, thấy siêu phàm thuế biến viên mãn Bình Chi Hiên, lập tức hít sâu một hơi, thật sâu thấy người sau mạnh mẽ cùng khủng bố. Luân hồi chi chủ, như thế nào? Ta cũng muốn nhìn một chút, người muốn làm sao cùng ta đấu? Bình Chi Hiên nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười, nếu như là bình thường trạng thái dưới, hắn tự nhiên là không dám khiêu chiến Diệp Thần. Nhưng bây giờ, dựa vào rất nhiều pháp bảo hiến tế, hắn siêu phàm thể chất,
mạnh mẽ thuế biến viên mãn, lực lượng tăng lên dữ dội, mặc dù đối mặt Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, hắn cũng không sợ chút nào. Oanh! Bình Chi Hiên một quyền oanh sát mà ra, hồng mông tử khí toàn bộ lột xác thành kim quang, kinh thiên kim quang theo hắn nắm đấm bùng nổ, bẻ gãy nghiền nát, tựa như muốn xỏ xuyên qua toàn bộ thế giới, mãnh liệt hướng Diệp Thần đầu ném tới. Diệp Thần sầm mặt lại, cũng là cảm nhận được Bình Chi Hiên mạnh mẽ, mong muốn dễ dàng chiến thắng lời, hắn trừ phi là triệu hoán huyết long, tiểu cấm yêu, thân hạc, quỷ đạo tổ sư chờ trợ lực. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần sẽ không mượn dùng bên ngoài lực lượng, chỉ có dựa vào tự thân chiến đấu, mới có thể đạt được chân chính trưởng thành. Thiên hỏa thần giáp, thủ hộ. Diệp Thần ứng biến cấp tốc, thiên hỏa mệnh tinh cùng thần giáp mệnh tinh năng lượng dung hợp, từng khối bọc thép mảnh vỡ nổ lên liệt diễm, xây dựng thành một mặt thiên hỏa tấm chắn, cản trước người. Tại thiên hỏa mệnh tinh dung hợp về sau, này mặt tấm chắn lực phòng ngự, tăng lên rất nhiều, Bình Chi Hiên kinh thiên một quyền oanh đến, đánh cho tấm chắn kịch liệt chấn động, nhưng cũng không thể oanh phá. Tấm chắn sau Diệp Thần, dựng thẳng lên thiên kiếm, ánh mắt sắc bén, đang nổi lên một vệt kinh thiên kiếm ý. Đó là thiên đấu lớn đổ kiếm kiếm ý. Đối mặt mãnh liệt như vậy Bình Chi Hiên, Diệp Thần cũng biết, nhất định phải vận dụng át chủ bài sát chiêu, mới có cơ hội đem đối phương chém giết. Hắn chuẩn bị vận dụng, liền là thiên đấu lớn đổ kiếm. Thiên đấu lớn đổ kiếm, có thể nói là trừ chỉ thủy kiếm đạo bên ngoài, sắc bén nhất kinh khủng nhất kiếm, coi như là trước mắt nhất kiếm, thi triển một kiếm này, cũng không cách nào làm đến thuấn phát, cần thời gian ấp ủ kiếm ý. Oanh long long, thiên đấu lớn đổ kiếm kiếm ý đang nổi lên, Diệp Thần quanh thân nước biển kịch liệt sôi trào lên, một cỗ kinh khủng tàn sát sát ý, đang điên cuồng lan tràn, làm cho toàn trường người hoảng hốt thất sắc. Đây là, thiên đấu lớn đổ kiếm, mau ngăn cản hắn, đừng để hắn sử dụng ra một kiếm này. Bình Chi Hiên cực kỳ chấn sợ, cuồng bạo vung đầu nắm đấm, hướng về Diệp Thần nện như điên mà đi. Khổng Đại cùng Ân Phong hai người, cũng là thấy không ổn, vội vàng một trái một phải, ngự kiếm phân biệt đâm về phía Diệp Thần. Diệp Thần thân thể lù lù bất động, hoàn toàn không làm né tránh, chỉ điên cuồng ấp ủ thiên đấu lớn đổ kiếm kiếm ý. Phanh phanh phanh, Bình Chi Hiên oanh sát mà đến nắm đấm, toàn bộ bị Diệp Thần thiên hỏa thần thuẫn ngăn trở. Cái kia tấm chắn tự mang thủ hộ khí, vì Diệp Thần cung cấp toàn phương vị phòng hộ, theo hai bên huy kiếm đâm tới Khổng Đại Ân Phong hai người, mũi kiếm phảng phất chạm đến một cỗ kiên cố tường khí, hoàn toàn không cách nào thương tới Diệp Thần thân thể. Cái này là thần giáp mệnh tinh lợi hại, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, mà lại là 360 độ không góc chết phòng ngự, thậm chí liền đạo tâm tinh thần đều có thể chấn thủ. Bình Chi Hiên ba người thấy vô pháp kích phá phòng ngự, cũng ngăn không được Diệp Thần kiếm ý ấp ủ, vẻ mặt dồn dập trở nên tái nhợt. Nhưng ngay lúc này, Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể một cái lảo đảo, suýt chút nữa thì té ngã, trên cánh tay trái có từng tia từng sợi khói đen toát ra. Nguyên lai lại là cái kia tinh không trái cấm hắc ám phát tác. Ban đầu, cỗ này hắc ám, hắn một mực áp chế, nhưng bây giờ phải vận dụng thiên đấu lớn đổ kiếm, khí tức liên lụy quá lớn, trái cấm hắc ám cũng là tùy theo phát tác, một cỗ vô biên vô tận lớn khí tức khủng bố, tựa như ác mộng hướng Diệp Thần cuốn tới. Đó là tinh không sa đọa ác mộng hắc ám, đủ để yên diệt người tinh thần linh hồn. Diệp Thần kiếm ý ấp ủ đi đầu, đối mặt cỗ này hắc ám trùng kích, cũng là thấy áp lực to lớn, trong óc giống như muốn bị xé nứt. Thần giáp mệnh tinh, thủ hộ tinh thần. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần thôi động thần giáp mệnh tinh năng lượng, phải bảo vệ đạo tâm. Treo lơ lửng ở trước mặt hắn thiên hỏa tấm chắn, hóa thành một đạo lưu quang, biến thành một khối giáp mảnh, lạc ấn tại hắn trên trán, thủ hộ hắn tinh thần linh hồn. Tại đây khối thần giáp thủ hộ dưới, Diệp Thần tinh thần lập tức khôi phục lại, ngăn trở tinh không sa đọa hắc ám trùng kích. Nhưng, tinh thần là bảo vệ, Diệp Thần thân thể không có phòng hộ, trong nháy mắt liền lọt vào Bình Chi Hiên ba người công kích mãnh liệt. Thao thiên kim quang quyền ảnh, từng đạo phi kiếm thần mang, mưa sa bão táp khuynh tả tại Diệp Thần trên thân. Cuồng bạo công sát, làm cho Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất, ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xiết mà ra. Rất nhiều vây xem mỹ nhân ngư nhóm, nhìn thấy một màn này, đều là kinh hô lên. Đôi mắt bên trong tràn đầy đau thương vẻ tuyệt vọng. Bình Chi Hiên mặt mũi tràn đầy mừng như điên, cười ha ha, nói cái gọi là luân hồi chi chủ, cũng chỉ đến như thế.
Hắn nhanh chân đi đến Diệp Thần trước mặt, một cước nâng lên, liền muốn sống sờ sờ đem Diệp Thần giẫm chết. Ngã trên mặt đất, đã bị trọng thương Diệp Thần, lại không có chút nào phản kháng. Mắt thấy Bình Chi Hiên chân, liền muốn đạp trúng Diệp Thần, nhưng lúc này, một hồi mãnh liệt phù vù âm thanh, bỗng nhiên nổ vang, theo Diệp Thần trên thân thể, theo hắn mỗi một đầu tóc, mỗi một cái trong lỗ chân lông, đúng là nổ bắn ra từng đầu huyết sắc kiếm khí. Ngàn ngàn vạn vạn đầu huyết sắc kiếm khí, mang theo đáng sợ sát lục ý niệm, chu diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, trảm phạt hết thảy, muốn làm chư thiên phá diệt, khiến cho càn khôn thành khư, muốn cho hết thảy thời gian cùng không gian, đều ép diệt thành bụi trần. Đây là thiên đấu lớn đồ kiếm kiếm khí. Diệp Thần mặc dù gặp trọng kích ngã xuống không đất, nhưng ở tối hậu quan đầu, thiên đấu lớn đồ kiếm kiếm ý, cũng là triệt để ấp ủ hoàn thành. Kiếm ý hóa ngàn vạn, diễn biến thành ngàn ngàn vạn vạn đầu huyết sắc kiếm khí, theo Diệp Thần quanh thân mỗi một cái góc bạo trảm mà ra, một màn này thực sự quá kinh khủng, vô số kiếm khí phảng phất đem trọn cái hải dương đều lập tức xé rách, kiếm khí màu đỏ ngòm đem hải dương nhuộm thành đáng sợ màu đỏ. Phốc xích phốc xích, từng đạo huyết sắc kiếm khí, quán xuyên Bình Chi Hiên thân thể. Cái kia hồng mông thiên kim hỗn độn thể, vô cùng cứng rắn thể chất, tại thiên đấu lớn đổ kiếm kiếm khí phía dưới, liền uyển như giấy mỏng yếu ớt, lập tức liền bị đánh xuyên. Toàn thân bị xuyên thủng vô số cái lỗ thủng Bình Chi Hiên, trong miệng máu tươi cuồng phún, kêu thảm một tiếng bị mạnh mẽ kiếm khí bắn ra bay rớt ra ngoài. Đến ở bên cạnh Khổng Đại cùng Ân Phong hai người, tại ngàn ngàn vạn vạn đầu huyết sắc kiếm khí xuyên thấu dưới, càng là trong nháy mắt bị chém giết thành hư vô, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, một điểm cho cốt đều không có để lại, chết đến mức không thể chết thêm. Bình Chi Hiên thân thể cũng bị chém vỡ, nhưng tu vi của hắn nội tình, so với Khổng Đại Ân Phong hai người cường hãn rất nhiều, có một luồng linh hồn bay ra, còn chưa có chết tuyệt, vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Thần liếc mắt, sau đó cấp tốc bỏ chạy mà đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái kia cuồng bạo chém bay huyết sắc kiếm khí, mới chậm rãi dừng xuống tới. Giao Chỉ Cung bên trong rất nhiều mỹ nhân ngư, ngốc ngốc nhìn xem trọng thương Diệp Thần, không biết làm sao. Nhanh cứu người, dẫn hắn đi sinh mệnh con cây. Một đầu mỹ nhân ngư ra tới, lớn tiếng kêu lên, là cái kia Giao Chỉ Cung thánh nữ. Một đám mỹ nhân ngư cuống quýt đỡ dậy Diệp Thần, mang theo hắn tới đến Giao Chỉ Cung trung ương cây san hô xuống. Cao ngàn trượng cây san hô, toát ra doanh doanh hào quang, hà thải lưu chuyển, linh khí dồi dào. Làm trọng thương Diệp Thần tới gần, cái kia cây san hô liền phóng xuất ra từng sợi thần quang, rơi xuống Diệp Thần trên thân. Diệp Thần đạt được cây san hô thần quang tẩm bổ, giống như bị khốn trong sa mạc người, đạt được một ngụm nước, chỉ một thoáng sảng khoái tinh thần. Hắn mở mắt, thấy chung quanh rất nhiều mỹ nhân ngư, tinh thần thoáng khôi phục. Mỹ nhân kia ngư thánh nữ gặp hắn tỉnh, lập tức mừng rỡ, móc ra một cái chìa khóa, giao cho tả hữu thị nữ, nói, nhanh đi nội khố nắm cửu chuyển tinh linh viên lấy ra, cho luân hồi chi chủ chữa thương. Tả hữu mỹ nhân ngư lập tức kinh ngạc, rõ ràng cái kia cửu chuyển tinh linh viên không phải cái gì bình thường đồ vật. Thánh nữ nói, nhanh đi. Tả hữu mỹ nhân ngư thấy thế, lên tiếng, cầm chìa khóa, đi tới Giao Chỉ Cung bảo khố. Giao Chỉ Cung bảo khố, kỳ thật liền kiến tạo tại cây san hô nội bộ. Này cây san hô có cao ngàn trượng, 10 điểm to lớn, bên trong xây dựng lấy tầng tầng cung điện, rất nhiều bảo tàng chất đống ở bên trong. Bảo khố lớn cửa vừa mở ra, Diệp Thần mở mắt xem xét, liền thấy bên trong có vô số thiên tài địa bảo, phục trang đẹp đẽ, còn thật nhiều mang theo tinh quang nguyên ngọc, bất quá có đại lượng phá hư dấu vết, hiển nhiên là bị Bình Chi Hiên ba người lãng phí qua. Tại trong bảo khố, còn có một cái hoàng kim cửa lớn, đó là nội khố cửa lớn. Hai cái mỹ nhân ngư cầm chìa khóa, mở ra nội khố bên trong chân bảo khoáng thạch càng nhiều, còn thật nhiều dược liệu, chỉ là ngửi được những dược liệu kia mùi, Diệp Thần liền thấy tâm thần thanh thản, thương thế giống như cũng khôi phục một chút. Chỉ chốc lát sau, hai cái mỹ nhân ngư bưng lấy một bình đan dược ra tới, giao cho thánh nữ. Thánh nữ đổ ra một khỏa óng ánh sáng long lanh, mơ hồ hiện ra tinh không thần ánh sáng đan dược, nhét vào Diệp Thần trong miệng, nói khẽ, luân hồi chi chủ. Người uống vào viên này cửu chuyển tinh linh viên, thương thế liền có thể tốt. Diệp Thần theo lời uống vào, nuốt vào dược hoàn, lập tức thấy một cỗ dư thừa dược lực, ở trong người tan ra, trên thân thể rất nhiều thương thế, cấp tốc khỏi hẳn khôi phục, cả người tinh thần đại chấn, đôi mắt cũng lóe ra tinh mang. Thế nào?
Thánh nữ hỏi. Diệp thần gật đầu, nói, đa tạ, thánh nữ cô nương, ta tốt hơn nhiều. Uống vào cửu chuyển tinh linh viên về sau, Diệp thần thương thế, đúng là trong nháy mắt tốt 7-8 phần, rõ ràng đan dược này chữa thương hiệu quả mạnh mẽ. Không cần gọi ta thánh nữ, ngươi gọi tên ta liền tốt, ta gọi Hải Thanh Y. Nàng báo lên tên của mình, đầy cõi lòng cảm kích nói ra, luân hồi chi chủ, muốn nói tạ ơn hẳn là ta. Nếu như không phải ngươi, chúng ta khả năng đều muốn bị ba cái kia hắc ám hồn tộc người giết sạch. Nói xong, Hải Thanh Y lại đi đến cái kia gốc to lớn cây san hô trước, chắp tay trước ngực cầu nguyện, thấp giọng ngâm sướng nói, sinh mệnh thụ, thỉnh ban thưởng ngài vĩ đại chúc phúc, phục sinh ta chết đi tộc nhân. Nàng tiếng nói vừa ra, cái kia gốc cây san hô, thần quang nở rộ, từng sợi hà thải nóng rực, từng đầu cầu vồng bảy màu bắn ra, giao chỉ cung rất nhiều chết đi mỹ nhân ngư. Tại cái kia san hô cầu vồng thần quang chiếu dọi đến, đúng là khôi phục sinh cơ, dồn dập sống lại. Diệp thần nhìn thấy một màn này, cảm thấy thần kỳ, nói, này gốc cây san hô cũng là lợi hại. Hải Thanh Y nói, nó gọi sinh mệnh thụ, chúng ta giao chỉ cung bên trong chẳng qua là con cây, là sinh mệnh mẫu thụ một đoạn nhánh cây biến thành, chân chính sinh mệnh mẫu thụ tại phiếu miểu thần cung. Chúng ta giao chỉ cung tộc nhân, đều là thực từ nơi này gốc sinh mệnh thụ bên trong đản sinh. Ban đầu là một đầu tiểu tinh linh, sau khi lớn lên liền thành nhân ngư, nhưng chỉ có giống cái, huyết tộc cũng chỉ có giống cái, chỉ có phiếu miểu thần cung bên trong tinh không thần tộc nhân, mới có giống được tồn tại. Bởi vì phiếu miểu thần cung trưởng khống cao nhất quyền hành, bọn hắn chi phối lấy hết thảy pháp tắc, chỉ có bọn hắn chủng tộc người, mới có thể sản sinh ra mạnh mẽ giống được, tu thành thượng thần, thần vương, thiên đế, chúng ta hải tộc cùng huyết tộc, một mực bị đánh ép. Tu vi cảnh giới bình thường sẽ không vượt qua thần đạo cảnh. Coi như có thể đột phá hạn chế, tối đa cũng chỉ có thể đi đến thiên nguyên cảnh, vĩnh viễn không cách nào chạm đến tầng thứ cao hơn cảnh giới. Diệp thần nghe xong Hải Thanh Y một phen, khẽ cau mày một thoáng, xem ra phiến tinh không này di tích thế giới, nội bộ trật tự, so hắn trong tưởng tượng, còn muốn phức tạp một chút. Hải cô nương, tại sao phải nói cho ta biết này chút? Là muốn ta giúp ngươi giải quyết cái gì không? Diệp thần nhíu mày hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hải Thanh Y hoảng hốt vội nói, không phải, không có, tinh không thần tộc cường đại như vậy, không có bất kỳ cái gì lực lượng có khả năng cùng bọn hắn đối kháng. Nàng lộ ra một cái bẫy gấp rút bên trong mang theo điểm nụ cười bất đắc dĩ nói, chỉ là ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy người ngoài, hơn nữa còn là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, cho nên nhịn không được nói hơn hai câu. Nàng tầm mắt vừa nhìn về phía cái kia cây san hô, kỳ thật sớm tại vài ngày trước, ta liền nghe được sinh mệnh thụ thanh âm, nàng nói chúng ta thế giới tọa độ bại lộ, có rất nhiều cường giả muốn xông tới, nàng gọi ta sớm tránh né. Nhưng, ta còn chưa kịp tránh né, ba cái kia hắc ám hồn tộc người liền buông xuống. Chúng ta giao chỉ cung người, tu vi đều không có vượt qua thần đạo cảnh, tự nhiên không phải địch thủ của bọn hắn, nếu như không phải luân hồi chi chủ ngươi. Ta giao chỉ cung thế tất gặp tai họa ngập đầu. Nói đến đây, Hải Thanh Y lại hướng Diệp thần cúi người chào thật sâu nói lời cảm tạ, 10 điểm cảm kích. Diệp thần tâm bên trong có thiên đầu vạn tự, lẩm bẩm nói, phiếu miểu thần cung, là ta tại bên ngoài thấy treo thiên cung điện. Diệp thần còn nhớ rõ, trên mặt đất, đêm tối không có buông xuống thời điểm, có thể một mực thấy phương xa chân trời, lơ lửng một tòa cung điện hùng vĩ. Chẳng lẽ... tòa cung điện kia, liền là Hải Thanh Y nói tới phiếu miểu thần cung. Hải Thanh Y nói, đúng vậy, cái kia chính là phiếu miểu thần cung, là tinh không thần tộc lãnh địa, chúng ta hải tộc cùng huyết tộc, đều là tinh không thần tộc nô lệ, muốn vì bọn họ thu thập bảo tàng tài nguyên, hàng năm đều muốn cung phụng đi lên. Nếu là cung phụng ít, sẽ có cực kỳ khốc liệt hình phạt. Nói đến đây, nàng thanh âm mang theo không che giấu được e ngại, rõ ràng phiếu miểu thần cung hình phạt. 10 phần tàn khốc đáng sợ. Hải tộc, huyết tộc, tinh không thần tộc. Diệp thần đôi mắt híp lại, nghe Hải Thanh Y, cũng mơ hồ bắt được thiên cơ, đại khái dòm thấy cái này thế giới trật tự. Hải Thanh Y nói, đúng vậy, tại cực kỳ lâu trước kia, Phương Chu kế hoạch phá diệt về sau, mảnh thế giới này biến thành hắc ám tử địa, sau này thiên đạo chiếu cố, hắc ám hơi giảm bớt, thiên đạo trật tự pháp tác ở chỗ này biểu lộ ra, liền sinh sôi ra sinh linh. Có trí tuệ sinh linh, chính là chúng ta hải tộc, còn có huyết tộc cùng tinh không thần tộc. Chúng ta hải tộc đều là nhân ngư hình dáng, trước mắt có mấy ngàn cái bộ lạc,
ta giao chỉ cung chẳng qua là hải tộc mấy ngàn trong bộ lạc, không có ý nghĩa một cái. Diệp Thần giật nảy cả mình, nói, giống các ngươi giao chỉ cung, có nhiều như vậy bảo tàng, như thế phồn hoa địa phương, còn có mấy ngàn cái. Hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giao chỉ cung bảo tàng vô số, tài nguyên phong phú, thiên tài địa bảo rất nhiều, thậm chí cho Bình Chi Hiên phản kháng dũng khí của hắn. Hắn coi là toàn bộ hải tộc, đều dùng giao chỉ cung làm trung tâm, không nghĩ tới Hải Thanh Y lại nói, giao chỉ cung chẳng qua là không có ý nghĩa một cái tiểu bộ lạc, ngoài ra còn có mấy ngàn cái hải tộc bộ lạc, phân tán tại mảnh thế giới này. Hải Thanh Y nói, luân hồi chi chủ, không cần quá kinh ngạc. Ta giao chỉ cung có được bảo tàng, kỳ thật tinh ít. Phiến tinh không này di tích thế giới, ẩn chứa bảo tàng tài nguyên, là một cái cực kỳ con số kinh khủng, không phải các ngươi bên ngoài người có thể tưởng tượng. Nghe vậy, Diệp Thần hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra chính mình còn đánh giá thấp cái thế giới này bảo tàng chứa đựng lượng. Nếu là đều vơ vét qua tới, hắn chế tạo rừng rậm sách cùng luân hồi hướng thế sách liền có hy vọng. Vô luận là rừng rậm sách, vẫn là luân hồi sách. Đều là đỉnh cấp huyễn tưởng khái niệm, chế tạo thành thực thể, cần hao phí tài nguyên, là một cái không cách nào tưởng tượng số lượng trên trời con số. Nhưng mảnh thế giới này ẩn chứa bảo tàng, lại làm cho Diệp Thần chế tạo kế hoạch, có khả năng thực hiện. Trên chiếc thuyền này tài nguyên, là các ngươi vơ vét đi rồi sao? Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, vung tay lên, linh khí biến ảo thành một màn hình ảnh, phía trên biểu hiện ra Minh Nhật Phương Chu bộ dáng. Hắn còn băn khoăn cửu thiên linh thủy. Chiếc thuyền này. Hải Thanh Y lâm vào trầm tư, này mảnh giao trì hải lý có rất nhiều đắm chìm phương chu, chúng ta giao trì cung đều tìm kiếm qua, chiếc thuyền này. Diệp Thần nói, chiếc thuyền này gọi ngày mai hào. Hải Thanh Y như ở trong mộng mới tỉnh, a một tiếng kêu, nói, ta nhớ ra rồi, Minh Nhật Phương Chu, Thương Thiên Bạch Vũ dưới cờ thuyền. Diệp Thần nói, người còn biết tên đại chủ tể. Hải Thanh Y nói, chúng ta giao chỉ cung có chuyên môn suy tính thiên cơ thầy xem bói, mỗi một chiếc thuyền lai lịch, đều sẽ đẩy tính toán rõ ràng. Chiếc này Minh Nhật Phương Chu, phía trên xác thực lưu lại có thật nhiều thiên tài địa bảo. Diệp Thần vội hỏi, có cửu thiên linh thủy sao? Hải Thanh Y nói, có ba bình cửu thiên linh thủy, luân hồi chi chủ, người mong muốn. Diệp Thần gật đầu nói, chính là, ta lần này đến đây, chính là vì tìm kiếm cửu thiên linh thủy. Nói xong, Diệp Thần kéo lên cánh tay trái quần áo, lộ ra một đầu đen kịt sâu lắng, mang theo một đầu khí thiên tỏa dây xích cánh tay. Đầu này đen kịt cánh tay, làm cho Hải Thanh Y thấy được, cũng là kinh ngạc hô kêu một tiếng, cảm nhận được trong đó thật sâu hắc ám sa đọa gợn sóng. Khủng bố như thế hắc ám năng lượng, chỉ sợ đủ để đem thiên đế đều từng bước xâm chiếm, muốn cho thiên đế vì đó trầm luân sa đọa, nàng không biết Diệp Thần là thế nào chống đỡ. Diệp Thần buông xuống ống tay áo, nói cửu thiên linh thủy đối ta rất trọng yếu, là ta hóa giải tinh không hắc ám vật cần, hải cô nương, cái kia ba bình cửu thiên linh thủy, ngươi thả ở nơi nào? Ta có khả năng mặt khác giúp ngươi tìm kiếm một chút bảo tàng, chờ giá hối đoái. Hải Thanh Y trần chờ một thoáng, nói ra cái kia ba bình cửu thiên linh thủy, linh khí vô cùng dồi dào, so bình thường thiên tài địa bảo muốn chân quý rất nhiều, ta đã đưa đi Huyết Uyên Vân Cung. Bọn hắn khả năng đã sớm tiến cống cho phiếu miểu thần cung đi. Thật xin lỗi, luân hồi chi chủ. Diệp Thần nhướng mày, Huyết Uyên Vân Cung. Hải Thanh Y nói, Huyết Uyên Vân Cung là huyết tộc lãnh địa, cùng ta hải tộc một dạng, huyết tộc cũng có mấy ngàn cái bộ lạc, phân tán tại thế giới các nơi. Cái kia Huyết Uyên Vân Cung, xem như ta giao chỉ cung người lãnh đạo trực tiếp, bởi vì chúng ta hải tộc là nhân ngư, bình thường không nên tại mặt đất chuyển động. Cho nên ở trong biển tìm kiếm đến cái gì bảo tàng, đều là trước giao cho Huyết Uyên Vân Cung, lại từ Huyết Uyên Vân Cung tiến cống đi phiếu miểu thần cung. Ách, ta nắm cửu thiên linh thủy đưa lên thời điểm, đã là chuyện từ mấy trăm năm trước, cái kia ba bình linh thủy, ta không biết còn ở đó hay không, khả năng Huyết Uyên Vân Cung sẽ giữ lại một bình A. Ta không xác định. Diệp Thần sầm mặt lại, nếu là cửu thiên linh thủy đã bị tiêu hao hết, vậy thì phiền toái. Hải Thanh Y thấy Diệp Thần vẻ mặt không dễ nhìn lắm, hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ, ngoại trừ cửu thiên linh thủy bên ngoài, Minh Nhật Phương Chu mặt trên còn có rất nhiều bảo tàng, đều lưu tại ta chỗ này, ngươi nếu mà muốn, ta có khả năng dẫn ngươi đi nhìn một chút, ngươi không nên tức giận. Nàng khiêm tốn mà cẩn thận, là sợ Diệp Thần trở mặt, đột nhiên đại khai sát giới,
nàng Giao Chỉ Cung liền Bình Chi Hiên ba người kia cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là Diệp Thần. Cây san hô tồn tại, biểu lộ ra pháp tắc trật tự, có thể chống cự một chút biển sâu hung thú ma vật, nhưng lại ngăn không được chân chính người. Hải tộc có mấy ngàn cái bộ lạc, chết một cái Giao Chỉ Cung, cũng sẽ không khiến cho phía trên chú ý. Diệp Thần thấy Hải Thanh Y hốt hoảng như vậy, cũng biết đại khái tâm tư của nàng, khẽ cười cười, nói, Hải cô nương không cần như thế lúng túng, ta không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người. Hải Thanh Y, một tiếng, vẫn có chút bối rối, nói, luân hồi chi chủ, cái kia ngươi đi theo ta. Diệp Thần gật gật đầu, hiện tại đi theo Hải Thanh Y, tiến vào cây san hô nội bộ bảo khố trong cung điện. Cây san hô nội bộ bảo khố, chia làm bên ngoài kho cùng nội khố, chất đầy đủ loại hoa lệ chân quý thiên tài địa bảo tài nguyên, các thức khoáng vật, dược liệu, chân quý linh thảo, không thể đếm, một chút là theo Phương Chu Hải cốt bên trong thu thập, còn có một ít là phiến thiên địa này đặc sản. Nơi này là tinh không di tích thế giới, địa mạch mang theo tinh không phía trên năng lượng, cho nên có khả năng sinh ra một chút bên ngoài không có đặc thù tài nguyên. Diệp Thần thấy trong bảo khố, chất đống lấy đại lượng tài nguyên, còn thật nhiều cổ lão binh khí pháp bảo, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, nói, người nói các người hải tộc, là tinh không thần tộc nô lệ, thu tập được vật gì tốt, đều muốn tiến cống đi lên, làm sao còn có nhiều như vậy tài nguyên lưu lại. Vậy xem ra tinh không thần tộc, đối đãi ngươi nhóm cũng không tệ a. Hải Thanh Y lắc đầu, nói, không phải, luân hồi chi chủ, nơi này thiên tài địa bảo tài nguyên, đã là cấp thấp nhất hóa sắc, coi như tiến cống đi lên, tinh không thần tộc cũng sẽ không cần, chất lượng tốt tài nguyên bảo bối, giống như là cửu thiên linh thủy, chúng ta đã sớm đưa trước đi. Diệp Thần giật nảy cả mình, cái gì, những vật này, là cấp thấp nhất mặt hàng. Hắn là triệt để chấn kinh, chung quanh hắn chất đống thiên tài địa bảo, từng đống thần quang sáng chói, linh khí vô cùng nồng đậm, thả đến bên ngoài, đều là cao cấp nhất chân bảo, nào nghĩ tới tại Hải Thanh Y trong miệng, lại có thể là cấp thấp nhất đồ vật, liền tinh không thần tộc đều ghét bỏ không được như vậy. T. Diệp Thần nhịn không được hít một hơi khí lạnh, mảnh thế giới này bảo tàng tài nguyên, đến cùng khủng bố cỡ nào. Hắn đều muốn đi tinh không thần tộc lãnh địa, phiếu miểu thần cung bên kia nhìn một chút. Không biết phiếu miểu thần cung bên trong, chỗ cất giữ thiên tài địa bảo, lại sẽ khủng bố đến mức nào. Hải Thanh Y nói, đúng vậy, nội khố bên trong tài nguyên, chất lượng khá hơn một chút, là chúng ta cung phụng sinh mệnh thụ dùng, nhưng cũng không khá hơn chút nào, luân hồi chi chủ, người đem liền nhìn một chút. Nàng mang Diệp Thần đi vào nội khố, nơi này chất đống lấy đại lượng khoáng vật, tuyết quặng sắt, thiên tiên thạch, vân sơn kim, cửu khúc huyền thiết, ngọc bích thạch, tinh tuyền thạch các loại, hình dạng cùng không không thời không đồng loại khoáng sản một dạng, nhưng mặt ngoài lại lượn lờ lấy tinh không mang khí, chân quý bất phàm, hiển nhiên là tinh không phía trên sản phẩm. Nơi này là theo Minh Nhật Phương Chu thu lấy đến khoáng vật, còn có này một chút nhiều khoáng vật, là ta theo địa phương khác thu thập, luân hồi chi chủ, người cứu vớt ta Giao Chỉ Cung, này chút khoáng sản, còn có bên cạnh rất nhiều dược thảo, người như là ưa thích, có thể toàn bộ cầm lấy đi. Hải Thanh Y chỉ nội khố bên trong mấy chồng chất khoáng vật cùng dược thảo, thành ý tràn đầy hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần nội tâm trở nên kích động, trước mắt nhiều như vậy tài nguyên, đầy đủ hắn đúc lại bất hủ phong bia, hơn nữa còn có khả năng lại chế tạo thiên quang trục nhật hào. Quái thiên đế trước đây cho hắn một phần phương chu bản vẽ, liền gọi thiên quang trục nhật, nếu có thể chế tạo ra một chiếc phương chu, Diệp Thần toàn thể sức chiến đấu, sẽ tăng lên rất nhiều. Hải cô nương, ngươi chịu đem nhiều như vậy tài nguyên cho ta rất là cảm kích. Nếu như ngươi có khó khăn gì, cần ta hỗ trợ, thỉnh cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định tận lực nghĩ biện pháp thay ngươi giải quyết. Diệp Thần cũng tràn ngập thành ý đáp lại. Hải Thanh Y đôi mắt đẹp sáng lên, nói thật sao? Dừng một chút, nàng nghiêm túc suy tư suy tính một chút, hỏi, luân hồi chi chủ, ta đây cùng tộc nhân của ta, nghĩ đầu nhập vào ngươi luân hồi trận doanh, có thể sao? Diệp Thần sững sờ, nói, đầu nhập vào ta. Hải Thanh Y trịnh trọng gật đầu, chúng ta muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, tại đây bên trong quá cực khổ, tinh không thần tộc một mực nghiền ép lấy chúng ta, mà lại chịu pháp tắc nguyền rủa hạn chế, chúng ta thực lực khó mà đột phá thần đạo cảnh. Nếu có thể gia nhập ngươi luân hồi trận doanh, chúng ta là có thể đánh vỡ vận mệnh nguyền rủa. Diệp Thần không nghĩ tới Hải Thanh Y lại muốn thêm nhập luân hồi trận doanh, nói, Hải cô nương, ngươi chắc chắn chứ?
thật muốn đầu nhập vào ta. Hải Thanh Y nói, ừm, đúng. Luân hồi chi chủ, ta cùng tộc nhân của ta, đều nguyện ý trở thành tín đồ của ngươi, mời ngươi thu lưu chúng ta. Diệp Thần trầm tư một thoáng, nói ta luân hồi thiên quốc cương thổ bao la, để cho các ngươi giao chỉ cung gia nhập vào, cũng không phải việc khó gì, nhưng ta tại bên ngoài gây thù hằn rất nhiều, ta cũng không biết thế nào thiên chính mình sẽ chết đi. Các ngươi đi theo ta, tương lai vận mệnh rất khó nói. Hải Thanh Y nói, cho dù chết, cũng tốt hơn ở đây làm tinh không thần tộc nô lệ. Diệp Thần nghe giọng nói của nàng kiên quyết, cũng bị quyết tâm của nàng cảm động, gật đầu nói tốt, Hải cô nương, các ngươi nếu là không sợ, ta thu lưu các ngươi cũng có thể. Nghe được Diệp Thần đáp ứng, Hải Thanh Y lập tức trở nên kích động, nói. Đa tạ ngươi, luân hồi chi chủ. Như vậy tiếp đó, chúng ta liền đi Huyết Uyên Vân Cung đi. Ngươi mong muốn cửu thiên linh thủy, ta có thể đi giúp ngươi hỏi một chút Huyết Uyên Vân Cung. Huyết Uyên Vân Cung cung chủ Huyết Hải Đường, là bạn tốt của ta. Nàng biết Diệp Thần mong muốn cửu thiên linh thủy, hiện tại nàng đầu phục Diệp Thần, trong lòng liền muốn Diệp Thần phân ưu. Diệp Thần gật gật đầu, đối nàng cũng là coi trọng mấy phần, nhân tiện nói, lại xuất phát trước, ta phải trước thu lấy Minh Nhật Phương Chu hải cốt, đại chủ tể ủy thác qua ta, gọi hắn nắm hải cốt mang về. Chẳng qua là cái kia hải cốt, tựa hồ có đặc thù cấm chế cầm cố lại. Hải Thanh Y nói, đó là ta dùng sinh mệnh cây bày ra cấm chế, chủ yếu là lên cố định tác dụng, không phải thuyền chìm đến trong biển sâu, liền không tìm được. Luân hồi chi chủ, người trực tiếp chấp trưởng sinh mệnh thụ, là có thể phá tan cấm chế. Nàng cả tộc đầu nhập vào Diệp Thần, giao chỉ cung bên trong cái kia gốc to lớn cây san hô, tự nhiên cũng là dâng hiến cho Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu nói, tốt. Tâm tình của hắn vẫn có chút kích động. Giao chỉ cung nhiều như vậy bảo tàng tài nguyên, còn có cái kia gốc cây san hô, toàn bộ tất cả thuộc về hắn, đây quả thực là phất to, một thoáng phất nhanh. Bất quá Diệp Thần cũng biết, này thu hoạch khổng lồ sau lưng, cũng là chịu nặng trách nhiệm, hắn có trách nhiệm thủ hộ giao chỉ cung chúng nữ an toàn. Ngay sau đó, Diệp Thần gọi ra luân hồi thiên quốc, đem chọn cái giao chỉ cung, toàn bộ di chuyển đến chính mình thiên quốc bên trong. Cái kia gốc to lớn cây san hô, tự nhiên cũng là di chuyển đến Diệp Thần trong quốc gia. Hải Thanh Y chờ một đám hải tộc Mỹ nhân ngư, có gia viên mới, không xiết gieo hò mừng rỡ, từ đó tâm hướng luân hồi, trở thành Diệp Thần thành tín tín đồ. Tại lấy đi giao chỉ cung về sau, vùng biển này trật tự, cũng là tuyên cáo chung kết, xanh thẳm nước biển cấp tốc biến thành đen phát tím, có khủng bố quỷ bí khí tức tại lan tràn, biển sâu chỗ sâu hung thú cũng gào thét bừa bãi tàn phá dâng lên. Từng chiếc trôi nổi trên mặt biển Phương Chu hải cốt, hướng biển sâu trầm luân mà đi. Diệp Thần biết, nơi này mất đi trật tự, rất nhanh muốn biến thành hắc ám tử địa. Hắn cấp tốc trở lại Minh Nhật Phương Chu hải cốt chỗ, vung tay lên, tay cầm nổi lên một vệt cây san hô mỹ lệ ấn ký, năng lượng bàng bạc đang cuộn trào. Oanh long long, Minh Nhật Phương Chu hải cốt phía trên, cấm chế hóa giải, chỉnh chiếc Phương Chu, kịch liệt chấn động. Cuối cùng bị Diệp Thần bàn tay lớn thu lấy, đặt đến luân hồi thiên quốc bên trong. Thuận lợi thu lại Minh Nhật Phương Chu, Diệp Thần tâm nghĩ, rất tốt, đại chủ tể ủy thác, xem như hoàn thành. Từ đáy biển bên trong ra tới, Diệp Thần hồi đến bên bờ, thấy này mảnh biển đã triệt để đen kịt bốc mùi, hết thảy trật tự pháp tắc không còn, không khỏi âm thầm kinh hãi. Phiến tinh không này di tích thế giới, hắc ám sa đọa khí tức quá kinh khủng, nếu như không có trật tự tồn tại. Muốn trong nháy mắt hóa thành phế tích tử địa. Hồi tưởng lại ở trong biển đủ loại trải qua, Diệp Thần chỉ cảm thấy như mộng như ảo, tại chấp trưởng giao chỉ cung cây san hô về sau, hắn cũng nhận được to lớn tăng thêm, tu vi mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Diệp Thần mở ra luân hồi thiên quốc, trực tiếp tiến vào luân hồi thiên quốc giao chỉ cung bên trong. Hải Thanh Y gặp hắn tới, nghi hoặc hỏi, luân hồi chi chủ, chúng ta không phải muốn đi Huyết Uyên Vân Cung sao? Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Thần mỉm cười, thản nhiên nói, trước không vội, ta cặp tu vi hình như có đột phá, cần tu luyện cảm ngộ, mà lại từ nơi này đi Huyết Uyên Vân Cung, lộ trình có chút xa xôi, ta dự định trước chế tạo một chiếc phương chu ra tới, lại đi cũng không muộn. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đi tới cây san hô phía dưới, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng điều tức, đồng thời nhất tâm nhị dụng, đem bảo khố lý rất nhiều khoáng vật tài nguyên. Đại lượng điều động ra tới, bắt đầu chế tạo đồ vật. Diệp Thần muốn rèn đúc đồ vật, một là bất hủ phong bia,
hai là quái thiên đế cho Phương Chu bản vẽ, thiên quang trục nhật hào. Hai thứ đồ này, chế tạo đều bên cần hao phí đại lượng tài nguyên, may mắn giao chỉ cung bên trong bảo khố tài nguyên đầy đủ, cũng đầy đủ Diệp Thần chế tạo cần thiết. Diệp Thần nhất tâm nhị dụng, một bên điều tức tu luyện, tìm kiếm đột phá, vừa bắt đầu vận chuyển đạo tông đúc binh thuật, bắt đầu chế tạo. Đầu tiên, là bất hủ phong bia. Diệp Thần điều động đại lượng khoáng thạch, chế tạo bất hủ phong bia, huyễn tưởng chuyển hóa, đem chính mình đi qua đủ loại trải qua, đều điêu khắc ở phong trên tấm bia. Kinh nghiệm của hắn, so dĩ vãng lại phong phú rất nhiều, lần này chế tạo bất hủ phong bia, càng là sáng chói rực rỡ, tràn đầy truyền kỳ cùng vinh quang, uy áp cũng mãnh liệt hơn. Tại bất hủ phong bia chế tạo ra tới về sau, Diệp Thần chính là lấy tay đánh tạo thiên quang trục nhật hào Phương Chu, bất quá tinh không phía trên Phương Chu, chế tạo trình tự phức tạp, ngoại trừ cơ sở nhất thân hạm bên ngoài, còn muốn rèn đúc đủ loại nguyên bộ hỏa pháo vũ khí, khu ma trận pháp, năng lượng lô, còn có ngủ đông khoang thuyền, phòng tu luyện, thậm chí muốn thành lập sinh thái pháp tắc, thời không pháp tắc, linh hồn pháp tắc các loại, muốn bảo đảm nhường một cái bộ tộc, có thể tại Phương Chu bên trên sinh tồn thiên thu vạn đại. Có thể nói, một chiếc Phương Chu, thì tương đương với một cái thế giới, có hoàn thiện vòng sinh thái cùng pháp tắc. Thật muốn đánh tạo phức tạp như vậy Phương Chu, cái kia coi như Diệp Thần có đầy đủ tài nguyên, cũng muốn hao phí thời gian dài. Hắn cũng không có làm như thế, mà lại hết thảy giản lược, bảo đảm có cơ sở sức chiến đấu, mà lại có cơ sở trật tự, có thể chống lại hắc ám là đủ. Rất nhanh, tại hai ngày sau, một chiếc cự hạm Phương Chu, liền bị Diệp Thần chế tạo ra tới. Chiếc này cự hạm, dùng đủ loại tinh không khoáng thạch chế tạo thành, bày biện ra lạnh lùng trắng bạc kim loại chất cảm, toàn thân tuyên khắc lấy rất nhiều quang minh phù văn, có rực rỡ thần thánh hào quang nở rộ mà ra, tựa như có thể chiếu phá hết thảy hắc ám, thiên quang vần quanh, hoa lệ cực điểm. Này cự hạm, chính là Diệp Thần chế tạo thiên quang trục nhật hào Phương Chu, đã là nhất giản lược phiên bản, nhưng vẻ ngoài chi hào hùng khí thế, cũng đủ để chấn nhân tâm phách. Mà chế tạo ra chiếc này Phương Chu, giao chỉ cung bên trong tài nguyên, lập tức liền tiêu hao hết lục thành. Xem ra bảo tàng tài nguyên tuy nhiều, nhưng ta hao phí dâng lên cũng nhanh, thật sự là không trải qua hoa a. Diệp Thần cảm thán một tiếng, đây vẫn chỉ là chế tạo giản lược bản Phương Chu, nếu là muốn tạo rừng rậm sách cùng luân hồi sách này loại đỉnh cấp tạo vật, lại càng không biết muốn hao phí nhiều ít tư nguyên. Nếu có thể đạt được phiếu miểu thần cung bảo tàng, vậy liền phát tài. Diệp Thần tầm mắt nhìn về phía phương xa chân trời trôi nổi to lớn cung điện, đó chính là phiếu miểu thần cung, là tinh không thần tộc lãnh địa. Bất quá theo Hải Thanh Y nói, cái kia phiếu miểu thần cung bên trong, tồn tại vô số cường giả, có thượng thần cùng thần vương tồn tại, thậm chí có thiên đế chí tôn. Hải tộc cùng huyết tộc, đều là phiếu miểu thần cung tinh không thần tộc nô lệ, muốn từ trong tay bọn họ đoạt bảo tàng, không thể nghi ngờ là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lắc đầu, Diệp Thần thu liếm lại nội tâm tạp niệm, việc cấp bách, hắn là muốn tìm đến cửu thiên linh thủy. Tại mấy trăm năm trước, Hải Thanh Y liền đem ba bình cửu thiên linh thủy, giao cho Huyết Huyên Vân Cung. Hiện tại, Diệp Thần dự định đi Huyết Huyên Vân Cung thử thời vận, hy vọng các nàng còn không có đem đồ vật đều tiến cống đi lên. Hạ quyết tâm, Diệp Thần đạp vào thiên quang trục nhật hào Phương Chu, khu động thuyền, hướng Huyết Huyên Vân Cung bay đi. Này hai ngày trước tu luyện, Diệp Thần trước mắt tu vi cũng đã đột phá, đạp nhập thần đạo cảnh 6 tầng trời trung giai hàng ngũ, linh khí so dĩ vãng tăng lên không ít, khu động thuyền không tốn sức chút nào. Mà cho tới bây giờ, Diệp Thần còn không tìm được Thủy Tĩnh Nguyên. Phương Chu hướng phía trước chạy. Phiến tinh không này di tích thế giới, khắp nơi hắc ám, chỉ có bạch dạ cùng đêm tối, không có chân chính ban ngày, nếu như đi bộ bước đi, chịu đủ loại hắc ám hạn chế, tốc độ rất chậm, mà lại có bị ma vật tập kích nguy hiểm. Nhưng bây giờ, Diệp Thần đáp lấy thiên quang trục nhật Phương Chu, tốc độ liền nhanh hơn nhiều, sáng chói rực rỡ thuyền vạch phá hắc ám tầng mây, cấp tốc chạy như bay, đúng như một đạo truy đuổi liệt nhật thiên quang. Ban đầu theo giao chỉ cung lãnh địa, đến Huyết Huyên Vân Cung, bước đi, nói ít cũng muốn 5-6 ngày thời gian, nhưng bây giờ, Diệp Thần khống chế lấy thiên quang trục nhật Phương Chu, không đến nửa canh giờ thời gian, chính là thuận lợi đến. Con mắt híp lại, Diệp Thần xem đến phía dưới có một vệt huyết sắc. Tại phiến tinh không này di tích thế giới, chỉ cần không phải hắc ám địa phương, liền nhất định có trật tự tồn tại. Phía dưới huyết sắc, rõ ràng liền là một loại trật tự. Nhưng, làm Diệp Thần hạ xuống đi,
lại thấy được kỳ quỷ cảnh tượng. Tại dãy núi vần quanh bên trong, tọa lạc lấy một tòa thật to huyết trì, cái kia huyết trì ục ục bốc lên bọt khí, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông tới. Uyên Vũ huyết trì, huyết tộc đản sinh địa phương. Diệp Thần thì thào nói nhỏ, đang trên đường tới, hắn liền nghe Hải Thanh Y nói qua, huyết tộc một chút che giấu. Huyết tộc theo Uyên Vũ huyết trì bên trong sinh ra, chỉ có giống cái, không có giống được tồn tại, đây là tinh không thần tộc hạn chế, bọn hắn vì chiếm cứ tuyệt đối thống trị địa vị, cho nên hạn chế hải tộc cùng huyết tộc sinh sôi, không cho phép hai chủng tộc này, có giống được đản sinh ra. Hoàn chỉnh Uyên Vũ huyết trì, tại phiếu miểu thần cung bên trong, bên ngoài phân bố chẳng qua là mẹ trì một giọt nước biến thành. Tại đây cái tinh không di tích thế giới, huyết tộc bộ lạc cũng có nhiều ngàn cái. Cùng giao chỉ cung liên quan huyết tộc bộ lạc, gọi huyết Uyên Vân cung, cung chủ huyết Hải Đường là bạn của Hải Thanh Y. Nhưng mà, Diệp Thần lại tới đây, lại chỉ thấy một tòa huyết trì, không thấy có cái gì huyết Uyên Vân cung. Thanh Y, ngươi xác định tọa độ không sai, nơi này là bằng hữu của ngươi lãnh địa. Diệp Thần tràn đầy nghi hoặc, hướng Hải Thanh Y dò hỏi. Hải Thanh Y tại Diệp Thần trong cơ thể luân hồi thiên quốc trong thế giới, Trương Mục thấy bốn phía rỗng tuếch. Chỉ có một tòa huyết trì cảnh tượng, cũng là lấy làm kinh hãi, nói, không sai a, tọa độ liền là tại đây bên trong, ta sẽ không nhớ lầm. Có thể là Hải Đường mang theo toàn bộ huyết Uyên Vân cung, trốn. Dù sao, từ bên ngoài tới nhiều người như vậy, nàng đoán chừng cũng sợ hãi. Diệp Thần nhướng mày, ẩn nấp rồi sao? Lần này bước vào Cửu Thiên Thần Táng Cốc, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, còn có Kính Thiên Đế đệ tử, Hồng Quân đệ tử, Thiên Nữ. Chu Võ Hoàng, thậm chí còn có cực đạo ma tôn đám người. Nhiều như vậy kẻ ngoại lai, đối hải tộc nhân cùng huyết tộc người mà nói, tự nhiên là to lớn uy hiếp. Bởi vì tại tinh không thần tộc hạn chế chèn ép dưới, hải tộc nhân cùng huyết tộc nhân tu vì mỏng manh, không có khả năng cùng Diệp Thần chờ kẻ ngoại lai địch nổi. Tựa như Hải Thanh Y, kém chút toàn bộ giao trì cung, hết thảy tộc nhân, đều bị Bình Chi Hiên đám ba người diệt đi. Huyết Uyên Vân cung vì tị nạn. Lựa chọn trốn, cũng là hợp tình lý. Cẩn thận cảm ứng, Diệp Thần quả nhiên phát hiện chung quanh pháp tắc, có chút vi diệu gợn sóng, chân huyễn pháp tắc tồn tại mịt mờ năng lượng, tựa hồ có đồ vật gì, giấu ở huyễn tưởng về sau. Các nàng còn ở nơi này, chỉ bất quá ẩn nấp tại huyễn tưởng thế giới bên trong, không có dám hiện thân. Diệp Thần đại khái thấy rõ ràng, kỳ thật huyết Uyên Vân cung cũng không có di chuyển đến địa phương khác, huyết Uyên Vân cung ngay ở chỗ này. Chỉ bất quá đã hoàn toàn ẩn nấp vào huyễn tưởng thế giới bên trong, chỗ lấy mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có cái kia Uyên Vũ huyết chỉ vô pháp ẩn nấp. Nếu như là bình thường tình huống dưới, Diệp Thần liếc mắt là có thể hiểu rõ huyễn tưởng, nhưng cái thế giới này pháp tắc, hắn còn không quá quen thuộc, cho nên coi như biết huyết Uyên Vân cung ẩn nấp tại trong huyễn tưởng, hắn cũng không cách nào lập tức tìm ra, cảm thấy khó giải quyết. Thanh Y, người đem các nàng người kêu đi ra. Diệp Thần trực tiếp gọi ra Hải Thanh Y, linh khí hóa thành mây khói, nâng Hải Thanh Y mỹ nhân ngư kiều khu. Hải Thanh Y ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận cảm ứng một thoáng, cũng là phát hiện huyết Uyên Vân cung đã ẩn nấp đến trong ảo tương đi, liền hắng giọng một cái, kêu gọi nói, Hải Đường, là ta, thỉnh ngươi hiện thân gặp nhau, ta cùng Luân Hồi Chi Chủ tới thăm ngươi, Luân Hồi Chi Chủ không là người xấu. Nàng tiếng kêu hạ xuống, thanh âm tại dãy núi Vạn Hác bên trong quanh quẩn. Nhưng, chung quanh thế giới, không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào, chỉ có tiếng gió. Không ai đáp lại ta. Hải Thanh Y tú mi nhẹ trao lại, huyết Uyên Vân cung hẳn là có thể nghe được thanh âm của nàng, nhưng đối phương không có truyền ra bất kỳ đáp lại nào, có thể là lòng mang kiêng kỵ. Diệp Thần lông mày cũng là nhăn lại, đang nghĩ nên như thế nào làm cho đối phương buông xuống cảnh giác, đang trong khi đang suy nghĩ, lại thấy nơi xa có âm thanh xé gió truyền đến. Có người tới. Diệp Thần trầm giọng nói, xem ra chỗ này tọa độ đã bại lộ. Ngươi về trước đi. Diệp Thần sợ Hải Thanh Y xảy ra chuyện, liền đưa nàng triệu hồi luân hồi thiên quốc bên trong, chính mình cũng cấp tốc giấu ở một chỗ vách núi về sau. Ngay tại Diệp Thần vừa mới ẩn giấu tốt thân hình, một cái áo trắng bồng bềnh rực rỡ nữ tử, từ phương xa bay vụt tới. Lại có thể là Nhậm Thiên Nữ. Diệp Thần thấy Nhậm Thiên Nữ thân hình, lập tức lấy làm kinh hãi. Thiên nữ làn da, so dĩ vãng càng óng ánh sáng long lanh, điều này đại biểu tu vi của nàng cùng tâm cảnh, so trước kia tiến bộ rất nhiều, từ trên người nàng không nhìn thấy cái gì tuế nguyệt mài mòn cùng ràng buộc dấu vết,
thanh lệ xúc động lòng người đến tựa như tinh không bên trên thần nữ. Trước đó Diệp Thần giả chết, thiên nữ từng vì Diệp Thần thủ mộ, sau này phát hiện chân tướng về sau, nàng liền rời đi, nhưng cũng không trở về đến kiếm tử tiên trần bên người. Nàng cũng tỉnh ngộ, không muốn lại làm cái gì đúc kiếm tài liệu. Nàng một mực tại lang thang cùng lịch luyện, mãi đến biết cửu thiên thần táng cốc tin tức về sau, liền xông vào nơi này. Diệp Thần có một quãng thời gian không có kiến thiên nữ, hiện tại nhìn thấy nàng, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Diệp Thần, ra đi, ta biết người tại đây bên trong. Nhậm thiên nữ tầm mắt quét nhìn bốn phía, hết sức tinh chuẩn khóa chặt Diệp Thần ẩn náu phương hướng. Diệp Thần mặc dù cực lực che giấu khí tức, nhưng rõ ràng không thể gạt được thiên nữ con mắt. Giữa hai người, quan hệ quá mật thiết, vận mệnh sợi tơ quấn giao không rõ, cắt không đứt gỡ càng rối. Diệp Thần khóe miệng mang theo một vệt phức tạp độ cong, theo ẩn náu chỗ đi ra, nhẹ giọng hô, thiên nữ, đã lâu không gặp. Thiên nữ trong suốt trong đôi mắt, cũng là mang theo chút nói không rõ, không nói rõ tâm tình rất phức tạp, cuối cùng hóa thành một cái ý cười nhợt nhạt, nói, ta lúc đầu cho là ngươi thật đã chết rồi. Diệp Thần nói, thật có lỗi, lừa ngươi, bất quá ngươi bởi vì ta thủ mộ, ta rất là cảm kích. Thiên nữ đôi mắt bên trong cảm xúc đã hoàn toàn lắng đọng xuống. Thản nhiên nói, không có gì, chính là tế điện quá khứ đi. Kiếm tử tiên trần chặt đứt quá khứ của ta, nhưng chuyện đã qua, cùng ngươi đủ loại ân oán dây dưa, ta đều nhớ, đời ta cũng sẽ không quên ngươi. Ta sẽ không lại đối địch với ngươi, nhưng cũng sẽ không lại thích ngươi, hoặc là, chúng ta có khả năng đơn thuần hợp tác, làm chút chuyện. Diệp Thần nói, hợp tác, ngươi muốn làm gì? Thiên nữ chỉ trước mắt Huyền Vũ giáo huyết trì. Nói, nơi này hẳn là có cái huyết tộc bộ lạc, nhưng các nàng ẩn nấp đi, tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra. Chúng ta có khả năng hợp tác hợp lại, phá vỡ huyễn tưởng pháp tắc, buộc các nàng ra tới. Thiên nữ ánh mắt độc ác, cũng nhìn ra, huyết huyền vân cung người, đã hoàn toàn ẩn nấp tại huyễn tưởng không gian bên trong, chỉ có đánh vỡ huyễn tưởng pháp tắc hạn chế, mới có thể làm cho các nàng hiện thân ra tới. Diệp Thần ánh mắt khẽ động, nói, ngươi muốn giết người đoạt bảo. Thiên nữ trong mắt đẹp tràn ngập lạnh lùng, nói, đúng, đem người đều giết sạch, bảo tàng chính là của chúng ta có khả năng chia đều. Giọng nói của nàng rất bình thản, xem mạng người như cỏ rác. Diệp Thần dứt khoát lắc đầu, nói, không được, cái này huyết tộc trong bộ lạc người, là bằng hữu ta bằng hữu, không thể thương tổn các nàng. Bằng hữu. Thiên nữ phảng phất nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười. Nhịn không được bật cười, người chẳng qua là mượn cớ, muốn nuốt một mình bảo tàng đi. Nàng tầm mắt bay lên lạnh ý, kiếm trong tay giơ lên, nhưng chợt, nàng ánh mắt lại ôn hòa lại, buông kiếm, thở dài, không đúng, người cũng không phải loại người này. Cái này huyết tộc bộ lạc, thật sự là người bằng hữu. Diệp Thần nói, đúng, người mong muốn bảo tàng, ta có khả năng phân người một chút. Giao Chỉ Cung trong bảo khố, còn có không ít thiên tài địa bảo còn lại. Diệp Thần cũng không có keo kiệt, lập tức lấy ra không ít dược liệu cùng chân mỏ, tặng cho thiên nữ. Thiên nữ nhìn thấy Diệp Thần hào phóng như vậy, ngẩn ngơ, sau đó lại lắc đầu, nói, những vật này còn chưa đủ, ta cần càng nhiều tài nguyên tu luyện, mới có thể đột phá tu vi, thông qua phiếu miểu thần cung khảo nghiệm. Nói chuyện thời điểm, thiên nữ tầm mắt nhìn ra xa hướng phương xa, ngắm nhìn phương xa chân trời cung điện. Đó là tinh không thần tộc lãnh địa, phiếu miểu thần cung. Diệp Thần nói, cái gì phiếu miểu thần cung khảo nghiệm? Ngươi đi qua phiếu miểu thần cung. Thiên nữ nói, chỗ kia rõ ràng như vậy, là cái thế giới này lớn nhất trật tự, ngươi không có đi qua chưa? Tại cửu thiên thần táng cốc bên trong, phiếu miểu thần cung sơn môn cung điện, trôi nổi trên bầu trời, vô cùng dễ thấy, là vĩ đại trật tự biểu tượng, bất kỳ người nào chỉ cần vừa tiến vào cửu thiên thần táng cốc, liền có thể thấy tòa kia to lớn cung điện đường nét. Chỉ bất quá. Diệp Thần vì tìm kiếm cửu thiên linh thủy, cho nên đi trước tìm kiếm Minh Nhật Phương Chu Hải Cốt, cũng không có gấp gáp đi phiếu miểu thần cung. Nhìn bầu trời nữ bộ dáng, nàng hẳn là đi qua. Ta có chút sự tình chậm trễ một thoáng, còn chưa có đi. Diệp Thần nói. Thiên nữ nói, phải không? Không chỉ là ta, kính thiên đế đệ tử Tào Tử Mặc, còn có Hồng Quân lão tổ đệ tử ngày thứ hai nhai, còn có Thiên Khải Chí Tôn đệ tử, còn có Chu Võ Hoàng. Bọn hắn đều đi phiếu miểu thần cung. Phiếu miểu thần cung bố trí khảo nghiệm, chỉ có gõ vang thái huyền thần chung 9 lần, mới có thể được mời tiến vào.
Cái kia Thái Huyền Thần Trung, không biết là pháp bảo gì, ta hao hết tâm lực, thế mà liền một thoáng đều gõ không vang. Nói đến đây, thiên nữ không khỏi có chút nhục chí. Diệp thần cảm thấy kỳ lạ, nói chỉ cần gõ chuông 9 lần, liền có thể tiến vào phiếu miểu thần cung. Bọn hắn hoan nghênh chúng ta những người ngoài này. Thiên nữ gật đầu nói, bọn hắn là tinh không thần tộc huyết mạch, mà lại trật tự thâm hậu, sẽ không sa đọa thành hỗn độn thiên ma, còn thật dễ nói chuyện, nói chỉ cần ai có thể gõ chuông 9 lần, là có thể tiến vào phiếu miểu thần cung, đạt được bọn hắn ban cho bảo tàng. Tu vi của ta còn chưa đủ, còn gõ không vang cái kia Thái Huyền Thần Trung, cho nên dự định tại đây bên trong vơ vét một chút bảo tàng, tăng cao thực lực lại nói. Diệp thần hiểu được, nói thì ra là thế, nhưng người tốt nhất vẫn là đi địa phương khác, ta nói, ẩn nấp tại nơi này huyết tộc người, là bằng hữu của ta. Thiên nữ bất đắc dĩ nói, cái khác huyết tộc bộ lạc, cũng toàn bộ trốn, đều sợ lọt vào cướp sạch, ta khó được phát hiện nơi này, có thể không muốn bỏ qua. Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, là quyết không cho phép ta giết người đoạt bảo. Dừng một chút, nàng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, nói ra, ta đây giết cổ tinh môn người, ngươi không có ý kiến chớ. Diệp thần con ngươi nhưng híp lại, thản nhiên nói, cổ tinh môn cùng ta đối địch, ngươi muốn giết bọn hắn người, ta cầu còn không được. Thiên nữ vui vẻ nói, vậy ngươi cùng ta hợp tác, cùng đi đối phó kính thiên đế đệ tử. Kính thiên đế đệ tử Tào Tử Mặc cũng tiến nhập cửu thiên thần táng cốc, nhưng hắn thực lực rất mạnh mẽ, ta một người không phải địch thủ của hắn. Nếu có thể đánh giết hắn lời, là có thể cướp đoạt trên người hắn chứ nhiều bảo bối, đầy đủ ta tu luyện dùng. Nàng nhớ mãi không quên, vẫn là muốn giết người đoạt bảo, bất quá nể tình Diệp thần, không đi giết nơi này huyết tộc người, mà là đem mục tiêu đổi thành kính thiên đế đệ tử, Tào Tử Mặc. Diệp thần cùng cổ tinh môn đối địch, muốn giết cổ tinh môn đệ tử. Hắn tự nhiên không có ý kiến gì, nói, không có vấn đề, ta có khả năng hợp tác với ngươi giết người, nhưng này Tào Tử Mặc ở đâu? Hắn đã là kính thiên đế đệ tử, thậm chí liền ngươi cũng không đối phó được, nghĩ đến cũng không phải cái gì hạng người bình thường, chúng ta dâu đến chú ý cẩn thận. Thiên nữ nhìn xem trước mặt Uyên Vũ huyết trì, ánh mắt chớp lên, nói, chúng ta có khả năng dẫn dụ hắn tới, nếu là hắn phát hiện nơi này có bảo tàng, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Nói xong, thiên nữ đầu ngón tay ký kết linh quyết, từng đạo linh quang đánh vào Uyên Vũ huyết trì bên trong. Tiếp theo sát, Uyên Vũ huyết trì ông một tiếng, sôi trào lên, có một cỗ huyết quang phóng lên tận trời, xông phá tầng mây hắc ám, hào quang xa xa khuếch tán ra, hình thành một cỗ đặc thù thiên địa dị tượng. Tốt, Tào Tử Mặc hẳn là có thể thấy, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là đủ. Thiên nữ làm xong hết thảy, biểu lộ có chút hưng phấn cùng chờ mong. Lôi kéo Diệp thần đến xa xa vách núi trốn đi, khí tức hoàn toàn ẩn nấp. Diệp thần hỏi, ngươi làm sao xác định chẳng qua là Tào Tử Mặc sẽ đến, không phải là những người khác. Thiên nữ nói, những người khác tại phiếu miểu thần cung, chỉ có ta cùng Tào Tử Mặc, thấy gõ chuông vô vọng liền rời đi, hắn cũng giống như ta, tại bốn phía vơ vét tài nguyên, nghĩ tăng cao thực lực về sau, lại trở về phiếu miểu thần cung. Ngươi còn chưa có đi qua phiếu miểu thần cung. Không biết chỗ kia đến cỡ nào xa hoa, chỗ kia chứa đựng bảo tàng, quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu có thể được mời đi vào, phân đến một điểm bảo tàng, cái kia đủ để nghịch thiên cải mệnh. Diệp thần bị thiên nữ nói đến cũng có chút tâm động, rất muốn đi cái kia phiếu miểu thần cung nhìn một chút, bất quá hắn lại hơi nghi hoặc một chút. Phiếu miểu thần cung đem hải tộc nhân cùng huyết tộc người, đều xem như nô lệ, bọn hắn thật có hảo tâm như vậy, nguyện ý cùng người ngoài chia sẻ bảo tàng. Mơ hồ ở giữa, Diệp thần bắt được một chút kỳ hoặc, nhưng hắn còn chưa có đi qua phiếu miểu thần cung, cũng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Lắc đầu, Diệp thần trước thu hồi nội tâm tạp niệm, thức tỉnh tinh thần, hiện tại có cơ hội, vẫn là trước liên thủ với thiên nữ, đối phó cổ tinh môn người lại nói. Cứ như vậy, chờ mấy tháng sau tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, Diệp thần cũng có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Uyên Vũ huyết trì dị tượng, xa xa khuếch tán ra. Tựa như là một cái bắt thú mồi nhử. Diệp thần cùng thiên nữ, chờ chưa tới một canh giờ, quả nhiên liền thấy có người đến rồi. Chỉ thấy một thanh niên nam tử, hai đầu lông mày mang theo ba phần xúc động, ba phần nghi hoặc, buông xuống đến Uyên Vũ huyết trì phụ cận, chính là Tào Tử Mặc. Nơi này có trật tự tồn tại, hẳn là có ẩn giấu thế lực, là huyết tộc một cái bộ lạc, huyết Uyên Vân Cung. Trốn ở huyễn tưởng trong không gian, ha ha. Tào Tử Mặc tầm mắt ngắm nhìn bốn phía,
ngón tay bấm đốt ngón tay, rất nhanh suy tính ra một chút mi mục, không khỏi lộ ra một vệt mang theo sát khí cười lạnh. Bất quá, hắn còn chưa phát hiện Diệp Thần cùng Thiên Nữ, Diệp Thần hai người ẩn nấp cực sâu, khí tức đều hoàn toàn thu lại. Thiên Nữ nói, Tào Tử Mặc đến rồi. Diệp Thần, chúng ta động thủ, giết hắn, liền muốn trực tiếp ra tay. Diệp Thần đè lại Thiên Nữ tay, nói, đừng xúc động, đây chỉ là hắn một cái kính tượng phân thân, bản thể còn không có xuất hiện đây. Diệp Thần hai mắt khôi phục về sau, sức quan sát càng cường đại hơn, chẳng qua là nhìn thoáng qua, hắn liền nhìn ra, trước mắt Tào Tử Mặc, chẳng qua là một cái kính tượng phân thân, cũng không là bản thể. Xem ra, Tào Tử Mặc cũng vô cùng cẩn thận, không có tùy tiện xuất động bản thể. Dù sao, nơi này đột nhiên nở rộ huyết quang dị tượng, thực sự có chút không tầm thường. Kính tượng phân thân, Thiên Nữ sững sờ, cẩn thận nhìn chăm chú, cũng không có phát hiện Tào Tử Mặc là phân thân, trong lòng lập tức một hồi thất lạc. Diệp Thần có thể nhìn ra, nàng nhìn không ra, nếu luận mỗi về sức quan sát, nàng đã không sánh bằng Diệp Thần. Mặt khác, nàng liền Tào Tử Mặc kính tượng phân thân, đều không phân biệt được, thực lực kia cùng Tào Tử Mặc ở giữa, cũng là có chênh lệch nhất định. Này cũng không thể trách Thiên Nữ, nàng bước vào không lúc nào không thời gian ngắn ngủi, tu vi hỏa hầu không đủ, coi như thiên phú chắc tuyệt, dù sao tích lũy thời gian quá ngắn, không sánh bằng Tào Tử Mặc này loại uy tín lâu năm thiên tài. Lần trước đại đạo tranh phong sau khi kết thúc, Thiên Nữ tu vi vừa mới vừa đột phá đến thiên nguyên cảnh một tầng thiên, trước mắt miễn cưỡng đi vào ba tầng trời hàng ngũ, liền thiên nguyên cảnh trung kỳ đều còn chưa tới. Nhưng Tào Tử Mặc đã là thiên nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, luận mặt ngoài tu vi, Thiên Nữ hoàn toàn không sánh bằng. Cũng chỉ có Diệp Thần này loại quái thai, mới có thể nhảy vọt lớn như vậy chênh lệch cảnh giới, nghịch phạt diệt sát hết thảy. Hiện tại Thiên Nữ chỉ muốn tiến vào Phiếu Miểu Thần Cung, phân đến bảo tàng, dạng này có khả năng tăng lên trên diện rộng thực lực. Chỉ thấy Tào Tử Mặc đột nhiên quát lạnh nói, một bầy kiến hôi, coi là trốn ở huyễn tưởng trong không gian, liền có thể an toàn. Ha ha, để cho các ngươi kiến thức một chút sư phụ ta kính thiên đế đại thần thông. Xâm La Vạn Đạo Kính, mở. Một cỗ kinh thiên như sấm sét khí lưu nổ vang, theo Tào Tử Mặc trong cơ thể bộc phát ra, quanh người hắn linh khí điên cuồng phồng lên, thiên nguyên cảnh thần cách năng lượng đều bừa bãi tàn phá mà ra, đại thần thông biến hóa, ở trong hư không ký kết ra ngàn khối vạn khối mực nước sắc tấm gương. Cái kia từng khối mực nước sắc tấm gương, tựa như có thể chiếu rọi xâm la vạn tượng, xuyên thủng hết thảy hư ảo, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền có một cỗ theo sâu trong linh hồn bùng nổ rung động cảm giác. Đây là kính thiên đế truyền thừa đại thần thông, gọi xâm la vạn đạo kính, có thể chiếu phá hết thảy. Kính thiên đế nổi danh nhất thần thông, là tơ bông mưa kính thuật, chính là tam thập tam thiên thần thuật một trong, hắn những năm này không ngừng nghiên cứu tinh tiến, theo thần thuật bên trong thôi diễn ra càng cường hãn hơn đại thần thông, lớn áo nghĩa, đại bí pháp. Tỷ như môn này xâm la vạn đạo kính, liền là theo tơ bông mưa kính thuật thôi diễn ra tới đại thần thông, uy lực cực kỳ khủng bố. Tào Tử Mặc rõ ràng đạt được kính thiên đế chân truyền, một tay xâm la vạn đạo kính thi triển đi ra. Khí thế khoáng đạt sục sôi, ngàn khối vạn khối mực nước sắc tấm gương, như mộng như ảo, xây dựng thành kính tường kính trận, chiếu phá hư không, xua tan hắc ám. Một tòa ẩn nấp tại huyễn tưởng trong không gian cung điện, lập tức bị Tào Tử Mặc soi ra tới. Tòa cung điện kia, môn trên đầu treo một khối bảng hiệu, in huyết huyên vân cung bốn chữ, toàn thân lượn lờ lấy từng sợi huyết sắc sương mù, có chút mỹ lệ, chính là nơi đây huyết tộc lãnh địa. Này tòa huyết huyên vân cung. Ban đầu ẩn nấp tại huyễn tưởng không gian bên trong, nhưng bị Tào Tử Mặc vừa chiếu, lập tức liền hiện ra nguyên hình. Diệp Thần thấy thế, không khỏi lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm, này Tào Tử Mặc thủ đoạn cường hãn, tuyệt đối không thể khinh thường. Coi như là Diệp Thần, vừa mới cũng không thể tìm tới trong ảo tương huyết huyên vân cung, nhưng Tào Tử Mặc lập tức liền soi sáng ra tới, rõ ràng người sau thủ đoạn cường hãn, thần thông quảng đại. Kỳ thật, Diệp Thần tinh thông huyễn tưởng pháp tắc. Nếu như hắn mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, cũng có thể trong nháy mắt chiếu phá hư huyễn. Bất quá, ánh mắt hắn khôi phục còn không bao lâu, không thể lại dễ dàng vận dụng vạn hoa đồng huyết nhãn, cho nên vừa mới cũng không có sử dụng. Chỉ thấy Tào Tử Mặc chiếu ra máu huyên vân cung nguyên hình, tại cái kia huyết huyên vân cung bên trong, có từng cái dáng người cao gầy, làn da tái nhợt như tuyết, đồng tử thâm thúy u ám, tai nhọn nhọn nữ tử. Những cô gái kia, đều là huyết tộc nữ tử.
đặc thù rất rõ ràng, liền là làn da dị thường tái nhợt, tai nhọn nhọn, 10 điểm mỹ mạo, mị hoặc nhân tâm. Giống như hải tộc, huyết tộc cũng không có giống được tồn tại, toàn bộ là nữ tử, mà lại bởi vì tinh không thần tộc chèn ép, các nàng tu vi lại yếu. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ huyết huyên vân cung, từng cái huyết tộc nữ tử, đại bộ phận đều là thần đạo cảnh, thiên nguyên cảnh lác đác không có mấy. Huyết huyên vân cung bị soi sáng ra, hết thảy huyết tộc nữ tử, trên mặt lướt qua một vệt lúng túng thần sắc sợ hãi. Nhưng rất nhanh, cỗ này sợ hãi vẻ mặt, liền chuyển biến thành bình tĩnh cùng xâm nghiêm, hết thảy huyết tộc nữ tử rút ra binh khí. Cùng hải tộc so sánh, huyết tộc người muốn càng hung ác một chút. Nhìn thấy rất nhiều rút ra binh khí huyết tộc nữ tử, Tào Tử Mặc cười ha ha, thiên nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, vô cùng hung trọt bộc phát ra đi, hình thành một cỗ cường đại áp lực tràng, bao phủ toàn trường, làm cho hết thảy huyết tộc nữ tử, đạo tâm dao động, vẻ mặt càng là tái nhợt, cầm đao cầm kiếm tay dồn dập run rẩy lên. Thế nào, các ngươi như thế điểm tu vi, còn muốn cùng ta đối kháng? Cho các ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn quỳ xuống, dâng ra hết thảy bảo tàng, lại ngoan ngoãn làm nô lệ của ta có lẽ còn có thể tha thứ các ngươi. Tào Tử Mặc tùy tiện, hết sức hưng phấn. Tại phiếu miểu thần cung bên kia, hắn liền được thỉnh mời tiến vào tư cách đều không có, tại tinh không thần tộc cường giả trước mặt, hắn cũng không ngẩng đầu được lên. Nhưng đối mặt huyết tộc người, hắn thiên nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, có thể nói là vô cùng cường hãn, như nhật nguyệt tinh thần, cỗ này nghiền ép toàn trường cảm giác, tự nhiên cũng là khiến cho hắn vô cùng sảng khoái. Nhìn thấy Tào Tử Mặc phách lối như vậy, thiên nữ có chút nhịn không được, nói, Diệp Thần, chúng ta động thủ. Diệp Thần vẫn là đè lại nàng tay, nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ bản thể hắn tới lại nói, đây chỉ là hắn kính tượng phân thân. Huyết huyên vân cung bên trong, một người mặc bó sát người hồng y, dáng người đường cong lả lướt bay bổng thiếu nữ nhanh chân đi ra, nhìn thẳng Tào Tử Mặc, nói kẻ ngoại lai, người có khả năng giết chết chúng ta, nhưng hưu nghĩ tới chúng ta huyết tộc cúi đầu. Nàng nhấc lên trường kiếm, tầm mắt tràn đầy chiến ý. Theo khí tức phán đoán, nàng hẳn là huyết huyên vân cung lãnh chúa, tu vi so với bình thường huyết tộc nữ tử cường hãn rất nhiều, đã đi đến thiên nguyên cảnh, nhưng cùng Tào Tử Mặc chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chỉ bất quá, nàng không có bất kỳ cái gì khuất phục ý tứ. Tào Tử Mặc nhìn thấy nữ tử áo đỏ quật cường như vậy, cũng bị khơi dậy tâm tính, ha ha cười nhạt một chút, nói, phải không? Các ngươi thật không sợ chết. Xoẹt. Bỗng nhiên, Tào Tử Mặc thôi động Xâm La Vạn Đạo Kính, một đạo mực nước kính quang bắn ra, đem nữ tử áo đỏ sau lưng một cái huyết tộc nữ, đầu đánh xuyên, trực tiếp giết chết. Thấy tộc nhân chết đi, nữ tử áo đỏ thân thể run rẩy một cái. Tào Tử Mặc lãnh khốc cười nói, thân thể của ngươi đang phát run, xem ra ngươi đối tử vong vẫn là mang theo kinh khủng a. Ngoan ngoãn cúi đầu trước ta quỳ xuống, dâng lên các ngươi cất giữ hết thảy bảo tàng tài nguyên, ta có khả năng buông tha các ngươi, dù sao ta cũng là hết sức thương hương tiếc ngọc, hắc hắc. Thiên nữ nhìn thấy một màn này, khẩn trương nói, hắn giết người, Diệp Thần, chúng ta mau ra tay, không phải bảo tàng đều muốn bị hắn cướp sạch. Diệp Thần thân thể vẫn là lù lù bất động, nói, đừng nóng vội, chờ một chút, coi như người chết rồi, ta cũng có thể phục sinh. Toàn trường bầu không khí khẩn trương sơ xác tiêu điều đến cực hạn, cái kia nữ tử áo đỏ, nghe được Tào Tử Mặc đe dọa, vẻ mặt không thay đổi, trong ánh mắt y nguyên mang theo lạnh lùng cùng lăng lệ, lùi lại hai bước, quát. Khải vang chín tầng trời thủy long trận. Nàng tiếng nói vừa ra, sau lưng có chừng 10 cái huyết tộc nữ tử đứng ra, cùng nhau tự đốt hiến tế, thân thể thành cho, đại lượng khí huyết tinh hoa dâng trào mà ra, quán chú đến huyết huyên vân cung trong địa mạch. Ông! Lập tức, một tòa ẩn dấu trận pháp, bị trong nháy mắt mở ra. Chỉ thấy trong hư không hơi nước sục sôi, long ngâm kinh thiên, từng đầu to lớn xanh thẳm thủy long, theo huyết huyên vân cung bên trong xung phong mà ra, gầm thét hướng về Tào Tử Mặc bạo sát mà đi. Tào Tử Mặc đồng tử co rụt lại, thân thể vội vàng trốn vào bên cạnh mực nước trong gương đi. Giống, từng đầu thủy long gầm thét, dương nanh múa vuốt, đem trong hư không ngàn khối vạn khối mực nước tấm gương, toàn bộ đánh cho đập tan. Tại mỗi khối tấm gương sau khi vỡ vụn, Tào Tử Mặc thân thể bay xuống ra tới, ngự phong treo lơ lửng ở giữa không trung, trên người có một khối lăng kính tạo thành hộ thuẫn, ngăn trở chung quanh rất nhiều thủy long tập kích đánh giết. Trận pháp này uy lực cũng không tệ,
thế mà có thể đem ta bản thể bước đi ra. Tào Tử Mặc tầm mắt lãnh khốc, quan sát cái kia nữ tử áo đỏ, nhếch miệng lên một vệt tàn khốc đường cong. Khí tức của hắn, so với vừa mới mãnh liệt sáng chói rất nhiều, từng đầu thiên nguyên cảnh đỉnh phong pháp tắc, tựa như thác trời thổi rơi, phù văn cuồn cuộn, quang diệu dị thường. Hiện tại liền thiên nữ đều đó có thể thấy được, đây mới là Tào Tử Mặc chân chính bản thể. Nguyên lai Tào Tử Mặc bản thể, liền vẫn giấu kín trong gương, hiện tại mới hiện thân ra tới. Thiên kính vạn thần ánh sáng. Tào Tử Mặc tay cầm vừa nắm vừa để xuống, theo trong lòng bàn tay bộc phát ra ngàn đầu vạn cái kính quang, cuồn cuộn lăng lệ như bay kiếm bản bạo sát mà ra, suy suy rung động, tại chỗ liền đem trong hư không từng đầu thủy long, trực tiếp cắn giết đến đập tan, hóa thành đầy trời giọt nước, như mưa to khuynh lạc. Trong nháy mắt, Huyết Huyên Vân Cung hao phí to lớn đại giới mở ra cửu thiên thủy long trận, liền bị Tào Tử Mặc phá hết. Đại trận bị phá, Huyết Huyên Vân Cung hào quang ảm đạm, hết thảy huyết tộc nữ tử đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái kia nữ tử áo đỏ, cũng là triệt để tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, thiên muốn diệt ta huyết tộc. Đối với nàng mà nói, thiên nguyên cảnh đỉnh phong Tào Tử Mặc, vẫn là quá cường đại. Phải biết, Tào Tử Mặc có thể là kính thiên đế đệ tử, nắm giữ lấy kính thiên đế chân truyền, chân thực sức chiến đấu vượt qua mặt ngoài tu vi, so với bình thường thiên nguyên cảnh đỉnh phong võ giả lợi hại hơn rất nhiều. Một mình hắn, là có thể nghiền ép toàn bộ Huyết Huyên Vân Cung. Tào Tử Mặc cười hắc hắc, nhìn chằm chằm cái kia nữ tử áo đỏ, nói, cô nàng, ta cấp cho ngươi mạng sống cơ sẽ, nhưng ngươi lại muốn tìm chết, thì nên trách không được ta. Hắn có ý muốn giết gà dọa khỉ, cong ngón búng ra, lập tức bắn ra một đạo phong duệ kính quang, hướng về kia nữ tử áo đỏ cái trán vọt tới, muốn nhất kích giết chết. Nữ tử áo đỏ gương mặt trắng bệch, trực tiếp nhắm mắt chờ chết. Nhưng đợi mấy tức, nàng cũng không có phát hiện mình chết đi, ngược lại nghe được Tào Tử Mặc tiếng kinh hô. Mở mắt xem xét, nữ tử áo đỏ thấy được một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đứng ở trước mặt của nàng, trong tay cầm kiếm, thay nàng đỡ được cái kia đạo muốn mạng kính quang. Luân hồi chi chủ, là ngươi. Tào Tử Mặc lớn tiếng kinh hô lên, đạo thân ảnh này, chính là Diệp Thần. Tại Tào Tử Mặc bản thể sau khi xuất hiện, Diệp Thần cũng là không tiếp tục lưỡng lự, trực tiếp hiện thân mà ra. Tào Tử Mặc hoàn toàn không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải Diệp Thần. Tại ngắn ngủi kinh ngạc lúng túng qua đi, hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Bởi vì hắn mẫn duệ cảm thấy được, Diệp Thần cánh tay trái hắc ám quấn quanh, khí vận cùng thực lực đều lớn chịu ảnh hưởng. Nếu là thật đánh lên đến, hắn chưa hẳn không có thủ thắng khả năng. Còn có ta. Bỗng nhiên, một đạo hét vang âm thanh, theo Tào Tử Mặc sau lưng nổ vang. Lại là thiên nữ đánh giết mà ra, vây quanh Tào Tử Mặc phía sau lưng, nhất kiếm hung ác ám sát. Lần này đánh lén, làm cho Tào Tử Mặc triệt để chấn động. Kính thân chuyển di. Trong lúc nguy cấp, Tào Tử Mặc bóp một cái pháp quyết, lăng không tạo ra hai cái gương, thân thể của hắn theo một chiếc gương bên trong, thuấn di đến khác một chiếc gương bên trong. Choảng. Thiên nữ nhất kiếm đâm xuống, chỉ đánh nát một mặt không tấm gương, không có thể gây tổn thương cho hại đến Tào Tử Mặc bản thể. Tào Tử Mặc tránh thoát nhất kiếm, lại không có cái gì vui sướng biểu lộ, có chẳng qua là mặt mũi tràn đầy âm trầm, nhìn chằm chằm thiên nữ cùng Diệp Thần, nói thiên nữ, ngươi lại cùng luân hồi chi chủ quay về cầu thả rồi. Ha ha, các ngươi ẩn giấu đến thật là sâu a. Thiên nữ hừ một tiếng, sát ý hội tụ mà ra, nói cái gì quay về cầu thả, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ một điểm. Tào Tử Mặc nói, nguyên lai nơi này dị tượng, là các ngươi làm cục muốn hại ta, ha ha, các ngươi lợi hại, ta không lời nào để nói, cáo từ. Đến lúc này, Tào Tử Mặc tự nhiên là cái gì đều hiểu, biết là Diệp Thần cùng thiên nữ làm cục muốn giết hắn. Nếu là một cái Diệp Thần, hoặc là một cái thiên nữ, hắn đều không sợ, có nắm bắt có khả năng giết ngược lại. Nhưng hai người hợp lại, hắn có thể đánh không lại. Ngay sau đó, Tào Tử Mặc quyết đoán cực nhanh, đúng là nghĩ lập tức vứt bỏ chiến chạy trốn. Chỉ gặp hắn gọi ra thực một cái kính môn, nhanh chân bước vào kính môn bên trong, liền muốn truyền tống rời đi. Nhưng tiếp theo sát, một màn quỷ dị xuất hiện, Tào Tử Mặc thân thể xuyên qua kính phía sau cửa, cũng không có bị truyền tống đi, còn êm đẹp lưu tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Tào Tử Mặc ngây ngẩn cả người. Người bây giờ mới muốn đi, đã hơi trễ. Diệp Thần lãnh khốc nói ra. Từ trên người Diệp Thần,
chảy ra cổ lão tinh quang, bay thẳng bầu trời, hóa thành hai đầu cổ xà, một đầu là không gian cổ xà, một đầu là thời gian cổ xà. Không gian cổ xà cùng thời gian cổ xà, đầu đuôi đụng vào nhau, ở trên bầu trời diễn biến thành to lớn song xà tròm sao, chiếu rọi bốn phương. Bàng bạc thời không lực lượng, bao phủ thiên địa càn khôn. Không gian chung quanh, triệt để bị Diệp Thần phong tỏa, Tào Tử Mặc mong muốn tuấn di truyền tống chạy trốn, đó là tuyệt đối không thể nào. Diệp Thần tu vi, tại tấn thăng đến thần đạo cảnh 6 tầng trời trung giai về sau, hắn đủ loại thần thông thuật pháp tu vi, cũng là theo chân nước lên thì thuyền lên, một tay song xà tròm sao, thi triển đi ra, bàng bạc bá khí, phong tỏa hư không, liền Tào Tử Mặc cái này thiên nguyên cảnh đỉnh phong võ giả, cũng không cách nào đào thoát. Tào Tử Mặc nhìn lên bầu trời bên trong song xà tròm sao, vẻ mặt cũng là âm trầm xuống, nói, luân hồi chi chủ, người cứng rắn muốn lưu lại ta, bức ta liều mạng, cái kia chỉ có lưỡng bại câu thương xuống chàng. Hắn dù sao cũng là kính thiên đế chân truyền đệ tử, coi như không địch lại Diệp Thần cùng thiên nữ hai người hợp lại, nhưng nếu là liều mạng bạo phát, cũng sẽ không nhường Diệp Thần hai người dễ chịu. Người nghĩ lưỡng bại câu thương, cũng không dễ dàng như vậy. Bất hủ phong bia, cho ta trấn áp. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp liền gọi ra bất hủ phong bia, sáng chói bia đá bộc phát ra vạn trượng vầng sáng, rất nhiều luân hồi quá khứ truyền kỳ cùng vinh quang, trong nháy mắt chấn động hư không, bắn ra vô tận rộng rãi sử thi tiếng ngâm sướng, ầm ầm như lôi minh, bia thân quay đầu hướng Tào Tử Mặc trấn áp xuống. Tào Tử Mặc đồng tử co rụt lại, này bất hủ phong bia trấn áp lực lượng, liền hắn đều thấy kinh sợ một hồi, hắn vội vàng co ngón tay bắn liền, bắn xuất ra đạo đạo kính quang, muốn ngăn cản Diệp Thần bất hủ phong bia. Nhưng ở hắn ngăn cản Diệp Thần thế công thời điểm, thiên nữ theo sườn cầm kiếm giết ra, múa kiếm băng hoàng, hàn khí xâm nghiêm, thậm chí là đông kết không khí, nổ ra từng mảnh băng xương, vô cùng lăng lệ lãnh khốc kiếm khí, chém tới Tào Tử Mặc thân eo. Tào Tử Mặc nhận giáp công, biết hôm nay chiến đấu, không cách nào lành, hiện tại cũng bị kích thích huyết tính, lớn tiếng nói, các ngươi mong muốn chiến, ta đây liền phụng bồi tới cùng. Thiên kính huyễn thận, máu nhuộm phong hoa.